siêu cấp cường giả, Bùi Đông Lai. Tập 31. Vào lúc chiều tà, từng chiếc xe cảnh sát gào thét mà chạy tới sân bay khiến cho người hai bên đường đều phải nhìn sang. Ở phía sau mấy chiếc xe cảnh sát chính là hai chiếc xe tải quân dụng, trên xe có nhiều trinh sát được trang bị võ trang đầy đủ, ngoài ra còn có cha con Từ Vạn Sơn, Từ Ưng bị còng lại. Dưới trời chiều, vô luận là Từ Ưng hay Từ Vạn Sơn thì cả hai đều không còn lộ ra bộ dạng cuồng ngạo nữa, bây giờ bọn hắn giống như là người chết, hai mắt vô thần nhìn về phía trước. Xem kia, đó không phải là Từ gia tiếng tăm lừng lẫy đó sao? Đúng vậy, là Từ gia, thực thật không ngờ rằng Từ gia kia sẽ có ngày hôm nay. Đây là chuyện bình thường, lưới trời tuy thưa mà khó lọt, đối lập với chính phủ thì không phải là tự tìm chỗ chết sao? Đám người hai bên đường thấy Từ Vạn Sơn lúc này trở thành tù nhân thì liền nghị luận, có người vui, có người mừng, nói túm lại là thể loại nào cũng có cả. Nghe được những tiếng nghị luận này thì Từ Ưng liền lấy lại tinh thần, hắn giống như là chú dê bị lạc ở trong rừng, vô cùng sợ hãi mà nhìn về bốn phía. Mà Từ Vạn Sơn thì ngơ ngác, dường như hắn không có nghe được những tiếng nghị luận ấy. 30 phút sau, từng chiếc xe cảnh sát cùng áp giải Từ Vạn Sơn, Từ Ưng đến sân bay, bọn hắn được người của Cục Quốc An mang đi. Đông Lai, cảm ơn cậu. Trong biệt thự Hạ gia, vừa mới biết được tin tức Từ Vạn Sơn và Từ Ưng bị người khác mang đi thì Hạ Binh đi đến trước người Bùi Đông Lai rồi nói cảm ơn. Giờ phút này, tuy rằng hắn gọi Bùi Đông Lai là Đông Lai nhưng mà trong giọng nói kia lại tràn ngập vẻ kính nể. Kính nể là bởi vì hắn thấy được chỉ trong một thời gian ngắn như vậy mà Bùi Đông Lai có thể làm cho Từ Vạn Sơn, người cắm rễ rất lâu trên Tây Nam này rất đài. Chú Hạ khách khí rồi. Bùi Đông Lai cười cười, sau đó nói sang chuyện khác, hỏi. Đúng rồi, chú Hạ, Ina đã khỏe chưa? Hai. Hạ Binh khe khẽ thở dài. Nó vẫn như thế. Trong lòng Bùi Đông Lai cũng thở dài. Hắn biết những lời Hạ Binh là thật. Mặc dù trước mặt đám người NVT thì lúc nào Hạ Ina cũng cười nói vui vẻ, nhưng mà sau lưng thì nàng đã rơi không biết bao nhiêu là nước mắt. Đông Lai, cậu có tin tức gì về anh hai của tôi chưa? Thấy Bùi Đông Lai không nói lời nào thì Hạ Binh lại hỏi. Vẫn chưa có. Bùi Đông Lai lắc lắc đầu, hắn đã gọi cho Quý Hồng, nhờ mạng lưới trong tay Quý Hồng để đi tìm hiểu tin tức của Hạ Hà nhưng mà tính đến trước mắt thì Quý Hồng vẫn chưa liên lạc với hắn. Chưa liên lạc, có nghĩa là tạm thời không có tin tức. Hạ Binh nghe vậy thì trầm mặc, hung hăng hút một điếu thuốc. Chú Hạ, vương quốc thuốc phiện của Từ Vạn Sơn đã ngã, bất quá trong tay hắn vẫn còn một ít của cải bạch đạo. Thừa dịp bên trên còn chưa động thủ thì chú có thể âm thầm ra tay chiếm lấy, trừ thuốc phiện ra thì toàn bộ sản nghiệp trong bạch đạo khác thì chú hãy lấy hết. Bởi vì từng có kinh nghiệm ở Hàng Hồ và Giang Ninh nên ở phương diện này thì Bùi Đông Lai cũng được coi là nửa chuyên gia, hắn biết rõ khi một tên kiêu hùng trong hắc đạo rơi đài thì trừ sinh ý trong bóng tối ra thì toàn bộ của cải trong bạch đạo sẽ bị các vị đại lão chiếm lấy. Ừ, Hạ Binh gật gật đầu, vẻ buồn bực trong lòng đã biến mất hơn phân nửa. Sau đó nhìn không được mà hỏi. Đông Lai, công lao lần này là của cậu, để tỏ lòng cảm ơn thì tôi từ đống của cải của Từ Vạn Sơn kia sẽ lấy ra hai phần, một phần dành cho cậu. Bùi Đông Lai cười lắc lắc đầu. Thôi, cứ coi như là quà của cháu tặng cho Hạ gia đi. Điều này, Hạ Binh ngẩn ra, hắn cảm thấy phần lễ vật này thật sự là quá to lớn. Chú Hạ, chú đi xử lý đi, cháu đi lên tìm Ina. Bùi Đông Lai cười đứng dậy rồi đi tới biệt thự của Hạ Ina. Khi Bùi Đông Lai đến biệt thự của Hạ Ina thì lúc này Hạ Ina đang cầm một chiếc vòng tay, ngoài ra bên cạnh nàng còn có nhiều hộp, bên trong hộp toàn là ngọc thạch, đây là những thứ mà Hạ Hà đã từng mua cho nàng trong mỗi lần sinh nhật của nàng. 10 năm qua, chưa bao giờ đứt đoạn. Trong tay cầm lên những món quà mà Hạ Hà mua cho mình, nhớ lại bộ dạng của Hạ Bàn Tử thì đôi mắt của Hạ Ina có chút hồng, nước mắt đảo quanh vành mắt. Thấy một màn như vậy thì Bùi Đông Lai không có quấy rầy Hạ Ina, hắn đang chuẩn bị rời đi thì nghe giọng nói của Hạ Ina vang lên. Có tin tức của cha tớ chưa? Nghe được giọng nói của Hạ Ina, nhìn vào vẻ mặt chờ mong của Hạ Ina thì Bùi Đông Lai rất muốn nói là có nhưng mà cuối cùng hắn lắc lắc đầu. Tạm thời còn chưa có. Nha! Câu trả lời của Bùi Đông Lai khiến cho vẻ chờ mong trong lòng của Hạ Ina đã biến mất, nàng ngẩng đầu lên. Cười gượng một tiếng nhìn Bùi Đông Lai. Còn có nửa tháng nữa là tới Tết âm lịch,
người nhà của cậu hắn là đều chờ cậu về ăn Tết. Cậu về đi, không cần phải lo cho tớ, tớ không sao đâu. Bùi Đông Lai thấy như vậy thì trong lòng có chút đau đớn. Reng, reng. Sau đó, không đợi hắn nói cái gì, điện thoại trong túi áo hắn đã vang lên. Bùi Đông Lai lấy điện thoại ra thì thấy được người gọi đến là Quý Hồng. Có tin tức rồi sao? Điện thoại được chuyển thì Bùi Đông Lai liền mở miệng hỏi. Ừ. Đầu bên kia điện thoại, Quý Hồng nghiêm mặt nói. Mới nhận được tin tức, Hạ Hà còn chưa chết. Chưa chết sao? Quả nhiên nghe được Quý Hồng nói như thế thì Bùi Đông Lai liền kinh ngạc, hắn hưng phấn hỏi. Hiện giờ hắn đang ở đâu? Ở Thái Lan. Quý Hồng trầm giọng nói. Dựa vào tin tức mà tôi có được thì hắn đang ở trong tay của Thái Hổ, tên đứng đầu tổ chức phản động ở Thái Lan. Thái Lan à? Bùi Đông Lai hơi có chút kinh ngạc. Ừ. Quý Hồng nhắc nhở. Mặc dù Thái Hổ là kẻ đứng đầu tổ chức phản động ở Thái Lan nhưng mà ở thế giới ngầm trong Đông Nam Á cũng có lực ảnh hưởng rất lớn, các nước xung quanh đều có thế lực của hắn. Cá nhân tôi cho rằng, sở dĩ hắn không giết chết Hạ Hà hơn phân nửa là muốn kiếm được ích lợi từ trên người của Hạ Hà. Tin tức này có thể tin được không? Bùi Đông Lai hỏi. Tin tức này là do tôi bỏ 100.000 đô la Mỹ mua từ một tổ chức tình báo, hoàn toàn tin tưởng được. Vẻ mặt Quý Hồng khẳng định, nói. Bùi Đông Lai như có suy nghĩ gì. Thái Lan là địa bàn của Thái Hổ, hơn nữa là nước ngoài, nếu cậu muốn cứu Hạ Hà thì sẽ gặp vô số nguy hiểm. Quý Hồng nhắc nhở một câu, sau đó lại bổ sung. Tôi sẽ để Phong Diệp đi cùng cậu. Nếu tôi mang Phong Diệp đi thì kế hoạch sẽ bị bại lộ không thể nào cứu viện được. Bùi Đông Lai trầm ngâm một lát, từ chối Quý Hồng đề nghị. Quý Hồng có chút lo lắng. Một mình cậu đi thì sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Ở nước ngoài tôi có bạn bè. Bùi Đông Lai ảm đạm cười, nói. Yên tâm đi, tôi không có việc gì đâu. Ách, lời nói của Bùi Đông Lai khiến cho Quý Hồng kinh ngạc, cho đến bây giờ thì nàng còn chưa nghe qua Bùi Đông Lai có bạn ở nước ngoài. Là người của cha cậu sao? Không phải. Bùi Đông Lai giải thích nói. Trước khi huấn luyện ở trụ sở huyết sát của Liễu Tỷ thì tôi có quen với bốn người giáo quan. Trước khi bọn họ rời đi thì bọn họ có nói cho tôi biết, nếu có một ngày tôi xuất ngoại thì có thể liên hệ với bọn hắn. Thì ra là thế. Quý Hồng nói xong do dự một chút. Chú ý một chút, còn sống trở về. Bùi Đông Lai vốn là còn muốn nói thêm nhưng thấy được vẻ mặt kích động của Hạ Y Na ở bên cạnh thì hắn không nói với Quý Hồng nữa mà là trực tiếp cúp điện thoại. Cha của tớ chưa chết sao? Mắt thấy Bùi Đông Lai cúp điện thoại, Hạ Y Na gấp gáp mở miệng. Bởi vì quá mức kích động mà cả người nàng không ngừng run lên. Ừ. Bùi Đông Lai mỉm cười gật đầu. Chú ấy đang ở Thái Lan, tớ sẽ qua đó đón chú ấy về. Thật sự không chết. Nghe được câu trả lời của Bùi Đông Lai thì Hạ Y Na liền kích động mà nhảy lên, sau đó nàng ý thức được cái gì, vẻ vui sướng trên mặt dần dần biến mất, thay vào đó chính là sự lo lắng. Hẳn là cha đã rơi vào trong tay của địch nhân. Nếu cậu qua đó thì sẽ rất nguy hiểm, đúng không? Không sao đâu. Bùi Đông Lai vốn là không muốn nói chân tướng cho Hạ Y Na biết nhưng nghĩ lại vì để cho Hạ Y Na tin tưởng mà hắn lắc lắc đầu, tỏ ra thoải mái mà cười nói. Đừng quên tớ là một Superman, không gì là không làm được a. Bên tai vang lên lời nói đùa giỡn của Bùi Đông Lai, vẻ lo lắng trong lòng Hạ Y Na cũng không giảm, nàng xuống giường, đi đến trước người Bùi Đông Lai. Ôm lấy phía sau lưng Bùi Đông Lai, nhẹ giọng nói. Tuy rằng tớ rất hy vọng cha tớ có thể còn sống trở về nhưng mà tớ càng không hy vọng bởi vì cứu cha tớ mà cậu xảy ra chuyện. Bên tai vang lên lời nói của Hạ Y Na, cảm nhận thân thể mềm mại của Hạ Y Na thì Bùi Đông Lai cũng không có chút tà niệm nào, hắn có chút do dự có nên quay lại ôm Hạ Y Na không? Đáp ứng tớ, còn sống trở về. Sau đó... Không đợi Bùi Đông Lai quay lại thì Hạ Y Na đã ôn nhu nói. Ừ. Bùi Đông Lai nhẹ nhàng gật đầu, xoay người lại, xoa má Hạ Y Na. Đây là lần thứ hai hắn hứa hẹn với một nữ nhân. Bóng đêm buông xuống, trong một căn cứ phản quân ở một nước châu Phi, vừa mới tiến hành chiến đấu với đám lính chính phủ xong thì lúc này đám lính phản quân đang ăn lương khô để bổ sung năng lượng, chuẩn bị cho việc chiến đấu vào ngày mai. So ra mà nói thì lúc này đám thủ lĩnh của phiến quân đang dùng một bữa tối thịnh soạn, có cả thịt bò và rượu đỏ. Chư vị,
Trận chiến này đã diễn ra được 2 tháng, nó cần phải kết thúc rồi. Trong phòng ăn, một gã thủ lĩnh phiến quân có dáng người khôi ngô, làn da ngăm đen, ánh mắt ác độc, trong tay đang nắm dao ăn, ánh mắt nhìn qua từng tên thủ hạ, nói. Ngày mai, chúng ta có thể tấn công vào phủ tổng thống để chiếm mảnh đất này. Ách! Nghe được tên thủ lĩnh phản quân nói thế thì mọi người đều mang theo vài phần nghi hoặc nhìn về phía hắn. Nghi hoặc là bởi vì bọn hắn biết tuy rằng quân chính phủ đã thương vong nặng nề nhưng mà bởi vì bên kia đã thuê 2 đội lính đánh thuê cường đại nên đã làm cho cuộc chiến này lâm vào thế giằng co, phiến quân nếu muốn lật đổ quân chính phủ thì phải cần thời gian. Thủ lĩnh, theo tôi được biết thì cái tên hỗn đản Si Sách kia đã thuê 2 đội lính đánh thuê, nhân số khoảng 100 người, mỗi người bọn hắn đều là những cổ máy chiến tranh. Làm sao trong ngày mai chúng có thể xử lý được bọn hắn, chiếm được mảnh đất này đây? Một gã tướng lĩnh phiến quân nhìn không được mà mở miệng hỏi, hôm qua hắn đã xuất lĩnh bộ đội bị 2 đội lính đánh thuê kia tập kích, chết thảm trọng. Làm cho hắn cảm nhận được sự cường đại của đám lính đánh thuê này. Sau đây, chúng ta cùng đứng dậy hoan nghênh Jason tiên sinh. Tên thủ lĩnh liền nói xong thì hắn liền đứng dậy. Jason, nghe được cái tên xa lạ này thì bọn hắn đều không hiểu cái gì nhưng mà thấy thủ lĩnh đứng dậy thì bọn hắn cũng không hỏi gì thêm mà liền đứng dậy lên. Sau đó, dưới sự chờ đợi của mọi người thì Jason đã bước vào phòng. T. Thấy Jason xuất hiện thì không ít tướng lĩnh phiến quân đều hít vào một hơi. Bởi vì bọn hắn cảm nhận được hơi thở cực kỳ nguy hiểm trên người của Jason, cảm giác giống như một đàn hươu trên thảo nguyên gặp phải một con sư tử. Jason thân ái, cuối cùng thì anh cũng đã tới. So với mọi người thì tên thủ lĩnh đã biết được sự lợi hại của Jason cho nên hắn liền mỉm cười, chào đón Jason. Xin lỗi tướng quân Sách, gần đây nhiệm vụ của chúng tôi thật sự là quá nhiều. Mặt Jason không đổi sắc nói ra một câu, sau đó đi đến ôm tên thủ lĩnh một cái. Chư vị, tôi xin giới thiệu với mọi người đây là Jason, đội trưởng của dòng binh đoàn Sa Tăng. Sau khi ôm xong thì tên thủ lĩnh phiến quân liền giới thiệu. Dòng binh đoàn Sa Tăng. Nghe được cái tên này thì toàn bộ mọi người đều cả kinh, sau đó bọn hắn liền trở nên hưng phấn. Mặc dù bọn hắn không có nghe qua cái tên Jason nhưng mà bọn hắn đã nghe về sự thích của dòng binh đoàn Sa Tăng. Jason, tôi nghe nói dòng binh đoàn Sa Tăng vừa mới được hình thành từ 7 tháng trước. Hưng phấn rất nhiều, một tên tướng lĩnh không nhịn được mà nói. Đây cũng chính là nói, ngài cùng với thủ hạ ngài chỉ dùng có 7 tháng mà có thể biến dòng binh đoàn Sa Tăng trở thành một trong những dòng binh đoàn có tiếng nhất thế giới. Đều sai rồi. Mặt Jason không chút thay đổi, liếc nhìn tên tướng lĩnh kia một cái. Thứ nhất, là tôi cùng với huynh đệ. Thứ hai, hiện giờ chúng tôi đang đứng ở vị trí thứ 5 trên bài hành bảng. Thật có lỗi, xem ra là tin tình báo của tôi có chỗ sai lầm. Nghe được những lời nói kia của Jason thì tên tướng lĩnh kia cũng không có chút tức giận này mà là vẻ mặt của hắn cùng với các tên tướng lĩnh khác đều giống nhau, đều là hết sức kích động. Kích động là bởi vì bọn hắn biết. Việc Jason xuất hiện ở đây có nghĩa là dòng binh đoàn Sa Tăng đã đồng ý trợ giúp bọn hắn tiêu diệt quân chính phủ. Jason thân ái, tôi đã chuẩn bị cho ngài một bữa ăn phong phú, chúng ta vừa ăn rồi vừa nói chuyện. Vẻ mặt của tên thủ lĩnh của phiến quân mỉm cười, nhìn Jason rồi mời. Jason lắc đầu. Ăn cơm thì không cần, tôi chỉ hy vọng tướng quân có thể chuẩn bị tư liệu của kẻ địch, để chúng tôi có thể triển khai hành động. Được rồi. Nghe được Jason nói như thế thì ánh mắt của tên thủ lĩnh phiến quân liền híp lại, làm ra một cái thủ thế. Đem tư liệu của lão già Si Sách hỗn đản kia giao cho Jason. Tích, tích. Sau đó, không đợi tên binh lính kia trả lời thì đột nhiên trong phòng vang lên những tiếng tích. Tích, ách. Nghe được tiếng tích, tích, thì vẻ mặt của Jason khẽ thay đổi. Tướng quân, tôi có một cuộc điện thoại vô cùng quan trọng. Kinh ngạc rất nhiều. Jason liền quay lại nói với tên thủ lĩnh phiến quân một câu, sau đó không đợi tên thủ lĩnh phiến quân đáp lời lại thì hắn đã đi ra khỏi phòng. Thấy một màn như vậy thì tên thủ lĩnh phiến quân khẽ cau mày nhưng mà lại không dám ngăn trở. Tiểu Bùi, là cậu sao? Bên ngoài phòng, Jason đi đến một góc tối không người, xuất ra một chiếc điện thoại vệ tinh sau đó bấm nghe, lúc nói chuyện thì giọng nói của hắn trở nên kích động. Là tôi, giáo quan Jason. Giọng nói của Bùi Đông Lai truyền vào trong tai của Jason. Tiểu Bùi, tôi nghe nói cậu đã gia nhập vào bộ đội đặc chủng của Trung Quốc,
hơn nữa cậu đã dẫn dắt các anh em của mình lấy được chức quán quân về hạng mục đoàn đội trong đại bỉ võ trong nước, hơn nữa hạng mục xạ kích và cách đấu thì cậu cũng giành được chức quán quân. Jason cười nói, khi nghe được tin tức ấy thì ta và đám người kênh liền ăn mừng một phen, cậu không khiến chúng ta phải thất vọng. Tất cả là nhờ công lao của các vị giáo quan. Đầu bên kia điện thoại, Bùi Đông Lai đang ở Xuân Thành, nghe được Jason nói như thế thì liền vỗ mông ngựa. Hắc hắc, thằng nhóc nhà cậu rất biết cách nói chuyện. Jason lên tiếng, cười vui vẻ, sau đó hỏi. Đúng rồi, đột nhiên cậu liên hệ với ta, có gì không? Nói xong thì Jason có chút nghi hoặc. Giáo quan Jason, là như vậy, một người bằng hữu của tôi bị đám phản động ở Thái Lan bắt đi, tôi nghĩ muốn đến Thái Lan để cứu người. Đối mặt với câu hỏi của Jason thì Bùi Đông Lai cũng không có giấu giếm mà nói thẳng. Bất quá, tôi cảm thấy được tin tình báo có chút vấn đề nên hy vọng ngài có thể tìm giúp tôi tin tình báo chuẩn xác. Tuy rằng Quý Hồng đã nói cho Bùi Đông Lai biết được tin tức đó nhưng mà Bùi Đông Lai cảm thấy có gì khác lạ. Ở hắn xem ra, Hạ Hà và Thế Thái Hổ kia không có xung đột với nhau, hơn nữa đôi bên cũng không có ân oán cá nhân. Thái Hổ đối phó với Hạ Hà, điều này cũng không đúng à. Bằng hữu của cậu tên là gì? Trong lòng Jason vừa động, hắn cũng không có nóng lòng nói ra tin tức mà mình biết được. Hạ Hà, là người được xưng là vua Ngọc Thạch Trung Quốc Hạ Hà sao? Vâng, giáo quan Jason, chẳng lẽ ngài cũng biết hắn sao? Nghe được Jason nói như thế thì Bùi Đông Lai có chút nghi hoặc. Ta không biết, bất quá mấy ngày trước, huynh đệ của ta chấp hành nhiệm vụ ở châu Á cũng nghe nói đến chuyện của hắn. Jason trầm giọng nói, hắn chưa chết. Bùi Đông Lai có chút buồn bực. Ta biết. Jason cười khổ, nói, ta chẳng những biết hắn không chết hơn nữa, ta còn biết hắn đang bị ai bắt giữ. Hô, nghe Jason nói thế thì Bùi Đông Lai thở ra, cười khổ nói, giáo quan Jason, khi nào thì ngài học cách nói được một nửa thì, cậu nói xem, lúc này Hạ Hà đang ở trong tay người nào? Jason cười hỏi. Không phải tôi vừa nói sao? Hắn đang ở trong tay của Thái Hổ, lão đại hắc đạo Thái Lan. Bùi Đông Lai có chút khó hiểu nói một câu, sau đó trong lòng vừa động. Chẳng lẽ tin tình báo sai sao? Dựa vào tin tức mà ta thu được thì trong hai tháng qua, tổ chức thần võng đang muốn thâm nhập vào hắc đạo của Đông Nam Á, hiện giờ đã khống chế được cả hắc đạo ở Đông Nam Á. Thần võng. Nghe được hai chữ này thì sắc mặt của Bùi Đông Lai liền cuồng biến. Bên tai của hắn liền nhớ lại lời nhắc nhở của Tiêu Phi. Có lẽ cậu rất tò mò, nếu ta nói với cậu rằng ta có thể giết đám lính đặc chủng của Mỹ và Pháp giống như giết gà thì vì sao ta lại chết vào 5 năm sau? 5 năm sau, bản thân của ta chết ở trong tay của một tổ chức có tên là Thần Võng. Thần Võng này là tổ chức phạm tội lớn nhất ở châu Âu, nói chính xác thì 5 năm sau, Thần Võng đã trở thành tổ chức tội phạm lớn nhất toàn cầu. Thế lực của nó trải rộng toàn cầu. Nhưng mà 5 năm sau, thế lực này đã thâm nhập vào nước ta, hơn nữa còn khống chế không ít thế lực bóng tối. Điều đáng sợ nhất chính là một ít thành viên làm trong quốc gia mặc dù biết được đây là tổ chức phạm tội nhưng vẫn hợp tác với nó, đối với, điều này đã âm thầm phá hoại căn cơ của quốc gia, tạo thành ảnh hưởng với quốc gia. Ta nói với cậu điều này không phải muốn cậu báo thù cho ta. So với báo thù mà nói thì ta càng hy vọng cậu làm cho ta, hoặc nói đúng hơn là làm cho quốc gia một chuyện. Không cho phép người của thần võng tiến vào quốc nội nửa bước đây là yêu cầu của ta, Tiêu Phi, thành viên Long Nha thứ ba của nước Cộng Hòa đối với cậu, hoặc là nói đây là một lời khẩn cầu. Như thế nào, chẳng lẽ cậu cũng đã nghe qua tổ chức thần võng này rồi sao? Jason thấy Bùi Đông Lai không nói lời nào thì nói thêm. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì người bằng hữu của cậu hẳn là ở trong tay của thần võng, Thái Hồ chỉ là một con chó săn của thần võng mà thôi. Hô! Bùi Đông Lai hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh cảm xúc lại rồi nói. Giáo quan Jason, hy vọng trong thời gian ngắn nhất ngài có thể đem toàn bộ tư liệu của tổ chức thần võng giao cho tôi. Cậu muốn mạo hiểm, đắc tội với thần võng để cứu bằng hữu của cậu sao? Lúc này đây, đến lượt Jason giật mình. Thân là thủ lĩnh của dòng binh đoàn Sa Tăng thì hắn biết được sự cường đại, nói đúng ra là đáng sợ của tổ chức thần võng này. Hắn cảm thấy được. Nếu Bùi Đông Lai đắc tội với thần võng thì chẳng khác gì nhổ lông trên đầu lão hồ, là muốn chết. Muốn chết. Ngay sau đó,
Một thanh âm nổ vang bên tai Jason. Không phải đắc tội mà là tiêu diệt, một ngày nào đó, tôi sẽ cho tổ chức thần võng này biến mất trên cái thế giới này. Jason tiên sinh thân ái, vô cùng cảm ơn ngài và anh em của mình, mọi người chính là những chiến sĩ ưu tú nhất thế giới, tôi hướng về Chúa mà thề. Trong một văn phòng trên lầu tổng thống, Hoắc Khắc ngồi ở trên một chiếc ghế da, mang theo vài phần kính sợ nhìn vào Jason, trong lòng hắn âm thầm thủ đoạn cường đại của dòng binh đoàn Sa Tăng. Vốn dựa theo kế hoạch của hắn thì cho dù dòng binh đoàn Sa Tăng có thực lực mạnh đến cỡ nào đi chăng nữa thì muốn xử lý xong hai đám lính đánh thuê kia rồi xử lý tên tổng thống kia tuyệt đối là một chuyện không dễ dàng gì. Một tuần. Đây là thời gian trong dự đoán của hắn. Một buổi tối. Đây là kết quả của Jason. Chỉ trong một tối mà dòng binh đoàn Sa Tăng có thể tiêu diệt được hai đám lính đánh thuê kia, hơn nữa còn tiến vào phủ tổng thống bắn chết tên tổng thống kia. Hoắc Khắc tướng quân, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, mời ngài nhanh chóng đem số tiền còn lại chuyển khoản vào tài khoản của ta. Jason nghiêm mặt nói. Ngoài ra, hiện tại ông hãy lập tức để cho người của ông chuẩn bị cho ta một gian phòng im lặng, hơn nữa trong ấy còn có một cái computer được nối mạng. Không thành vấn đề, tôi sẽ cho người đi làm ngay. Mặc dù đã thành công cầm quyền quốc gia này nhưng mà cho Hoắc Khắc 10 lá gan thì hắn cũng không dám từ chối yêu cầu của Jason. Một phút sau, Jason rời khỏi phòng tổng thống đi vào một phòng họp, hai tên thành viên của dòng binh đoàn Sa Tăng đứng ở ngoài của phòng canh gác. Khi Jason vào phòng thì trên bàn đã đặt một chiếc laptop có kết nối 3G. Theo thói quen, Jason tiến hành kiểm tra nơi này một phen, sau khi xác định trong phòng không có máy nghe lén thì Jason liền tiến tới laptop rồi click một trang web có tính bảo mật cực cao. Jason, cậu gấp gáp liên hệ với chúng ta, rốt cuộc là có chuyện gì? Rất nhanh, trên màn hình xuất hiện ba hình ảnh, người trong tấm hình không phải là ai khác mà đó chính là Ken, Fanbay cùng The Rossi. Ta nghĩ, chúng ta cần đi tới một chỗ. Jason nói thẳng. Oh my god, Jason, cậu lại tiếp nhận nhiệm vụ gì mà cần phải để chúng ta xuất động hết? Nghe được Jason nói như thế thì The Rossi lộ ra vẻ kỳ quái hỏi. Không riêng gì The Rossi mà ngay cả Fanbay cùng Ken cũng tỏ ra mê hoặc. Từ sau khi dòng binh đoàn Sa Tăng được thành lập thì chưa có nhiệm vụ nào mà cả bốn người cùng xuất động. The Rossi chẳng lẽ cậu đã quên được tin tình báo mà ngày hôm qua cậu thu được sao? Jason lại hỏi. Cậu nói là tin tức về tên người Trung Quốc gọi là Hạ Hà. Cùng với tin tức thần võng sao? The Rossi nói xong, lập tức phản ứng lại. Chẳng lẽ có người muốn chúng ta giải cứu tên người Trung Quốc kia ư? Oh my god, chúng ta sẽ đắc tội với thần võng à? Jason, nhiệm vụ lần này quá nguy hiểm, làm không tốt sẽ khiến dòng binh đoàn diệt vong. Ta đề nghị cậu không nên nhận nhiệm vụ này. Ken liền mở miệng, phát biểu quan điểm của mình. Jason khó được cười cười. Fanbay, ý của cậu thì sao? Chỉ cần có người trả giá cao thì ngay cả thượng đế thì ta cũng dám ám sát. Fanbay trả lời. Không ai thuê chúng ta cứu cái tên người Trung Quốc kêu là Hạ Hà kia cả nhưng mà chúng ta phải đi. Jason trầm giọng nói. Vì sao? Nghe được Jason nói như thế thì cả ba đều trừng to mắt, vẻ mặt khiếp sợ, hỏi. Bởi vì, tên tiểu tử kia muốn đi Thái Lan. Nói đến tiểu tử kia thì Jason nở nụ cười ấy phát ra từ nội tâm của hắn. Thật sao? Nghe được Jason nói như thế thì cả ba người đều không còn lộ ra vẻ lo lắng hay khiếp sợ nữa mà thay vào đó chính là vẻ hưng phấn. Học sinh của chúng ta muốn đi tới Thái Lan cứu người, nhờ chúng ta đến trợ giúp nó. Jason nhếch chân bắt chéo, cười trêu ghẹo, nói. Quan trọng nhất chính là chúng ta sẽ đắc tội với thần võng, vì muốn công bằng cho nên ta đều nghị tiến hành giơ tay biểu quyết. Jason, tên Hạ Hà kia rốt cuộc là gì của tên tiểu tử kia? Vì sao hắn muốn mạo hiểm đắc tội với thần võng đi cứu Hạ Hà? The Rossi mở miệng, cắt ngang lời nói của Jason. Không biết. Jason cười khổ xoa nhẹ khuôn mặt. Hôm qua trong điện thoại nó nói với ta rằng một ngày nào đó, nó sẽ cho tổ chức thần võng này biến mất trên thế giới này. Ách! Giống như Jason tối hôm qua, lúc này đây cả ba người Ken, Fanbay, The Rossi đều cả kinh há to miệng. Oh my god, đầu của tên tiểu tử này nhất định là chứa toàn đậu hủ, ta thề. Khiếp sợ đi qua, The Rossi thảm thiết kêu. Ta cũng cảm thấy tên tiểu tử này rất điên cuồng.
hiện giờ xem ra thì hắn còn cuồng hơn sự tưởng tượng của ta, nhưng mà điều này lại rất hợp với khẩu vị của ta. Mặc kệ các cậu có giúp hắn hay không, tóm lại, ta nhất định sẽ đi Thái Lan. Fanbase cười âm hiểm rồi làm ra quyết định. Hắn là học sinh của chúng ta, hơn nữa còn là một người ưu tú nhất, là niềm kiêu ngạo của chúng. Điều này đủ để cho chúng ta giúp đỡ hắn, nhưng mà thần võng thật sự quá cường đại, chúng ta cần cẩn thận khi làm ra lựa chọn. Ken cũng mở miệng, quan hệ giữa hắn và Bùi Đông Lai cũng không kém so với ba người Jason. Sở dĩ hắn nói như vậy chính là không muốn để người bên mình đi chịu chết. Ta hỏi các cậu một vấn đề, mục đích khi thành lập dòng binh đoàn Sa Tăng của chúng là gì? Hoặc là nói, chúng ta vì cái gì mà chiến? Jason trầm ngâm một lát, sắc mặt phức tạp nói. Vì cái gì mà chiến? Vì tiền. Đây là đáp án của người am hiểu ám sát Fanbase. Vì muốn hưởng thụ cái cảm giác tim đập trong khi chiến đấu. De Rossi cũng nói ra đáp án của mình. Vì muốn tìm lại cảm giác sinh tử khi đứng chung với các chiến hữu. Ken thoáng do dự, cũng mở miệng. Các cậu đều sai cả rồi. Jason cười khổ lắc lắc đầu. Đáp án chính là vì chiến nhi chiến, vì chiến mà chiến. Ba người đều tỏ ra ngạc nhiên. Ta và các cậu đều là chiến sĩ trời sinh, các cậu cũng không thể phủ nhận điểm này. Đối với chiến sĩ mà nói thì chúng ta có thể chiến vì quốc gia, có thể chiến vì tiền, nhưng mà đối với những chiến sĩ trời sinh như chúng ta mà nói là vì chiến mà chiến. Chiến trường cũng là thiên đường của chúng ta, nó cũng là mộ của chúng ta. Chúng ta không thể thay đổi điểm này được. Vẻ mặt Jason bỗng trở nên kích động. Nếu chúng ta chỉ vì chiến mà chiến thì tại sao chúng ta lại không tham gia những trò kích thích, những trò điên cuồng, có tính khiêu chiến cao đây? Ba người Ken liền tỉnh ngộ. Nếu học sinh của chúng ta dám nói rằng nó sẽ tiêu diệt thần võng, thì chúng ta có lý do gì để sợ thần võng đây? Jason cười nói một câu. Sau đó nắm chặt tay phải, khàn giọng nói. Chiến con mẹ nó đi. Chiến. Ba người liền giơ cao tay phải lên, cảm xúc trào dâng. De Rossi, trong vòng 30 phút cậu phải đem toàn bộ tin tình báo cậu thu được rồi truyền cho tên tiểu tử kia. Mắt thấy ba người Ken đã làm ra quyết định, Jason không nói lời vô ích. Fanbase, khoảng cách giữa cậu và bên ấy là gần nhất, vậy cậu hắn đến đó trước đi. Hơn nữa cậu cũng đừng để cho đám người Thái Hổ phát hiện, sau đó cậu mang theo tiểu tử đó lén vào Thái Lan. Vâng, đội trưởng. Nghe mệnh lệnh của Jason thì Fanbase cùng De Rossi liền cúi chào, cấp ra câu trả lời thuyết phục. Hành trình mới đã bắt đầu rồi. Jason cũng đứng lên, nhìn thoáng qua đồng hồ trên tay rồi mỉm cười. 24 tiếng sau, chúng ta gặp lại ở Bangkok. Ban đêm lúc 9 giờ. Sai khi Bùi Đông Lai đến gặp Miêu lão gia rồi dùng cơm với các thành viên trong Miêu gia thì liền lên xe đi tới sân bay của Xuân Thành. Đông Lai, cậu cần hai thứ thuốc kia để làm gì? Khi ô tô sắp đến sân bay Xuân Thành thì lúc này Miêu Dịch đang lái xe không nhịn được mà hỏi. Lúc Bùi Đông Lai rời đi thì Miêu lão gia đã đưa cho Bùi Đông Lai một ít thuốc chữa thương cùng với một ít thuốc phụ trợ luyện võ. Bùi Đông Lai cũng không có từ chối mà còn muốn xin Miêu lão gia hai loại độc dược, trong đó có một loại vô sắc vô vị. Tính toán đem thuốc của Trung Quốc đưa ra nước ngoài để cho đám người ngoại quốc kia biết một chút về thuốc của chúng ta. Bùi Đông Lai cười trêu ghẹo nói. Ách! Nghe được câu trả lời của Bùi Đông Lai thì Miêu Dịch cả kinh, muốn nói cái gì nhưng cuối cùng lại nhịn. Trong đại sảnh của sân bay, biết được Bùi Đông Lai muốn đi tới Thái Lan nên Hạ Ina, Tống Hân cùng Hạ Binh đã đến nơi đợi. Lúc thấy Bùi Đông Lai và Miêu Dịch đi vào cửa thì vội vàng bước lên. Rất nhanh, hai người gặp nhau, Hạ Ina cũng không nói được một lời. Đông Lai, cẩn thận. Sắc mặt của Tống Hân tỏ ra phức tạp nhìn vào Bùi Đông Lai, có lo lắng mà càng nhiều là cảm kích. Không sao đâu, dì Tống, chú Hạ, Ina, ba người trở về đi. Bùi Đông Lai cười cười, cảm giác kia giống như là đi ra nước ngoài du lịch. Hạ Ina nghe vậy thì bước lên một bước, giống như là người vợ giúp đỡ người chồng trước khi ra khỏi nhà vậy, nàng giúp Bùi Đông Lai sửa lại cái cổ áo cho ngay ngắn. Làm xong tất cả chuyện này thì nàng đi lui lại, đứng bên cạnh Tống Hân cùng Hạ Binh. Bùi Đông Lai hướng về bốn người mỉm cười, sau đó cũng không hề dừng lại mà bước vào. 40 phút sau, máy bay bay tới Singapore bắt đầu cất cánh. Trong máy bay, Bùi Đông Lai đem ánh mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ, thầm nói. Tiêu Phi,
anh đã từng nói với tôi rằng anh không muốn tôi báo thù nhưng mà tích thủy tri ân, đương dũng tuyển tương báo. Dựa vào trí nhớ của anh, có tất cả 4 kẻ vây công anh, một kẻ trong đó hiện tại đang ở Thailand, tôi sẽ tới chặt đầu của hắn, coi như là thu chút tiền lãi. Bangkok là thủ đô của Thái Lan cũng là thành phố lớn nhất ở Thái Lan, ở Đông Nam Á được xưng là thành phố lớn thứ nhì, được xưng là thủ đô của Phật giáo, thiên sứ chi thành cùng Venice của phương Đông. Ngoài ra, thế giới ngầm của Bangkok cũng vô cùng quan trọng, nó được xưng là trạm trung chuyển rất nhiều tên trùm buôn lậu trước khi tuồn hàng ra bên ngoài thì cũng dừng lại ở Bangkok, sau đó vận chuyển lên những con thuyền buôn lậu khác. Bởi vì thế giới ngầm ở Bangkok có tầm quan trọng như thế nên nó cũng trở thành một trong những thế lực lớn nhất thế giới, rất nhiều tổ chức đều có căn cứ ở nơi này. Lúc trạng vạng tối, trong một biệt thự ven biển, Oz Wilson chỉ quấn một chiếc khăn tắm, đứng trên ban công. Bưng một ly rượu đỏ rồi nhẹ nhàng lắc lắc, đồng thời ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía bờ biển cách đó không xa. Trên bãi biển, rất nhiều nam, nữ mặc áo tắm mà tắm biển, trên bờ cát một số người chơi đùa, hoặc là nằm ở dưới cát, hưởng thụ cái cảm giác thả lỏng này. Lúc này, đột nhiên Oz nghe được tiếng bước chân, bất quá hắn cũng không có quay đầu lại nhìn. Tôn quý chi thần. Vài giây sau, khi còn cách Oz khoảng 3 mét thì Thái Hổ dừng lại rồi cúi đầu 90 độ. Cung kính nói. Có tin tức sao? Oz chậm rãi nhấp một miếng rượu thì mới quay đầu lại nhìn vào Thái Hổ. Đối mặt với ánh mắt của Oz thì trên mặt của Thái Hổ không có lộ ra vẻ bất mãn nào, ngược lại hắn còn tỏ ra tôn kính hơn. Tất cả chuyện này đơn giản là hắn biết được Oz đứng ở trước mặt hắn chính là một trong 4 người con nuôi của Odin, thủ lĩnh của thần võng. Ngoài ra, thực lực của Oz cũng làm cho Thái Hổ vô cùng khiếp sợ. Hắn đã tận mắt thấy được trong vòng 5 chiêu thì Oz đã giết được một tên Thái Quyền Vương cũng chính là hộ vệ trước đó của hắn. Tôn quý chi thần, tôi đã liên hệ với các chỗ xuất nhập cảnh để tiến hành xác nhận thân phận của người Trung Quốc khi tiến vào Thái Lan này, bất quá cho đến bây giờ vẫn chưa có phát hiện được tung tích của tên Trung Quốc kia. Thái Hổ cúi người xuống. Xin ngài yên tâm, một khi có tin tức thì tôi liền lập tức thông báo cho ngài. Oz trầm mặc không nói. Tôn quý chi thần. Ngài còn có phân phó khác không? Oz trầm mặc khiến cho Thái Hổ khẩn trương rất nhiều, hắn liền chủ động dò hỏi. Ông có thể cút. Oz nhíu mày, đương như đối với hiệu suất làm việc của Thái Hổ thì hắn không hài lòng lắm. Vâng, tôn quý chi thần. Thái Hổ nghe thế thì giống như một con chó Trung Quốc, đứng lên rồi cẩn thận lui ra. Tôn quý chi thần. Sau khi Thái Hổ rời đi thì một gã đại hán có vóc người khôi ngô giống như là U Linh xuất hiện ở phía sau Oz, cúi đầu vấn an. Chúng ta bên này đã có tin tức rồi sao? Oz hỏi. Tạm thời còn không có. Tên đại hán kia lắc đầu, nói. Tên Trung Quốc kia hẳn là còn chưa tới Thái Lan, nếu không thì không có khả năng bị phát hiện. Hẳn là như vậy. Oz cũng hiểu được như thế. Dù sao thì trừ Thái Hổ dùng mạng lược hắc bạch đạo để thu thập tin tức ra thì Oz còn lợi dụng mạng lưới tình báo của thần võng nữa. Tôn quý chi thần. Tên đại hán kia do dự một lát rồi mở miệng lần nữa, thấy Oz bảo hắn tiếp tục nói thì hắn lại nói. Tên hỗn đản Thái Hổ kia 2 ngày nay vẫn một mực quấn lấy vào tình nhân của hắn, dường như đối với chuyện của ngài phân phó thì hắn không để vào bụng. Ngài xem, chúng ta có cần đổi một người phát ngôn khác hay không? Đối với một con chó mà nói thì lòng trung thành chính là thứ quan trọng nhất. Oz khẽ lắc đầu. Thái Hổ tên chó đáng thương này tuy rằng năng lực của hắn kém một chút. Nhưng mà hắn rất nghe lời, tạm thời hãy giữ đi. Chờ sau khi chúng ta đứng vững gót chân ở Đông Nam Á thì mới tìm người thay thế hắn. Vâng, tôn quý chi thần. Tên đại hán cúi đầu, chậm rãi lui ra. Cha! Tuy rằng con không biết tại sao cha lại đem tên Bùi Vũ Phu người Trung Quốc kia trở thành đối thủ của mình, tuy rằng con không biết vì sao cha lại cảm thấy được con kém hơn 3 người bọn họ nhưng mà lúc này đâu con sẽ chứng minh cho người thấy, con sẽ mang đầu đứa con của Bùi Vũ Phu đi gặp ngài. Ánh trời chiều chiếu vào khuôn mặt của hắn, vẻ mặt của hắn âm trầm như lệ quỷ. Bộp! Nói xong, ly rượu trong tay của Oz đã biến thành những mảnh thủy tinh nhỏ, rơi xuống đất. Nhưng mà... trên tay của hắn lại không có một chút vết thương nào. Cùng lúc đó, trong một chiếc xe công vụ đang chạy nhanh trên đường. Hắc hắc, tiểu tử, rốt cuộc là cậu đã đạt đến trình độ nào? Vì sao mà ngay cả một chút cảm giác mà ta cũng không thể cảm nhận được? Trong xe, Fenbei đang lái xe,
hắn giống như là một tên sắc lang nhìn chằm chằm vào Bùi Đông Lai, kết quả là hắn không thể cảm nhận được một chút sát khí nào trên người của Bùi Đông Lai. Nếu tôi có thể tham gia giải đại bỉ võ toàn cầu cầu, đến lúc đó giành quán quân ở hạng mục xạ kích và cách đấu cũng không là vấn đề gì. Bùi Đông Lai cười khổ một tiếng, hắn sợ fanpage không hiểu cái gì gọi là cao thủ ám kính cho nên chỉ có thể giải thích như vậy. Ở hắn xem ra, nếu Diệp Thiên có thể làm như vậy thì hắn tự nhiên là sẽ làm được. Mẹ nó, lúc trước Jason nói cậu là một tên biến thái, thật đúng là không có nói sai mà. Fanpage nghe vậy thì cười mắng một câu, sau đó nói. Còn một tiếng nữa thì Jason, Ken cùng The Rossi sẽ tới đây, chúng đi trước chờ bọn hắn. Giáo quan fanpage, tôi đi làm một chút chuyện sau đó sẽ đến gặp mọi người. Bùi Đông Lai nghĩ nghĩ rồi nói. Ngài hãy đưa tôi đến phố XX. Hắc hắc, tiểu tử, không nghĩ ra đối với Bangkok mà cậu cũng quen thuộc như vậy. Xem ra trước khi đến đây thì cậu đã học thuộc bài rồi à. Fanpage vốn tò mò Bùi Đông Lai sẽ làm cái gì nhưng sau khi nghe được Bùi Đông Lai nói ra địa điểm thì hắn liền hiểu được dụng ý của Bùi Đông Lai, cười trêu ghẹo nói. Tục ngữ có câu biết người biết ta, trăm trận trăm thắng đây là trận chiến đầu tiên của tôi với thần võng, tuyệt không thể bại được. Bùi Đông Lai nheo mắt lại, rồi đột nhiên sát ý trên người xuất hiện mãnh liệt. Ách! Cảm nhận được vẻ sát ý điên cuồng trên người của Bùi Đông Lai thì fanpage liền há to mồm, thiếu chút nữa mà lái xe đâm vào bụi cỏ ven đường. 20 phút sau, fanpage chở Bùi Đông Lai đến phố XX thì dừng lại sau đó Bùi Đông Lai liền xuống xe rồi biến mất trong đám người. Mắt thấy không thấy được bóng dáng của Bùi Đông Lai thì fanpage cười khổ lắc đầu, sau đó lái xe đến nơi gặp mặt. Lúc này Bùi Đông Lai đeo mũ lưỡi chai, đeo kính nhìn giống qua khi giống một khách du lịch. Hắn dựa vào tư liệu mà bước từ từ vào một tiểu khu. Màn đêm buông xuống, Bùi Đông Lai đã đến trước cửa tiểu khu. Nương theo bóng đêm, hắn lợi dụng những góc chết mà camera không thể quay tới được, dễ dàng lén vào bên trong tiểu khu. Sau khi vào tiểu khu thì hắn liền dùng một tốc độ khủng khiếp, làm cho người ta không thể thấy được bóng dáng của hắn. Mấy phút sau, hắn đã đến được biệt thự, hắn núp ở trong một bụi cây, cẩn thận quan sát mọi thứ chung quanh biệt thự. Sau khi thầm nhớ vị trí chính xác của mấy tên bảo tiêu thì Bùi Đông Lai lại một lần nữa biến mất trong đêm tối. 10 phút sau, 4 chiếc xe hơi chạy vào tiểu khu. Bá! Trước cửa một ngôi biệt thự trong tiểu khu. Bốn gã bảo vệ thấy bốn chiếc xe tiến vào thì liền cúi chào đồng thời mở cửa, để bốn chiếc xe chạy vào biệt thự. Khi xe dừng lại, một gã đại hán từ chiếc Lincoln bước xuống, đi nhanh tới chiếc Lincoln ở giữa rồi mở cửa xe ra. Các cậu ở bên ngoài chờ ta. Trong Lincoln, Thái Hổ bóp tắt xì gà, đi xuống xe, phân phó một câu rồi lập tức đi vào ngôi biệt thự. Anh yêu, anh đã về rồi. Thái Hổ vừa mới vào biệt thự thì một tiểu mỹ nhân chỉ mặc một chiếc áo ngủ liền chạy đến trước người hắn, nhào vào lồng ngực hắn. Người ta rất nhớ anh. Bảo bối, hai ngày nay anh có chút việc, đợi sau khi làm xong chuyện này thì anh sẽ có thời gian ở bên em. Thái Hổ vuốt ve đầu của nữ nhân một cái rồi chỉ vào bụng của nữ nhân. Hôm nay có thoải mái hay không? Ừ, vẫn là muốn ói. Bảo bối, chịu khó một chút, nữ nhân mang thai đều như vậy. Thái Hổ cười cười, ôm nữ nhân đi về phía sofa. Anh yêu, hôm nay em nghe bác sĩ nói sau 3 tháng là có thể cùng anh thân thiết. Đi đến bên cạnh sofa, thấy Thái Hổ ngồi xuống thì nữ nhân này giống như là yêu tinh, khẽ thổi vào lỗ tai của Thái Hổ một cái giỏi nói. Hiện tại đã hơn 3 tháng, hôm nay người ta cũng tắm rửa sạch sẽ rồi. Xem kìa, hiện tại anh cũng muốn làm một phen. Thái Hổ nghe vậy thì mỉm cười vươn tay ra. Xoa xoa ngọn núi trước ngực của nữ nhân. Chỉ sợ đêm nay không được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sau đó, không đợi Thái Hổ đem nữ nhân kéo vào trong lòng, đột nhiên một giọng nói vang lên, Bùi Đông Lai giống như là quỷ mị đi ra từ phòng ngủ. Bùi Đông Lai xuất hiện, làm cho Thái Hổ cùng nữ nhân kinh hãi, trong đó nữ nhân sợ tới mức há mồm ra, chuẩn bị kêu to lên kết quả bị Thái Hổ che miệng của nàng lại. Mày là ai? Sắc mặt Thái Hổ khó coi nhìn vào Bùi Đông Lai, mang theo vài phần sợ hãi hỏi. Sợ hãi là bởi vì hắn biết nếu thanh niên trước mắt có thể tiến vào đây thì hắn cũng có thể giết mình một cách dễ dàng. Ừ, so với tưởng tượng của tao thì mày thông minh hơn một chút.
thấy Thái Hổ che miệng của nữ nhân lại thì Bùi Đông Lai mỉm cười. Cứ như vậy đi, chúng ta sẽ nói chuyện càng thoải mái hơn. Tao không biết mày, rốt cuộc mày là ai? Bùi Đông Lai càng tỏ ra bình tĩnh thì Thái Hổ càng tỏ ra khẩn trương. Địch nhân cùng chủ nhân, hai chọn một. Bùi Đông Lai đứng trước mặt Thái Hổ, giọng nói không thể nghi ngờ. Địch nhân cùng chủ nhân, hai chọn một. Bên tai vang lên lời nói của Bùi Đông Lai thì vẻ mặt Thái Hổ trở nên ngưng trọng. Thân là người đứng đầu hắc đạo ở Thái Lan thì Thái Hổ không phải là một kẻ ngốc, ngược lại hắn là một người khôn khéo. Bởi vì khôn khéo cho nên sau khi thấy được thực lực khủng bố của thần võng thì hắn liền đem cái gọi là tôn nghiêm vứt đi cho chó ăn, lựa chọn thần phục thần võng, làm con rối của thần võng. Bởi vì khôn khéo cho nên hắn có thể hiểu được ý tứ của Bùi Đông Lai, hoặc là tiếp tục làm chó của thần võng, hoặc là làm chó cho Bùi Đông Lai. Trầm mặc một lúc lâu, Thái Hổ liền lắc đầu ý bảo nữ nhân bên cạnh không cần phải lo lắng rồi mới buông tay ra. Hô, hô, Thái Hổ buông tay ra khiến cho nữ nhân liền thở hổn hển, đồng thời nàng cầm lấy cánh tay của Thái Hổ, vẻ mặt kinh hãi nhìn vào Bùi Đông Lai. Cậu muốn đối phó với thần võng? Mặc dù đã hiểu được ý tứ của Bùi Đông Lai nhưng mà hắn không biết Bùi Đông Lai dựa vào cái gì mà có thể chống lại thần võng, tổ chức tội phạm lớn nhất châu Âu này. Cậu có biết rằng thần võng cường đại đến cỡ nào không? Hiểu biết về thần võng của tôi so với ông thì nhiều hơn, cho nên ông không cần hoài nghi lời nói của ta. Bùi Đông Lai thản nhiên ngồi xuống, bắt chéo chân lên rồi nói. Ngoài ra, sự kiên nhẫn của tôi cũng có hạn. Cậu muốn ta làm gì? Nghe được Bùi Đông Lai nói thế thì Thái Hổ nhíu mày, hắn trầm ngâm một lát rồi sắc mặt tỏ ra ngưng trọng hỏi. Bùi Đông Lai hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Không cần phải a dua, lấy lòng hai bên. Nếu lựa chọn tôi thì tôi có thể tha cho ông một mạng, nếu lựa chọn thần võng thì tôi sẽ cho ông đi gặp Diêm Vương gia. Không, đừng có giết chúng tôi. Không đợi Bùi Đông Lai nói hết lời thì tình nhân của Thái Hổ liền vô cùng hoảng sợ, cắt ngang lời nói của Bùi Đông Lai. Trung Quốc chúng ta có câu tục ngữ, oan có đầu, nợ có chủ, yên tâm, ta sẽ không lạm sát người vô tội. Bùi Đông Lai liếc mắt nhìn Thái Hổ một cái. Đáp ứng hắn đi. Nghe được Bùi Đông Lai nói thế thì tình nhân của Thái Hổ liền cầm lấy cánh tay của Thái Hổ rồi khóc lên. Hiển nhiên là nàng rất rõ ràng nếu Thái Hổ làm theo lời nói của Bùi Đông Lai thì nàng và hắn sẽ được sống. Không trả lời, Thái Hổ nhìn vào Bùi Đông Lai, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Ta lựa chọn cái sau. Trầm mặc một lát, Thái Hổ liền trả lời một câu. Mèo. Thái Hổ vừa nói xong thì một con mèo trắng từ phòng ngủ đi ra, mang theo địch ý mà đi tới trước Bùi Đông Lai rồi kêu lên một tiếng. Bùi Đông Lai híp mắt nhìn vào Thái Hổ, nói. Nếu ta đoán không sai thì lúc này tuy rằng ông lựa chọn làm việc cho ta nhưng mà đợi sau khi giải trừ được nguy cơ trước mắt thì ông sẽ đem chuyện này nói cho Os. Để biểu lộ lòng trung thành của mình hơn nữa ông còn tính kế, muốn để cho ta táng thân tại Thái Lan này, đúng không? Lộp bộp, mắt thấy Bùi Đông Lai nói đúng suy nghĩ của mình thì trong lòng của Thái Hổ liền cả kinh, bất quá hắn cũng không đem vẻ khẩn trương hay sợ hãi lộ ra trên mặt. Thấy Thái Hổ không nói lời nào thì Bùi Đông Lai liền cười lên rồi hỏi. Nghe nói qua đồng ý chưa? Ừ, Thái Hổ gật đầu, không biết vì sao Bùi Đông Lai muốn nói đến đồng ý. Rất nhiều người đều nói một thầy thuốc nếu muốn giết người thì còn dễ hơn so với việc cứu người. Khi nói chuyện thì Bùi Đông Lai lấy trong người hai cái độc dược ra. Đông y có thể giết người trong vô hình. Nói xong, Bùi Đông Lai đứng dậy chậm rãi đi tới trước con mèo kia. Thấy một màn như vậy thì theo bản năng Thái Hổ sờ vào khẩu súng bên người. Nhưng mà khi đụng vào khẩu súng thì Thái Hổ giống như là chạm vào điện, nhanh chóng thu tay trở về. Bởi vì lý trí và trực giác nói cho hắn biết nếu Bùi Đông Lai có thể thần không hay quỷ không biết mà lén vào được biệt thự này thì tuyệt đối hắn nổ súng thì Bùi Đông Lai có thể xử lý hắn. Mèo. Lúc này đây, Bùi Đông Lai cúi người nhấc con mèo lên. Bùi Đông Lai không để ý đến tiếng kêu của nó mà là cầm nó đi đến chiến bàn, sau đó mở một bình thuốc ra rồi cho một ít bột vào chén nước. Làm xong chuyện này thì Bùi Đông Lai cầm chén nước lên. Mở miệng con mèo ra rồi chậm rãi đổ vào trong miệng của nó. Mèo. Đột nhiên bị đổ nước vào miệng, con mèo liền kêu lên một tiếng, phun nước ra. Sau đó, cả người nó giống như là bị giật điện, cả người bắt đầu run rẩy. 1S, 2S, 3S, 3S sau,
con mèo đã tắt thở. Thấy một màn như vậy thì không riêng gì Thái Hổ mà tình nhân của hắn cùng đều sợ tới mức nuốt nước miếng một cái. Theo ta biết được thì người của thần võng có một bộ phận đang ở trong biệt thự này, đúng không? Bùi Đông Lai hờ hững hỏi. Đúng, đúng vậy. Thái Hổ căng thẳng mà gật đầu, sau đó dường như cảm thấy mình trả lời không đủ cho nên hắn mang theo vài phần khẩn trương và sợ hãi, nói. Ốt âm thầm truyền tin tức này ra ngoài, nói là Hạ Hà rơi vào trong tay tôi bị giam ở trong biệt thự này chính là vì muốn hấp dẫn cậu đi vào đây cứu người. Kỳ thật thì Hạ Hà không ở nơi này, hắn và Ốt ở cùng một chỗ. Trong này chỉ có thủ hạ của tôi cùng với 18 tên thành viên của thần võng. Hạ Hà ở đâu? Bùi Đông Lai trầm giọng hỏi. Có lẽ là bị hành động của Bùi Đông Lai dọa cho hù sợ nên Thái Hổ không dám ngang ngạnh nữa mà là thành thành thật thật đáp. Hắn và Ốt ở trong một tòa biệt thự ven biển, ngoài ra bên cạnh hắn còn có 8 tên bảo tiêu. Kế hoạch của các ông là gì? Mặc dù Bùi Đông Lai đã đoán được kế hoạch của Thái Hổ và Ốt, bất quá hắn cũng biết chính xác hơn một ít. Dựa vào căn dặn của Ốt thì hắn để cho tôi và người của tôi ở nơi này thiết lập mai phục, một khi cậu xâm nhập vào thì liền bắt sống, hắn muốn đích thân giết chết cậu. Nếu không thể bắt sống thì do chính thủ hạ của hắn giết chết cậu. Thái Hổ cẩn thận đáp. Bình thuốc độc này ông cầm lấy, ông hãy đem nó đổ vào bữa ăn sáng dành cho 18 tên thành viên của thần võng kia. Bùi Đông Lai đưa bình thuốc độc đến trước mặt Thái Hổ. Ngoài ra, ông nghĩ biện pháp thu lại giọng nói của tên đầu lĩnh trong đám người kia. Vâng, vâng. Thái Hổ máy móc đáp một câu, cũng không dám nhận lấy cái chai, cảm giác kia giống như vừa sờ vào cái chai thì hắn sẽ trúng độc vậy. Còn nữa, ông phải ăn viên thuốc này. Bùi Đông Lai mở bình thuốc kia ra, lấy ra một viên thuốc màu đen. Ách, nghe được Bùi Đông Lai nói như thế, nhìn viên thuốc đen thui trong tay của Bùi Đông Lai thì tình nhân của Thái Hổ liền sợ tới mức hai chân mềm nhũn, ngã vào trong lòng của Thái Hổ. Mà Thái Hổ cũng sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng, cả người run lên. Không cần sợ hãi, ông ăn viên thuốc này sẽ không chết, điều kiện là trong vòng 3 ngày ông phải dùng thuốc giải của ta. Bùi Đông Lai mỉm cười. Nếu trong 3 ngày mà ông không uống được thuốc giải thì... Ngoài ra, ông không cần phải ảo tưởng có người sẽ tìm được thuốc giải này, cho dù là những bác sĩ giỏi nhất của Âu, Mỹ cũng không thể giúp ông được. Ông có thể tin cũng có thể không tin. Nói xong, Bùi Đông Lai liền đem viên thuốc độc này đưa đến trước mặt Thái Hổ. Tích, tích, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống từ trán của Thái Hổ, hắn không dám lau đi mồ hôi cũng không dám cầm lấy viên thuốc. Ta đếm đến 3. Nếu ông không lấy thì cuộc nói chuyện của chúng ta sẽ kết thúc. Bùi Đông Lai hơi nheo mắt lại. 1. Cả người Thái Hổ run run, không có dũng khí mà cầm lấy. 2. Bùi Đông Lai lãnh mạc mà mở miệng. Thái Hổ sợ tới mức cả người cứng ngắc. 3. Bá. Bùi Đông Lai buông tay ra, viên thuốc màu đen rơi xuống. Phù. Thái Hổ quỳ xuống, hai tay nâng lên, tiếp được viên thuốc. Trong tay cầm viên thuốc kia, Thái Hổ chỉ cảm thấy giống như đang cầm một quả bom hẹn giờ, cả người run lên, hân không thể lập tức vứt ra. Nhưng mà nhìn vào Bùi Đông Lai ở bên cạnh thì hắn không dám vứt ra. Cuối cùng, hắn nhắm mắt lại, đem viên thuốc nhét vào trong miệng rồi nuốt xuống. Có lẽ là do tâm lý cho nên sau khi ăn viên thuốc vào thì Thái Hổ chỉ cảm thấy trong người giống như là có cả ngàn con kiến đốt hắn, cả người không được thoải mái. Thái Hổ liên tục nuốt hai ngụm nước miếng, trên mặt hiện ra vẻ bất an cùng sợ hãi. Chỉ cần tôi làm theo lời cậu nói thì cậu sẽ cho tôi thuốc giải, đúng không? Chờ sau khi ông hạ độc đám người kia thì ta sẽ ông đi khỏi đây. Bùi Đông Lai hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Hiện tại, ông có thể dẫn cô ta rời khỏi nơi này. Thái Hổ không hề động đậy, sắc mặt phức tạp nhìn vào tình nhân ở bên cạnh. Ông đang do dự. Sau khi đi ra khỏi cửa thì có thể nhẫn tâm vứt bỏ nữ nhân của mình, để thủ hạ của ông xử lý ta, cướp đi thuốc giải từ trong tay của ta, đúng không? Bùi Đông Lai cười thấy thế thì cười chào phúng. Ông không cần phải cảm thấy khó xử, thuốc giải không có trên người của ta. Ách! Nghe được Bùi Đông Lai nói thế thì Thái Hổ há to miệng, ở hắn xem ra, Bùi Đông Lai giống như con giun trong bụng của hắn có thể hiểu được suy nghĩ của hắn, thật sự là đáng sợ mà. 30 phút sau, Bùi Đông Lai thoải mái rời khỏi biệt thự, đi đến một chỗ khu dân nghèo cùng Jason, Ken,
The Rossi cùng Fenway, bốn người gặp nhau. Tiểu tử, lần này chúng ta có 30 anh em đến đây. Bên người Oz chỉ có 8 người, nếu chúng ta đánh lén thì hắn sẽ chết không thể nghi ngờ gì. Từ trong miệng Bùi Đông Lai biết được Hạ Hà và Oz ở cùng một chỗ thì vẻ mặt Kên lộ ra vẻ tự tin, nói. Giáo quan Kên, tôi tin tưởng vào ngài và mấy người anh em của ngài nhưng mà nếu chúng ta tập kích như thế thì sẽ không cách nào tránh khỏi thương vong, hơn nữa cũng không thể cam đoan an toàn của Hạ Hà. Bùi Đông Lai nói. Tiểu tử, nói vậy thì cậu đã khống chế được Thái Hổ rồi. So sánh với Kên mà nói thì thân là đoàn trưởng của dòng binh đoàn Sa Tăng thì Gia Sân là một người lo lắng toàn diện hơn. Nói kế hoạch của cậu đi. Người Trung Quốc học của người Việt Nam câu tương kế tựu kế hơn nữa còn học một câu lấy đạo của người trả lại cho người. Bùi Đông Lai bày ra tư thế nắm giữ toàn cục trong tay. Ngày mai, tôi sẽ dùng phương thức linh vong để xử lý Oz, chính thức tuyên chiến với thần võng. Sáng sớm khi mặt trời lên cao, ánh mặt trời chiếu vào bên trong một tòa biệt thự. Dưới ánh mặt trời, vài tên tuần tra đeo kính râm, đi loanh quanh trong biệt thự. Tên hỗn đản kia vẫn chưa xuất hiện, không biết là có phải biết được tin Hạ Hà rơi vào tay chúng ta rồi sợ tới mức không dám tới rồi không? Ta cũng cho là như vậy, dù sao thì không riêng gì Thái Hổ dùng mạng lưới hắc bạch ở Thái Lan để thu thập tin tức, mà tôn quý chi thần cũng vận dụng mạng lưới tình báo của thần võng. Nếu tên hỗn đản đó lén vào thai lần thì chúng ta sẽ là người đầu tiên nhận được tin tức này. Trong biệt thự, 17 tên thành viên của thần võng ngồi lại, nghị luận với nhau. Câm miệng. Nghe được đám thủ hạ nói như thế thì Mi Châu thân là một thanh bảo kiếm dưới tay của Oz liền quát lên một tiếng, sau đó quát. Kêu tên phế vật Thái Hổ kia lại đây. Mi Châu tiên sinh. Giọng nói của Mi Châu vừa vang lên thì trước cửa biệt thự Thái Hổ đã xuất hiện. Đi cùng hắn là hai tên bảo tiêu. Hỗn đản, vì sao lại không gọi điện đến báo cáo sự việc cho ta? Mặc dù nơi này là biệt thự của Thái Hổ nhưng mà trong mắt của Mi Châu thì hắn đã đem biệt thự này thành của mình, hơn nữa còn coi Thái Hổ giống như một con chó Trung Quốc. Đờ cờ mờ thằng chóa. Lời nói cuồng ngạo và thái độ khốn nạn của Mi Châu làm cho Thái Hổ thầm mắng một câu, sau đó lộ ra vẻ lấy lòng, tươi cười. Thật có lỗi, Mi Châu tiên sinh. Vốn tôi cũng muốn gọi điện thoại cho ngài. Nhưng lại cảm thấy nếu làm như thế thì sẽ không tôn trọng ngài cho nên tôi liền đi tới đây để báo lại cho ngài. Vậy tại sao lại không đến sớm một chút? Nghe được Thái Hổ vuốt mông ngựa thì Mi Châu cũng nguôi giận một chút, bất quá hắn vẫn là trách mắng một câu, sau đó hỏi. Còn tin tức của thằng chó người Trung Quốc kia chưa? Tạm thời còn không có. Bởi vì sợ lộ hành động thu âm nên Thái Hổ cúi đầu trả lời. Hắn dùng cái này để che giấu vẻ khẩn trương trên mặt của mình. Mi Châu nghe vậy thì vốn định mở miệng chửi 23 câu nhưng nghĩ lại bên thần võng cũng không có tin tức vì thế đành nói. Tiếp tục nhìn kỹ vào, một khi có tin tức thì phải báo lại ngay. Vâng, Mi Châu tiên sinh. Thái Hổ vẫn tiếp tục tư thế cúi đầu. Mi Châu không có để ý đến Thái Hổ nữa mà là lấy điện thoại vệ tinh ra, liên lạc với Oz. Mi Châu tiên sinh. Bây giờ cũng chưa có tin tức của tên hỗn đản kia hơn nữa lúc này cũng còn sớm. Cá nhân tôi đề nghị đợi cho chúng ta dùng xong bữa sáng rồi mới báo lại cho tôn thần chi quý sau, ngài cảm thấy thế nào? Thái Hổ đề nghị nói. Tốt khoe, xấu che. Đạo lý này Mi Châu cũng biết, lúc này nghe được Thái Hổ nhắc nhở thì hắn liền ngưng gọi, trừng mắt liếc Thái Hổ một cái. Tao cần kẻ đáng thương như ông nhắc nhở sao? Kêu người bên dưới mang bữa sáng lên. Thái Hổ nghe vậy thì trong lòng vui vẻ, liền khẽ nói với tên bảo tiêu ở phía sau. Đi, ăn sáng trước đã. Mi Châu đứng dậy rồi nói với mấy tên thành viễn thần võng còn lại rồi bước vào phòng ăn trong biệt thự. Mẹ nội chúng mày, độc chết ma lũ chó đẻ chúng mày. Đưa mắt nhìn đám người Mi Châu đi vào phòng ăn, trong lòng Thái Hổ âm thầm mắng rồi rời khỏi biệt thự. Sữa, cà phê, nước nho, bánh mì bơ, chân giò hun khói, phô mát. Thứ gì đám người người Mi Châu cần thì Thái Hổ đều chuẩn bị cả. Có một sự khác nhau chính là bữa sáng hôm nay còn có thuốc độc của Bùi Đông Lai. Mắt thấy đám người Mi Châu chuẩn bị ăn thì đám người Ô Xin liền rời khỏi phòng. Bọn hắn ăn chưa? Mặc dù đầu bếp đã nói cho Thái Hổ rằng thuốc độc của Bùi Đông Lai đưa là vô sắc vô vị nhưng mà Thái Hổ vẫn có chút lo lắng. Lúc này hắn thấy đám người Ô Xin bước ra thì liền bước lên trước hỏi. Đều ăn hết rồi. Người hạ độc là tên đầu bếp,
đám ô xin này cũng không biết chuyện, nghe được Thái Hổ hỏi thì có chút mơ hồ mà trả lời. Đi, đi vào. Thái Hổ nghe vậy thì cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn qua đồng hồ, được một lát thì hắn mang theo bảo tiêu của mình đi vào phòng ăn. Trong phòng ăn, đám người Mi Châu liền nằm trên bàn, không nhúc nhích. Thấy một màn như vậy thì đám bảo tiêu sau lưng Thái Hổ liền lộ vẻ kinh hãi. Mẹ kiếp, bọn chó đẻ này, xem Thái Lan là châu Âu sao? Thái Hổ cười lạnh một tiếng. Đi kiểm tra, xem thử có ai còn sống không? Nghe được Thái Hổ nói như thế thì mặc dù đám thủ hạ của hắn cũng không biết vì sao Thái Hổ dám hạ độc, bất quá bọn hắn cũng không nói nhiều mà dựa theo mệnh lệnh của Thái Hổ mà bước lên xem xét. Lão đại, toàn bộ đã chết. Rất nhanh, thủ hạ của Thái Hổ liền báo lại. T. Mặc dù đã đoán được kết quả này nhưng lúc này nghe chính tên thủ hạ mình trả lời thì Thái Hổ cũng không nhịn được mà hít sâu vào một hơi. Đi gọi toàn bộ mọi người lại, ta có chuyện muốn nói. Sợ hãi, lo lắng đi qua, Thái Hổ cố gắng điều chỉnh tâm tình một phen rồi hạ lệnh. Mắt thấy thủ hạ đã rời đi thì Thái Hổ liền lấy điện thoại gọi cho Bùi Đông Lai. Chủ nhân tôn quý, toàn bộ thành viên của thần võng đều đã chết. Điện thoại được chuyển, Thái Hổ liền nói thẳng. Giọng nói chẳng những vô cùng tôn kính mà còn gọi Bùi Đông Lai là chủ nhân. Biết rồi. Đầu bên kia điện thoại, lúc này Bùi Đông Lai đã sẵn sàng mang theo đám người Jason đến biệt thự. 30 phút sau, 5 người Bùi Đông Lai lái một chiếc xe công vụ, tiến vào biệt thự. Trước cửa, Thái Hổ đã dẫn đám người thủ hạ của mình đứng đợi ở đây. Bá! Mắt thấy 5 người Bùi Đông Lai xuống xe thì đám thủ hạ của Thái Hổ liền đem ánh mắt nhìn về phía Bùi Đông Lai đang đi ở đằng trước. Bọn hắn muốn biết rốt cuộc Bùi Đông Lai là thần thành phương nào mới có thể làm cho Thái Hổ phản bội lại thần võng. Đây là băng ghi âm giọng nói của tên hỗn đản Mi Châu. Thái Hổ dẫn người đến nghênh đón rồi đem cuốn băng ghi âm giao cho Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai cầm lấy rồi mở nghe. Bùi Đông Lai cẩn thận nghe đồng thời âm thầm bắt chước. Có thể gọi điện thoại cho Os. Mấy phút sau, xác định có thể bắt chước được giọng nói của Mi Châu thì Bùi Đông Lai quay sang Thái Hổ rồi nói. Vâng, chủ nhân. Sau khi trả lời xong thì Thái Hổ làm cho người bình tĩnh trở lại rồi lấy ra chiếc điện thoại vệ tinh rồi gọi cho Os. Có tin tức của tên hỗn đản kia chưa? Rất nhanh, giọng nói của Os đã truyền vào tai Thái Hổ hơn nữa cũng đủ để cho Bùi Đông Lai nghe được. Tôn quý chi thần. Tên hỗn đản kia đã bị người chúng ta bắt được. Nghe được câu hỏi của Os thì Thái Hổ giống như là tên trúng số vậy, cả người kích động mà trả lời. Bắt được rồi sao? Câu trả lời của Thái Hổ ít nhiều làm cho Os cảm thấy giật mình, dù sao trước khi Thái Hổ gọi cho hắn thì hắn vẫn chưa nhận được tin tức Bùi Đông Lai lén vào Thái Lan, hắn liền vội vàng hỏi. Chuyện gì? Tôn quý chi thần, tên hỗn đản kia không biết dùng biện pháp gì mà qua mắt được chúng ta. Tiềm nhập vào Thái Lan, bất quá vừa rồi khi hắn vừa lén vào biệt thự thì bị Mi Châu tiên sinh dẫn người bắt sống. Thái Hổ kích động nói. Mi Châu ở bên cạnh ông sao? Os nhíu mày hỏi. Đang ở bên cạnh tôi. Để cho hắn nghe máy. Os mang theo vài phần tức giận nói. Hô! Thái Hổ nhẹ nhàng thở ra, đem điện thoại đưa cho Bùi Đông Lai. Vẻ mặt Bùi Đông Lai bình tĩnh nhận lấy, chủ động mở miệng nói. Tôn quý chi thần. Ách, nghe được Bùi Đông Lai mở miệng nói thì Thái Hổ và đám người thủ hạ của hắn đều ngạc nhiên, cảm giác giống như muốn hỏi, làm sao hắn có thể nói giống đến như vậy? Mi Châu, ngươi cái tên hỗn đản này, vì sao không báo lại cho ta? Làm thế nào không quan trọng, quan trọng là Bùi Đông Lai đã thành công lừa gạt được Os, lúc này đây giọng nói của Os vô cùng tức giận. Thái Hổ kẻ đáng thương này đã dành trước để liên lạc với ngài, cho nên tôi. Bùi Đông Lai mang theo vài phần khủng hoảng, giải thích. Trông chừng tên người Trung Quốc kia, ta lập tức qua đó. Bùi Đông Lai bắt chước giọng nói của Mi Châu để giải thích, điều này đã làm cho Os bất giận, hắn phân phó một tiếng rồi sau đó trực tiếp tắt điện thoại. Các vị giáo quan, mọi người có thể chọn lựa nơi để đánh lén, 30 phút sau mục tiêu sẽ xuất hiện. Bùi Đông Lai cất điện thoại, mỉm cười hướng về bốn người Jason. Không trả lời, bốn người Jason vô cùng hài lòng với biểu hiện giả giọng nói lúc nãy của Bùi Đông Lai, bọn hắn giơ ngón tay cái lên ý nói number one, sau đó chạy về bốn hướng trong biệt thự. Cùng lúc đó, trong biệt thự bên bãi biển,
Sau khi cúp điện thoại xong thì Oz cũng không có lập tức đi liền mà là mang theo thủ hạ đi đến tầng hầm gara trong biệt thự. Cảm ơn ông Hạ tiên sinh, bởi vì ông mà đã làm cho ta thành công câu được con cá lớn Bùi Đông Lai này. Ừ, hiện tại hắn đã ở Thái Lan, hơn nữa đã rơi vào trong tay thủ hạ của ta. Vẻ mặt Oz mỉm cười nhìn vào Hạ Hà. Có hứng thú cùng ta đến gặp hắn không? Ta nghĩ, nếu ông tận mắt thấy ta chặt đầu hắn xuống thì ông sẽ thay đổi chủ ý, cam tâm dốc sức vì thần võng. Bá! Nghe được Oz nói như thế thì sắc mặt Hạ Hà liền biến đổi, trên mặt tràn đầy vẻ tự trách và phẫn nộ. Nếu mày dám động vào một sợi tóc của hắn thì cha của hắn sẽ không tha cho mày. Cho dù mày có trốn đến nơi nào đi chăng nữa thì cũng không thể thay đổi được vận mệnh bị giết. Ta không biết cha của hắn có cơ hội giết ta không, ta chỉ biết là con của hắn, rất nhanh sẽ bị ta chặt đầu xuống, đi xuống dưới nói chuyện nhân sinh với Sa Tăng. Oz cười lạnh một tiếng, lộ ra tư thế người chiến thắng cuối cùng. Thất vọng cũng không đáng sợ nhất chính là trước đó người hy vọng sau đó lại khiến cho người phải vô cùng thất vọng. Oz biết đạo lý này. Hắn căn bản không tin tưởng Hạ Hà thà chết chứ không chịu khuất phục là vì cái gọi là yêu nước. Mà hắn cho rằng Hạ Hà đem toàn bộ hy vọng gửi vào trên người Bùi Đông Lai. Đối với lần này, vì muốn để cho Hạ Hà cảm nhận được cảm giác tuyệt vọng nên Oz đã để cho bảo tiêu của mình mang Hạ Hà đi đến biệt thự của Thái Hổ. Hạ tiên sinh, người Trung Quốc các ông có câu kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Trong một chiếc Lincoln, Oz ngồi ở phía sau, trong bay bưng lấy một ly rượu đỏ, nhẹ nhàng lắc lắc rồi nhìn Hạ Hà mà mỉm cười. Ông đã đem toàn bộ hy vọng của mình gửi vào trên người Bùi Đông Lai cùng với cha của hắn là Bùi Vũ Phu nhưng mà rất nhanh ta sẽ cho ông thấy được cảnh ta chặt đầu Bùi Đông Lai, mà cha ta sẽ giết chết Bùi Vũ Phu. Không trả lời, sắc mặt Hạ Hà vô cùng khó coi. Thần võng xâm nhập vào Trung Quốc, kế hoạch xưng bá toàn cầu, không ai có thể ngăn cản. Mắt thấy Hạ Hà không nói lời nào, Oz cười lạnh nói. Chỉ cần ông nguyện ý làm người phát ngôn của thần võng tại Trung Quốc thì lúc đó, quyền lực, tiền tài, nữ nhân, chỉ cần ông muốn là có. Ngược lại, nếu ông cự tuyệt thì không riêng gì ông mà cả vợ và con ông sẽ cùng theo ông đi xuống nói chuyện với Sa Tăng. Hạ Hà nắm chặt hai nắm tay, trên cánh tay hiện lên cả gân xanh, một bộ dạng đằng đằng sát khí. Thực lực của ông không tệ nhưng mà nếu ta muốn giết ông thì đó là một việc vô cùng đơn giản. Thấy được trên người Hạ Hà toát ra vẻ sát ý thì Oz chỉ hờ hững nói. Chờ sau khi ta chém rụng đầu của Bùi Đông Lai thì nếu ông vẫn lựa chọn phản kháng thì ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng muốn chết của ông. Hô, hô, nghe được lời nói khinh thường của Oz thì Hạ Hà cố gắng nén giận. Phú Phu, tôi tin tưởng ông sẽ trơ mắt nhìn con của mình chết ở nơi đất khác tha hương này. Hạ Hà cố nén tức giận, đem ánh mắt nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ xe, thầm nghĩ. Giờ phút này, hắn cũng không biết tình hình thực tế, chỉ đành phải đem toàn bộ hy vọng gửi vào Bùi Vũ Phu. Cùng lúc đó, trong biệt thự của Thái Hổ, bốn người Jason đã tìm được chỗ ẩn núp để tiến hành bắn lén. Tiểu tử, bốn chúng ta đã chuẩn bị xong, chỉ cần mục tiêu xuất hiện là có thể ra tay ngay. Sau khi chuẩn bị xong thì Jason liền thông qua bộ đàm liên hệ với ba người kên, rồi sau đó lại liên lạc với Bùi Đông Lai. Giáo quan Jason. Nhiệm vụ chủ yếu của ngài là xử lý những tên thành viên thần võng bên cạnh Hạ Hà để Hạ Hà có cơ hội chạy thoát. Trong đại sảnh biệt thự, Bùi Đông Lai thông qua bộ đàm trả lời lại Jason. Không cần chúng ta động thủ với những tên khác sao? Jason hỏi. Nếu sau khi giết sạch đám người thần võng bên cạnh Hạ Hà mà vẫn còn rảnh rỗi thì các vị giáo quan cứ ra tay. Bùi Đông Lai cười cười. Đương nhiên. Quan trọng là bọn chúng còn sống được sau khi bị ăn kẹo đồng của các vị. Thu được. Bởi vì đã biết được thực lực của Bùi Đông Lai nên bốn người Jason cũng nguyện nghe theo lời chỉ huy của Bùi Đông Lai trong lần hành động này. Nghe được câu trả lời của Jason thì Bùi Đông Lai không nói gì nữa mà là châm một điếu xì gà ba cu rồi hút. Chủ nhân, lấy thực lực của tay súng bắn tỉa rong binh đoàn Sa Tăng, thêm vào thủ hạ của tôi ra tay thì có thể tập kích được đám người Oz. Cơ bản là có thể xử lý được 8 tên bảo tiêu bên cạnh Oz. Giọng nói Thái Hổ đột nhiên trở nên lo lắng. Nhưng mà, nếu để Oz có thể chạy trốn được thì đối với chúng ta mà nói thì đó là một mối họa. Nói xong, Thái Hổ không khỏi nhớ lại cảnh Oz một tay đánh vỡ đầu tên bảo tiêu bên cạnh hắn, trong đôi mắt hiện ra vẻ lo lắng. Ta sẽ đích thân giết hắn.
Bùi Đông Lai chậm rãi phun ra một ngụm khói, giọng nói không lớn nhưng lại vô cùng tự tin. Nghe được giọng nói tự tin của Bùi Đông Lai thì trong lòng Thái Hổ yên tâm được phần nào. Lão đại, người của thần võng đã đến, còn cách chúng ta khoảng 3 km. Không biết qua bao lâu, trong bộ đàm truyền đến tiếng nói của một gã bảo tiêu của Thái Hổ. Tiếp tục theo dõi, chờ sau khi bọn hắn đến cửa biệt thự thì báo lại cho ta. Thái Hổ nghe vậy thì vốn là cả kinh, sau đó liền hạ lệnh. Chủ nhân, xe của tên cẩu tạp chúng Os còn cách chúng ta khoảng 3 km. Sau khi tắt liên lạc thì Thái Hổ liền báo lại cho Bùi Đông Lai, hơn nữa hắn còn gọi Os là tên cẩu tạp chủng, hắn muốn dùng cách này để làm giảm bớt nỗi sợ hãi trong lòng. Bùi Đông Lai trầm mặc không nói, chỉ lẳng lặng hút lấy điếu xì gà. Lão đại, người của thần võng đã tiến vào Sơn Trang, lấy tốc độ của bọn hắn thì 3 phút sẽ đến trước biệt thự. Rất nhanh, tin tức lại truyền đến Thái Hổ. Trong lòng Thái Hổ liền căng thẳng, trực tiếp đứng dậy, mang theo vài phần lo lắng, nói. Chủ nhân, bọn hắn đã tiến vào Sơn Trang, 3 phút nữa sẽ đến đây. Để người của ông chuẩn bị sẵn sàng đi. Bùi Đông Lai phun ra một ngụm khói, vẻ mặt bình tĩnh. Kiểm tra vũ khí lại đi, một hồi ra bên ngoài, chỉ cần Hạ Hà nằm xa tầm bắn của chúng ta thì liền lập tức nổ súng bắn đám cẩu tạp chủng thần võng kia. Vâng, lão đại. 8 gã bảo tiêu của Thái Hổ liền khẽ quát một tiếng, sau đó rút súng ra. Xác nhận đã ổn thì cả đám liền bỏ súng lại vào người rồi nhìn về phía Bùi Đông Lai, đợi Bùi Đông Lai ra lệnh. Thấy được ánh mắt của đám người Thái Hổ thì Bùi Đông Lai một bên nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, một bên hút thuốc. Sương khói vần quanh khuôn mặt hắn làm cho đám người Thái Hổ không thể thấy rõ vẻ mặt của hắn, càng không đoán được suy nghĩ của hắn. Thời gian trôi qua. Không khí im lặng trong đại sảnh làm cho người ta có chút áp lực. 2 phút 30 giây sau, 3 chiếc xe xuất hiện trong tầm mắt của Bùi Đông Lai, đi ở phía trước là 2 chiếc Mercedes-Benz, ở sau là chiếc Lincoln. 3. Thấy một màn như vậy thì Bùi Đông Lai liền bóp tắt điếu xì gà trong tay, đeo kính râm lên rồi đứng dậy nói. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài đón tiếp bọn chúng. Hô! Nghe được mệnh lệnh của Bùi Đông Lai thì đám người Thái Hổ thở phào một hơi. Vì để cho đám người Os mất cảnh giác nên Bùi Đông Lai để cho Thái Hổ đi trước, hắn thì đi ở phía sau đám người. Rất nhanh, Thái Hổ mang theo bảo tiêu cùng Bùi Đông Lai đi ra bên ngoài biệt thự. Ách! Ở trong chiếc Lincoln, Os thấy Thái Hổ mang theo đám người đi ra biệt thự nhưng không thấy bóng dáng của Mitchell thì có chút nghi hoặc. Nghi hoặc rất nhiều, hắn liền lấy điện thoại ra để liên lạc với Mitchell. Tích, tích. Trước biệt thự, ở phía sau đám người, điện thoại vệ tinh trong túi Bùi Đông Lai vang lên. Ực. Nghe được tiếng tích, tích, bọn người Thái Hổ đều biết Os đang hoài nghi hắn, trong lòng bọn hắn không khỏi chấn động. So sánh với đám người Thái Hổ mà nói thì Bùi Đông Lai sớm đã đoán được tình huống này, cho nên hắn không cảm thấy kinh ngạc mà còn lấy điện thoại ra. Thần chi tử tôn quý. Hỗn đản, ta đã mang người đến Sơn Trang, người đang ở đâu? Trong chiếc Lincoln, Os bất mãn hỏi. Thần chi tử tôn quý, tôi lập tức dẫn người qua ngay. Chết tiệt, người càng ngày càng không có quy củ. Os bất mãn trách mắng một câu, mắt thấy xe gần đến biệt thự thì không nói gì thêm mà là trực tiếp cúp điện thoại. 200 mét, 100 mét, 50 mét. Khoảng cách của 3 chiếc xe với biệt thự không ngừng được thu ngắn lại. Sốt cục. Khi cách đám người Thái Hổ khoảng 10 mét thì 3 chiếc xe dừng lại. Khi xe dừng lại, một gã da đen có vóc người khôi ngô liền từ trong chiếc Lincoln nhảy xuống, rất nhanh đã đi ra cửa sau rồi cúi người, mở cửa cho Os xuống xe. Cùng lúc đó, mấy tên thành viên của thần võng trong 2 chiếc Ben cũng xuống xe rồi đi tới chiếc Lincoln. Sau đó, đám người Bùi Đông Lai thấy được sắc mặt của Osto tỏ ra âm trầm, từ trong xe đi xuống. Thấy một màn như vậy thì 4 người Jason cũng không có bắn liền mà là đợi cho Hạ Hà xuống xe. Thần chi tử tôn quý. Cùng lúc đó, Thái Hổ không cần Bùi Đông Lai phân phó thì liền dẫn người bước lên chào đón Os, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười hèn mọn chẳng qua là bước chân của hắn bước lên rất chậm. Ân, Os thấy được cảnh này thì lông mày liền trao lại. Thành thật một chút. Cùng lúc đó, Hạ Hà bị 2 tên thành viên của thần võng dùng súng chĩa vào đầu bước xuống xe. Động thủ. Bằng, 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 bằng. Nghe được Bùi Đông Lai nói như thế thì 4 người Jason liền bóp cò,
bốn viên đạn liền bắn thẳng vào bốn tên thần viên thần võng đứng bên cạnh Hạ Hà. Cẩn thận! Oz hét lên một tiếng rồi nhảy lui ra phía sau xe. Phốc! 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 Lời nói của Oz vừa ra khỏi miệng thì bốn viên đạn đã chính xác bắn trúng vào đầu của bốn tên thành viên thần võng đứng bên cạnh Hạ Hà. Một phát bạo đầu. Máu tươi cũng óc liền phun ra. Vù! Cùng lúc đó, Hạ Hà liền chạy lên phía trước, tuy rằng hắn không biết là người nào đã nổ súng nhưng mà hắn biết đây là cơ hội để chạy trốn. Thân là cao thủ ám kính nhập môn thì tuy rằng Hạ Hà không phải là đối thủ của Oz nhưng mà thực lực của hắn cũng không yếu, trong nháy mắt thì hắn đã nhảy ra bên ngoài khoảng 10 mét. Pằng, pằng, pằng. Bóng dáng của Hạ Hà vừa động thì mấy tên bảo tiêu của Thái Hổ liền rút súng ra bắn, cùng lúc đó, bốn tên bảo tiêu của Oz cũng rút súng ra bắn trả. Trong nháy mắt, tiếng súng nổ lớn, máu tươi văng ra, ba tên bảo tiêu của Thái Hổ không kịp né tránh nên đã ngã xuống trong vũng máu. Mà Thái Hổ thì thông minh nằm úp xuống đất cho nên đã may mắn thoát khỏi mấy viên đạn. Pằng, 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 pằng. Ngắn ngủi đi qua, tiếng súng nhắm lại vang lên, bốn viên đạn liền bắn thẳng vào đầu bốn tên bảo tiêu còn lại, một phát chết ngay. Thấy một màn như vậy thì Oz cũng không có suy nghĩ vì sao Thái Hổ dám ra tay đối phó với hắn mà là bắn ra, nhanh chóng chạy đến cây dừa bên cạnh. Muốn trốn sao, trở lại cho tao. Bùi Đông Lai thấy thế thì quát lên một tiếng lớn, ngay tại chỗ bắn ra, lao thẳng tới Oz. Thân là con nuôi của Odin thì địa vị và thực lực của Oz không cần phải bàn, tuy rằng trong bốn người con của Odin thì hắn có thực lực yếu nhất nhưng mà cũng thuộc loại cao thủ đứng đầu trong thần võng. Thân phận đặc thù, thực lực cường đại làm cho từ nhỏ cho đến bây giờ Oz đã có tính hung hăng càn quấy. Bởi vì trong người có chảy dòng máu hung hăng càn quấy này nên trong mắt hắn thì Thái Hổ chỉ là một con chó Trung Quốc vẫy đuôi lấy lòng hắn. Nhưng khiến cho Oz nằm mơ cũng không thể ngờ rằng con chó Trung Quốc đang vẫy đuôi kia bỗng nhiên lộ ra răng nanh, há mồm cắn hắn. Điều này trực tiếp khiêu khích quyền uy của hắn làm cho hắn nổi giận không thôi. Nhưng mà... Nổi giận thì nổi giận, hắn biết chung quanh có tay súng bắn tỉa đang tập kích cho nên đành phải nén giận, thậm chí ngay cả vì sao Thái Hổ phản bội hắn thì hắn cũng không suy nghĩ, mà là hắn liền trước tiên lựa chọn chạy trốn. Lúc này, nghe được phía sau lưng truyền đến một giọng tung của Thiếu Oz mơ hồ đoán được đối phương chính là Bùi Đông Lai nhưng mà hắn cũng không dừng lại mà là đem tốc độ đạt đến nhanh nhất. Trong trận cách đấu ở Đại Bỉ Võ thì Bùi Đông Lai đã chiến một trận với Diệp Thiên, chẳng những hắn đột phá. Bước chân vào cảnh giới ám kính đại thành hơn nữa còn lĩnh ngộ được bộ pháp quỷ dị của Bùi Vũ Phu truyền lại cho hắn, thiên đình phát kính, túc để dũng tuyền. Từ sau khi từ Yên Kinh trở về thì tuy rằng Bùi Đông Lai bận rộn nhưng mà mỗi ngày hắn vẫn giữ thói quen luyện công buổi sáng. Có lẽ là muốn thử nghiệm lại bản thân mình sau khi đạt đến cảnh giới ám kính đại thành nên Bùi Đông Lai cũng không có sử dụng bộ pháp, thiên đình phát kính, túc để dũng tuyền mà là dựa vào tốc độ của bản thân. Nhưng mà tuy rằng tốc độ của Bùi Đông Lai đã cực nhanh nhưng mà tốc độ của Oz lại càng nhanh hơn. Ách! Phát hiện này làm cho Bùi Đông Lai nhíu mày lại. Tuy rằng thông qua đám người Jason thì hắn đã biết được một ít tin tức nhưng mà căn bản hắn không biết thực lực của Oz đã đạt đến trình độ nào. Tiểu tử, tốc độ của hắn quá nhanh, chúng ta căn bản không thể nhắm trúng hắn được. Coi như lúc Bùi Đông Lai thấy được thực lực của Oz thì trong bộ đàm truyền ra giọng nói của Jason. Để tôi đối phó hắn. Bùi Đông Lai liền trả lời, bởi vì hắn quá tức giận nên kình khí trên người liền tiết ra ngoài, tốc độ đã giảm xuống, khoảng cách ngày càng cách xa Oz. Hắc, lấy tốc độ của hắn thì xem ra thực lực của hắn cũng không bằng ta. Thấy được khoảng cách giữa mình và Bùi Đông Lai càng ngày càng xa thì Oz lắc mình tiến vào rừng cây, sau đó thầm nghĩ một câu trong lòng, trong mắt tràn đầy sát khí. Sát khí hiện ra. Thân hình Oz đột nhiên dừng lại sau đó cả người hắn bắn ra, vọt lại về phía Bùi Đông Lai. Chết đi! Nương theo một tiếng gầm lên, Oz hóa tức giận thành lực lượng, khí thế trên người như núi lửa phun trào, đột nhiên bùng nổ, vô cùng khủng bố. Cánh tay phải của Oz phung ra, hướng về đầu của Bùi Đông Lai mà đấm tới. Hắn muốn một quyền đánh nát đầu của Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai vốn là định dùng thiên đình phát kính. Túc để dũng tuyền để đuổi theo Oz nhưng lúc này đột nhiên cảm thấy Oz quay lại, công kích vào mình thì Bùi Đông Lai cũng gặp nguy không loạn, tay phải hóa thành trường rồi chém về phía trước. Bịch! Ba! 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 Quyền trường va chạm, tiếng vang giòn truyền ra,
Lực đạo khủng bố truyền vào cánh tay làm cho cánh tay của Bùi Đông Lai run lên hơn nữa, cả người liền lui ra sau ba bước, trên mặt đất còn in lại dấu chân của hắn, hơn nữa bê tông dưới mặt đất còn vỡ ra. Hắc, đây chẳng lẽ là thực lực của con trai Vũ Thần Trung Quốc sao? Một quyền đánh ra làm cho Bùi Đông Lai lui lại ba bước, ốt sợ bị tay súng bắn tỉa bắn lấy nên không tiếp tục công kích nữa mà là chạy về phía rừng cây, giọng nói như sấm rền vang lên. Xem ra, võ học của người Trung Quốc chỉ là cục kít trôi sông mà thôi, nếu không phải tao sợ bị chúng mày tập kích thì tao chỉ cần một tát là có thể đập chết mày. Ách! Mắt thấy Bùi Đông Lai bị một quyền ốt đánh lui, nghe được giọng nói cuồng ngạo của ốt thì đám người Thái Hổ sợ tới mức há to miệng. Thậm chí ngay cả bốn người Jason cũng cả kinh ngạc rất nhiều, bọn hắn muốn thông qua ống nhắm để bắn Oz nhưng căn bản là không thể thấy được bóng dáng của Oz. Bùi Đông Lai, tuy rằng tao không biết mày dùng cách gì mà khiến cho tên Thái Hổ đáng thương kia phản bội lại tao, nhưng mà vô luận là mày hay là hắn thì cũng sẽ chết ngay thôi, tao sẽ bóp nát đầu của chúng mày. Một lần nữa, giọng nói cuồng ngạo của Oz lại vang lên. Rất nhanh, Bùi Đông Lai đã tiến vào rừng dừa. Phát hiện Oz không có chạy trốn mà là đứng ở bên một thân cây, lợi dụng nhánh cây để né tránh tay súng bắn tỉa, hơn nữa còn đang chờ đợi hắn đuổi theo. Vừa rồi một quyền của Oz đã đánh lui Bùi Đông Lai, sau đó hắn liền mở miệng vũ nhục Bùi Đông Lai hai lần là muốn chọc giận Bùi Đông Lai, dụ Bùi Đông Lai tiến vào đây. Lúc này, mắt thấy Bùi Đông Lai đã đi vào đây thì hắn cười lạnh, liếm liếm môi. Tên tạp chủng hèn mọn kia! Mày đã dùng quỷ kế để giết chết thủ hạ của tao làm cho tao vô cùng chật vật, kế tiếp mày sẽ phải nhận lửa giận của tao chết cho tao. Đột nhiên Oz động, bằng tốc độ khủng khiếp của mình thì hắn đã xuất hiện trước người Bùi Đông Lai, hóa thủ thành trưởng, đánh về phía đầu của Bùi Đông Lai. Một trưởng đánh ra, kình phong quét đến đâm vào mắt Bùi Đông Lai làm cho hắn đau đớn chỉ có thể nhắm mắt lại. Nếu là người luyện võ bình thường thì nếu nhắm mắt lại thì chỉ có một con đường là chết. Nhưng mà Bùi Đông Lai là cao thủ am kính đại thành. Tới cảnh giới này rồi thì hắn hoàn toàn có thể cảm ứng khí huyết mà phán đoán được công kích của đối thủ. Đối với lần này, khi Oz mới vừa động thì Bùi Đông Lai liền biết Oz muốn làm cái gì, chỉ thấy dưới chân Bùi Đông Lai khẽ động, nghiêng người qua, thoải mái né thoát một kích của Oz. 3. Người Bùi Đông Lai chợt nghiêng qua làm cho một chưởng của Oz chưởng vào trên thân cây. Bốp! Rắc! Một chưởng trúng thân cây làm cho cả cây ngã xuống. Lộp bộp. Đột nhiên, Oz cảm thấy được sau lưng mình truyền đến một trận kình phong. Phản thủ chính là pháo quyền. Bùi Đông Lai nghiêng người tránh né thì đồng thời tay phải liền chém ra, lúc này thấy một quyền của Oz đập tới thì hắn liền thu chiêu lại, thân mình hơi khom xuống, đùi phải đột nhiên đá ra, nhắm ngay mắt cá chân của Oz mà đá vào. Bốp. Tiếng trầm đục truyền ra. Lực đạo khủng bố của Bùi Đông Lai không có đá trúng mắt cá chân của Oz mà đá trúng vào đầu gối của đối phương. Chết cho tao! Oz cũng không có lo lắng, đột nhiên đùi phải của hắn đá ra nhắm ngay vào giữa hai đùi của Bùi Đông Lai. Vù, vù! Một cước đá ra, chân chưa tới nhưng kình phong đã đến, thanh thế vô cùng khủng bố. Nhưng mà! Chân phải của Oz vừa mới đá ra thì Bùi Đông Lai giống như là đã sử dụng ma pháp, đã biến mất trước mắt Oz. Một cước đá vào khoảng không, thấy Bùi Đông Lai đứng cách hắn 10 mét thì đồng tử của hắn đột nhiên phóng lớn, một loại cảm xúc kinh ngạc xuất hiện trên khuôn mặt của hắn. Kinh ngạc sao? Đúng vậy. Ở trong trí nhớ của hắn thì lúc nãy Bùi Đông Lai không đuổi kịp hắn, đây cũng là nói tốc độ của Bùi Đông Lai không bằng hắn. Mà giờ phút này, Bùi Đông Lai lại thể hiện ra tốc độ vượt xa hắn. Oz bởi vì tốc độ của Bùi Đông Lai mà cảm thấy kinh ngạc, còn Bùi Đông Lai thì cũng vì thực lực của Oz mà cảm thấy có chút ít kinh ngạc. Giao thủ ngắn ngủi trôi qua, Bùi Đông Lai có thể xác định rằng thực lực của Oz còn mạnh hơn cả Diệp Thiên nữa. Sau khi biết rõ được thực lực của Oz thì Bùi Đông Lai biết nếu bản thân muốn chiến thắng thì chỉ có thể thông qua tốc độ. Tao nhớ được lúc nãy mày vừa nói nếu không phải kiêng kỵ tay súng bắn tỉa thì mày dùng một tát là có thể chụp chết tao đúng không? Ánh mặt trời chiếu vào rừng dừa, chiếu lên khuôn mặt của Bùi Đông Lai, làm cho Oz có thể thấy được sát khí trên người Bùi Đông Lai. Nói xong, Bùi Đông Lai lại động. Lúc này đây, Bùi Đông Lai dùng Thiên Đình Phát Kính, túc để dũng tuyền. Hắn giống như là quỷ mị, bỗng dưng xuất hiện bên cạnh người Oz rồi vung tay tát vào mặt của Oz. Bốp! Không đợi Oz né tránh hay ngăn cản, một tát cả Bùi Đông Lai đã tát trúng khuôn mặt của
phát ra một tiếng vang giòn. Phắc! Tuy rằng một tát của Bùi Đông Lai không có tạo ra thương tổn gì đối với Ốt, nhưng mà điều này đã hoàn toàn chọc giận hắn. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng rồi chụp vào người Bùi Đông Lai. Dường như sớm đoán được Ốt sẽ phản kích, Bùi Đông Lai lập tức lui lại làm cho một đòn của Ốt chụp vào khoảng không. Mày vừa nói, vũ thần Trung Quốc cùng võ học Trung Quốc đều là chó má. Bùi Đông Lai lui ra sau rồi nhìn chằm chằm vào Ốt. Tiếp theo, tao sẽ cho mày biết cái gì gọi là võ học Trung Quốc chân chính. Tiếng rơi, người hiện. Bùi Đông Lai xuất hiện trước mặt Ốt, tay phải vung lên, năm ngón tay khép lại giống như là đầu rắn, đâm thẳng vào huyệt thái dương của Ốt. Huyệt thái dương vốn là một huyệt vị quan trọng trong cơ thể con người, nếu người thường bị công kích vào huyệt này thì nhẹ thì hoa mắt, chóng mặt, nặng thì banh chè. Tuy rằng kinh lực trên người Ốt phân bố toàn thân, thân hình cứng rắn như sắt nhưng mà ở Bùi Đông Lai xem ra nếu như hắn toàn lực công kích vào tử huyệt của Ốt thì tuyệt đối có thể gây thương tổn cho Ốt. Bốp! Lại một tiếng trầm đục vang ra, giống như suy đoán của Bùi Đông Lai, tuy rằng Ốt đã dựa vào kinh lực của mình mà triệt tiêu một đòn công kích của Bùi Đông Lai nhưng mà hắn cũng có chút hoa mắt. Một kích đắc thủ, Bùi Đông Lai cũng không có dừng lại mà là một quyền đánh về phía huyệt nhân trung của Ốt. Huyệt nhân trung cũng là một tử huyệt. Bốp! Một quyền của Bùi Đông Lai đấm thẳng vào huyệt nhân trung của Ốt khiến cho cả người hắn chấn động, khí huyết quay cuồng, cả người giống như quả bóng chảy, bay ngược ra sau. Rắc! Ngay sau đó, thân thể của Ốt đập vào một cây dừa làm cho cả cây dừa đổ ngã. Mặc dù đối với người luyện võ thì lực lượng và tốc độ là quan trọng nhất nhưng mà kỹ xảo mới chỉ là nhân tố quyết định để giành thắng lợi. Một quyền đánh bay Ốt, Bùi Đông Lai không có thừa thắng xông lên mà là âm thầm suy tư. Tổng kết lại kinh nghiệm. Cùng lúc đó, Ốt đã từ mặt đất bắn lên, hắn cũng không có chủ động công kích Bùi Đông Lai, cũng không có kêu gào mà là trừng to mắt, vẻ mặt kỳ lạ nhìn vào Bùi Đông Lai, cảm giác kia giống như đang hỏi tại sao lại như vậy? Từ lúc nào mà hắn lại đột nhiên mạnh đến như thế? Ngay sau đó, không đợi Ốt lấy lại tinh thần, Bùi Đông Lai lại động, cả người liền bắn về phía Ốt, tay phải hóa thành trường, đánh về huyệt ấn đường của Ốt. Cũng giống với huyệt thái dương và nhân trung, huyệt ấn đường cũng là một trong những tử huyệt trên cơ thể con người. Nhưng mà so với các bộ phận khác trên người thì huyệt ấn đường là một bộ phận yếu nhất, một khi bị trúng vào thì liền chết ngay. Ốt cũng biết được bộ phận ấy là bộ phận yếu nhất trên cơ thể. Vì thế, Ốt không chút suy nghĩ liền vung tay chặn ở trước mặt. Bốp! Tiếng vang giòn truyền ra, một trưởng Bùi Đông Lai đã vỗ vào trên cánh tay của Ốt. Vẫn chưa tạo thành thương tổn gì lớn với Ốt. Phắc, chết. Ốt hóa giải một đòn công kích của Bùi Đông Lai rồi liền hóa thủ vi đao, chém thẳng vào đầu của Bùi Đông Lai. Cảm nhận được Ốt công kích lại mình, Bùi Đông Lai chỉ mỉm cười rồi nghiêng người né qua, làm cho một đòn của Ốt thất bại. Tránh được một đòn của Ốt, Bùi Đông Lai không có dừng lại mà là tay phải nắm chặt, đột nhiên vung lên, một chiêu câu quyền nhắm vào huyệt hắc hổ đào tâm mà đấm vào. Hừ. Lại đối mặt với đòn công kích của Bùi Đông Lai, Ốt cũng không né tránh mà là tùy ý để Bùi Đông Lai công kích. Tay phải của hắn hóa thành chảo, chụp vào cổ họng của Bùi Đông Lai, muốn bóp nát cổ họng của Bùi Đông Lai. Sở dĩ hắn không phòng thủ mà còn công kích lại là bởi vì hắn tin tưởng đòn công kích của Bùi Đông Lai sẽ không tạo thành thương tổn gì đối với mình. Lý tưởng thật phong mãn nhưng sự thật lại rất hôi lông. Bốp! Một quyền Bùi Đông Lai nện trúng vào huyệt hắc hổ đào tâm của Ốt. Ám kình bùng nổ, tuy rằng đã bị kình lực trên người Ốt hóa giả đi không ít nhưng mà cũng làm cho khí huyết trên người Ốt quay cuồng, tay phải của hắn muốn bóp lấy cổ họng của Bùi Đông Lai dừng lại ở trên không. Bốp! Lại một quyền. Vẫn nện vào huyệt hắc hổ đào tâm. Phốc! Thân hình của Ốt giống như là một con tôm khô, há miệng phun một búng máu. Quỳ xuống cho tao. Liên tục hai quyền đánh vào huyệt hắc hổ đào tâm của Ốt, Bùi Đông Lai liền quát lên một tiếng. Hóa thủ thành trưởng, chụp vào ngay giữa đầu của Ốt. Bởi vì kinh khí đã mất hết nên theo bản năng Ốt vung tay đỡ lấy. Nhưng mà, bởi vì kinh khí trên người hắn đã mất đi cho nên không thể đem kinh lực tập trung vào cánh tay để đỡ được. Bốp! Một trưởng đánh ra, ám kình bùng nổ. Rắc! Ám kình khủng bố đã làm gãy cánh tay của Ốt, thế công không giảm vẫn thẳng vào đầu của Ốt mà trưởng xuống. Tuy rằng cánh tay của Ốt đã gãy bất quá hắn cũng không dám chậm trễ, cũng không để ý đến cơn đau từ cánh tay và bụng truyền vào. Cả người hắn cố gắng né qua một bên,
Rắc. Tuy rằng hắn đã né qua một bên nhưng mà đầu vai của hắn cũng bị Bùi Đông Lai chụp trúng. Ám kình trên cánh tay Bùi Đông Lai bùng nổ trong nháy mắt đã đánh vào cơ thể của hắn làm cho xương vai hắn bị vỡ ra hơn nữa hai chân liền dính sâu vào trong đất. Quỳ xuống. Bùi Đông Lai quát lên một tiếng lớn rồi tay phải phát lực, đánh xuống. Bịch. Liên tục bị trúng chiêu, Ốt không thể chịu đựng được nữa, hai chân hắn mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Giờ phút này hắn giống như là một con chó Trung Quốc quỳ trước mặt Bùi Đông Lai vậy. Vù. Bùi Đông Lai bước lên một bước rồi chân phải của hắn đá ra, nhắm ngay ngực của Ốt mà đá thẳng vào. Là tiên chân. Lúc nãy, một đòn này của Bùi Đông Lai đá vào đùi của Ốt thì không tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với hắn. Nhưng mà lúc này đây, kinh khí trên người của hắn đã mất hết, cho dù thân thể có cứng rắn đến đâu cũng không thể ngăn cản. Rắc. Lực đạo khủng bố đã đá gãy xương sườn của Ốt, hắn giống như một quả bóng bị đá bay ra xa. Dầm. Thân thể của Ốt hung hăng đập xuống đất, máu me đầy người. Dưới ánh mặt trời cả người của hắn trở nên vô cùng chói mắt. Cả người hắn giống như là một con chó chết, cả người run rẩy, không ngừng hộc máu. Ngoài rừng dừa, tất cả mọi người đều lo lắng chờ đợi kết quả. Lo lắng là bởi vì thông qua lần giao chiến ngoài rừng dừa thì bọn hắn nhìn ra Bùi Đông Lai không phải là đối thủ của Ốt. Nhưng mà hiện giờ Ốt lại giống như một con chó chết nằm trên mặt đất, thở thì nhiều mà hít vào thì ít. Ách! Một màn này đã làm cho bọn hắn hoàn toàn sợ ngây người. Hắn lại mạnh đến mức này rồi. Khiếp sợ qua đi, Hạ Hà lấy lại tinh thần, cười khổ không thôi. Hổ phụ vô khuyển tử, vũ phu, ông có đứa con như vậy thì có chết cũng không tiếc. Lúc này đây, Bùi Đông Lai giống như là chiến thân, bước từng bước đi tới phía Ốt. Nhìn Bùi Đông Lai đi về phía mình thì khuôn mặt của Ốt không còn vẻ cuồng ngạo nữa mà thay vào đó chính là sự sợ hãi. Sợ hãi rất nhiều, hắn giãy giụa muốn đứng lên. Ở cái nhìn chăm chú của đám người Thái Hổ, Jason thì Ốt cố nén đau, hai tay chống xuống mặt đất, từ từ đứng lên. Ngay sau đó, không đợi Ốt đứng lên thì Bùi Đông Lai đột nhiên đạp vào người của hắn. Bốp! Một cước đáp xuống làm cho cả người Ốt liền ngã xuống, hai chân của hắn nện xuống mặt đất. Cả người không ngừng run lên. Mặc dù là như thế nhưng mà hắn cũng không cam lòng cứ như vậy mà chết đi. Hắn lại giãy giụa rồi muốn đứng lên một lần nữa. Bịch! Lúc này đây không đợi Bùi Đông Lai ra tay thì bởi vì Ốt mất máu quá nhiều thêm vào đó là thương thế quá nặng nên thân thể thoát lực, cả người hắn tự ngã xuống. Hô, hô, hô. Sau khi ngã xuống đất thì Ốt trừng lớn mắt nhìn vào Bùi Đông Lai, vẻ hoảng sợ trên mặt hắn hiện ra, hắn cố thở sau đó, lại cố gắng đứng dậy một lần nữa. Bịch, 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 bịch. Sau đó, dưới cái nhìn của đám người Jason, Thái Hổ thì Ốt lại giãy giụa đứng lên rồi ngã xuống, mỗi lần ngã xuống đất thì thương thế trên người lại trở nên trầm trọng hơn. Cả người hắn đã hoàn toàn nhuộm đỏ bởi màu máu tươi, ngay cả khí lực đưa tay lên cũng không được. Nhìn vào hình ảnh trước mặt thì Thái Hổ vô cùng rung động, hắn không kìm lòng được mà đem ánh mắt nhìn về phía Bùi Đông Lai, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Mắt thấy Bùi Đông Lai đến gần thì Ốt cũng biết được bản thân hắn phải chết cho nên cũng không tiếp tục giãy giụa nữa mà là trừng to mắt. Nhìn về Bùi Đông Lai. Hắn cố gắng há mồm, kết quả là há cả nửa ngày mà cũng không há ra được. Không thể há mồm, Ốt chỉ có thể trừng to mắt nhìn vào Bùi Đông Lai, cảm giác kia giống như đang hỏi, chẳng lẽ đây là võ học của Trung Quốc sao? Không trả lời. Bùi Đông Lai dừng bước lại, từ trên cao nhìn xuống, dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn vào Ốt. Có lẽ là ánh mắt thương hại của Bùi Đông Lai đã kích thích Ốt, cũng có lẽ là hắn bắt đầu hồi quang phản chiếu. Hô hấp của hắn lại được tiếp tục, trong cơ thể tràn ngập một cỗ lực lượng không biết ở đâu ra. Tốc độ của mày, lực lượng, năng lực phản ứng cùng năng lực chống trả của mày không bằng tao, tại sao mày lại có thể đánh bại được tao? Vẻ mặt của Ốt không thể tin tưởng nhìn vào Bùi Đông Lai, điên cuồng mà lắc đầu. Làm sao mà võ học Trung Quốc lại mạnh đến thế? Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Ốt nói xong, trong lòng vừa động, đoán được cái gì? Hắn trừng to mắt, nhìn chằm chằm vào Bùi Đông Lai. Nhất định là mày che giấu thực lực, nhất định là như vậy. Vẫn không trả lời. Bùi Đông Lai từ từ ngồi xuống đất, mặt không thay đổi mà vươn tay ra, một phát bắt trúng cổ của Ốt rồi xách hắn lên giống như là xách một con gà. Rắc,
Tay của Bùi Đông Lai phát lực, bóp nát cổ họng của Oz rồi sau đó dùng sức kéo một cái. Phốc! Kéo xong một cái thì đầu và người của Oz đã chia đôi cơn mơ, cột máu phóng lên cao. Bùi Đông Lai mang theo đầu của Oz, ngẩng đầu nhìn trời. Tiêu Phi, hắn là tên thần võng thứ nhất tôi giết chết nhưng cũng không phải là tên cuối cùng. Tôi cam đoan, không lâu nữa, trên dưới thần võng, gà chó không tha. Ực! Thấy Bùi Đông Lai cầm đầu của Oz trong tay thì Thái Hổ chỉ cảm thấy trái tim của mình bị người dùng búa đạp vào, cả người chấn động không thôi. Ực! Ực! Hắn liên tục nuốt nước bọt xuống, sau đó hắn không có đưa tay lau đi những giọt mồ hôi lạnh mà là thân thể cứng ngắc, hai chân run run đi về phía Bùi Đông Lai. So sánh với Thái Hổ mà nói thì đám bảo tiêu của hắn tuy rằng trên người đều nhuốm máu vô số nhưng mà đây là lần đầu tiên bọn hắn thấy được cảnh một người vặn đầu của người khác xuống, hơn nữa lại còn vặn đầu của Oz thủ lĩnh của thần võng nữa. Cho nên, so với Thái Hổ thì trong lòng của bọn hắn càng rung động hơn. Nhưng mà, rung động thì rung động, khi bọn hắn thấy được cả người Thái Hổ run run đi về phía Bùi Đông Lai thì mặc dù trong lòng bọn hắn vẫn còn sợ hãi Bùi Đông Lai. Bất quá bọn hắn vẫn kiên trì, sắc mặt trắng bệch mà đi theo sau Thái Hổ. Chủ nhân tôn quý. Rất nhanh, Thái Hổ liền đi đến trước mặt Bùi Đông Lai, hai chân hắn run run, giống như là một tên nô tài, cúi đầu chào hỏi Bùi Đông Lai. Cúi người 90 độ. Giờ phút này, trên mặt của hắn không có chút biệt khuất cùng không cam lòng nào. Thay vào đó là may mắn khi đứng về phía Bùi Đông Lai. Bởi vì sau khi thấy được thủ đoạn của Bùi Đông Lai thì hắn có lý do để tin tưởng nếu ngay lúc đó hắn lựa chọn đứng ở bên phía thần võng thì hắn sẽ là người bị Bùi Đông Lai vặn gãy đầu trước. Nơi này truyền ra tiếng súng, rất nhanh cảnh sát sẽ đến đây. Bùi Đông Lai thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Thái Hổ. Xin chủ nhân yên tâm, tôi biết nên xử lý như thế nào. Bị Bùi Đông Lai nhìn chằm chằm vào thì Thái Hổ cảm giác được bản thân mình như bị tử thần theo dõi, cả người cứng ngắc. Lông tơ trên người dựng lên, hắn không đợi Bùi Đông Lai nói xong thì liền khẩn trương thể hiện lòng trung thành của mình. Theo ta được biết thì lần này thần võng còn để người thâm nhập vào các nước Đông Nam Á, chẳng hạn nhưng là Singapore. Ánh mắt Bùi Đông Lai lóe lên. Thái Hổ vội vàng gật đầu. Vâng, chủ nhân, thần võng cố gắng âm thầm thế giới ngầm của Đông Nam Á nhưng ở Việt Nam thì bởi vì có góp ca nên bọn nó không có cách nào thâm nhập vào nổi. Thái Hổ. Ông có hận thần võng không? Bùi Đông Lai đột nhiên hỏi. Ách! Nghe được câu hỏi của Bùi Đông Lai thì Thái Hổ ngẩn ra, sau đó không kìm lòng được mà gật đầu. Bẩm chủ nhân, tôi hận không thể một đao đâm chết mẹ lũ cho đẻ kia. Ông cảm thấy được mấy vị lão đại của các nước khác cũng sẽ hận thần võng giống ông không? Bùi Đông Lai lại hỏi. Ách! Lại nghe được câu hỏi của Bùi Đông Lai, trong lòng Thái Hổ vừa động. Mơ hồ đoán được cái gì nhưng mà hắn không có nói ra mà là gật đầu. Có. Một khi đã như vậy thì ông hãy tìm cách liên hệ với những người đó, tìm cách đối phó với đám thần võng, đem thần võng đuổi ra khỏi Đông Nam Á. Bùi Đông Lai trầm giọng nói. Bộ phận quan trọng của thần võng nằm ở châu Âu, mạng lưới quan hệ của bọn hắn ở châu Á không đáng để nhắc tới. Kể từ đó, nếu như ông liên hệ với các vị lão đại của các nước khác, sau đó nhờ cảnh sát đối phó thì nhất định có thể đuổi được bọn chúng ra khỏi Đông Nam Á. Lúc này đâu, Thái Hổ không có trả lời ngay. Tuy rằng hắn đã nhìn ra khả năng thành công của kế hoạch này của Bùi Đông Lai nhưng mà hắn biết được đạo lý súng bắn chim đầu đàn. Ở hắn xem ra nếu như hắn gặp mặt các vị đại ca kia, đem thần võng đuổi ra khỏi Đông Nam Á thì thần võng chưa chắc sẽ đối phó với những người khác. Nhưng mà tuyệt đối sẽ trả thù hắn hơn nữa là trả thù một cách điên cuồng. Chẳng phải Bùi Đông Lai cũng nhìn ra lo lắng trong lòng của Thái Hổ sao? Mắt thấy Thái Hổ trầm mặc không nói, Bùi Đông Lai trầm giọng nói. Thái Hổ, ông không có lựa chọn nào khác. Không có lựa chọn nào khác sao? Trong lòng Thái Hổ chấn động mạnh, cả người giống như là quả bóng bị xì hơi, trực tiếp đờ người ra. Hiện giờ Oz cùng người của hắn đã chết ở Thái Lan, hơn nữa còn chết trong sơn trang của hắn, mà người bên ngoài lại không biết là do Bùi Đông Lai động thủ. Dưới tình hình như vậy, nếu hắn không ra mặt liên hợp, vận động những người khác đối phó với thần võng thì thần võng cùng tìm hắn để tính sổ. Hơn nữa, lùi một bước mà nói thì cho dù thần võng không tìm hắn để tính sổ thì Bùi Đông Lai sẽ dễ dàng tha cho hắn sao? Sẽ không. Đây là đáp án trong lòng của Thái Hổ.
Bởi vì hắn tin chắc Bùi Đông Lai chỉ muốn lợi dụng hắn để kích động đám người kia, rồi sau đó xuống tay với Thần Võng mà thôi. Chủ nhân, tuy rằng toàn bộ đám đại ca của Đông Nam Á cũng hận Thần Võng nhưng mà chắc gì bọn hắn đã ra tay đối phó với Thần Võng. Ngược lại, tôi cam đoan bọn hắn sẽ xem chừng, xem coi thử có người nào âm thầm mật báo cho Thần Võng biết hay không. Sau khi biết mình không còn lựa chọn nào khác thì Thái Hổ nói ra lo lắng ở trong lòng. Ta sẽ đem dòng binh đoàn Sa Tăng ở lại giúp ông xử lý đám thành viên Thần Võng ở Đông Nam Á. Bùi Đông Lai hơi trầm ngâm một chút rồi nói. Còn về phần sau này Thần Võng tiếp tục phái người vào Đông Nam Á thì đó chính là việc của ông tự nghĩ biện pháp đi. Được. Thái Hổ cắn chặt răng, gật đầu đáp ứng. Sau đó khuôn mặt tỏ ra lo lắng, hỏi. Chủ nhân, về thuốc giải của tôi. Thái Hổ không nói hết câu nhưng mà ý tứ vô cùng rõ ràng, tôi giúp cậu làm việc, ít nhất cậu phải giúp tôi giải độc. 3 ngày sau sẽ có người đưa cho ông. Bùi Đông Lai nói xong thì thấy Thái Hổ lộ ra vẻ vui vẻ nhưng mà câu sau của Bùi Đông Lai giống như là thau nước lạnh tạt vào mặt Thái Hổ. Bất quá, chờ sau 3 ngày khi ăn thuốc giải này vào thì cách mỗi tháng ông cần phải uống 1 viên thuốc giải, nếu không thì độc tính trong người của ông sẽ phát tác. Ách! Nghe được Bùi Đông Lai nói lời này thì vẻ vui sướng trên mặt của Thái Hổ lập tức cứng ngắc lại. Sau đó... hắn cố gắng mở miệng nói cái gì đó nhưng mà khi thấy được đầu của Ốt nằm trong tay của Bùi Đông Lai thì hắn đành nuốt ngược lời nói trở lại. Tốt lắm, để người của ông đi rửa sạch hiện trường, ông đi đối phó với đám cảnh sát đi. Bùi Đông Lai thấy thế thì biết rõ Thái Hổ thần phục mình bây giờ chỉ là vì thuốc giải. Tuyệt đối không lo lắng Thái Hổ phản bội hắn. Nói xong, Bùi Đông Lai thấy 4 người Jason đi tới thì không có nói chuyện với Thái Hổ nữa mà là đi về phía 4 người Jason. Nhìn bóng lưng Bùi Đông Lai rời đi thì sắc mặt Thái Hổ trắng bệch, cơ thể không ngừng run lên, cuối cùng hắn vô lực mà nhắm mặt lại, phun ra một ngụm oi bức, trầm giọng nó. Còn mẹ nó thất thần làm gì? Mau để người rửa sạch hiện trường cho ta. Vâng, lão bản. 3 gã bảo tiêu của Thái Hổ đều nhìn ra tâm tình của hắn không xong, thế nào còn dám nói lời vô nghĩa nữa. Rất nhanh, 4 người Jason đi đến trước mặt Bùi Đông Lai, Jason cười khổ nói. Tiểu tử, thật không ngờ, trình độ của cậu lại mạnh đến như vậy. Nghe được Jason nói như thế thì 3 người Ken, The Rossi cùng Fanbay đều lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn vào Bùi Đông Lai. Lúc nãy, bởi vì tốc độ của Oz quá nhanh nên bọn hắn không có cách nào bắn trúng Oz được. Điều này làm cho bọn hắn biết được trình độ của Oz cường đại đến mức nào. Mặc dù là Oz cường đại như thế nhưng cuối cùng lại bị Bùi Đông Lai vặn gãy cổ. Điều này đã mang đến rung động cho bọn hắn. Nếu không phải có sự chỉ dạy của 4 vị giáo quan thì tôi cũng không trở nên cường đại như thế này. Bùi Đông Lai cười cười nói. The Rossi cười trêu ghẹo. Tiểu tử, càng ngày cậu càng biết nói chuyện. Dùng từ trong nước của các cậu thì đấy chính là vỗ mông ngựa. Ha ha. The Rossi vừa nói xong thì Jason, Ken cùng Fanbay đều không nhịn được mà cười lớn, trong nụ cười lộ ra vẻ kiêu ngạo. Có thể dạy ra một người đệ tử như Bùi Đông Lai thật là một chuyện đáng để kiêu ngạo. 4 vị giáo quan, lần này thành viên của Thần Võng lén vào Đông Nam Á, người mạnh nhất là Oz cùng với 8 tên thuộc hạ đã bị giết chết, hiện giờ những người còn lại thì nhờ mọi người ra tay. Bùi Đông Lai nói xong, trên mặt toát lên vài phần cảm kích. Tiểu tử, cậu yên tâm đi, chuyện này cứ giao cho bọn ta. Một ít đám thành viên bình thường thì chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Jason cười cười, sau đó thấy được trên mặt Bùi Đông Lai hiện lên vẻ cảm kích thì liền nói thêm. Ngoài ra, cậu không cần phải cảm kích bọn ta. Tuy rằng bọn ta giúp cậu đối phó với đám người Thần Võng kia nhưng mà càng quan trọng hơn là muốn khiêu chiến bản thân mình, khiêu chiến cực hạn. Huống chi, chúng ta đều chờ mong cậu dùng cách gì để tiêu diệt đám Thần Võng kia. Nói xong, ánh mắt của 4 người Jason đều nhìn vào Bùi Đông Lai, trong ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. Cũng giống như đối phó với hắn thôi. Bùi Đông Lai cầm đầu của Oz lên. Tôi sẽ gom đủ đầu của tên Odin và 4 đứa con nuôi của hắn để tế điện cho người anh em đã chết đi. Ách! 4 người Jason đều lộ ra vẻ nghi hoặc. 4 vị giáo quan, nếu sau này dòng binh đoàn Sa Tăng cần tiền mua vũ khí hoặc là để xây dựng căn cứ thì cứ gọi cho tôi. Bởi vì chuyện tình của Tiêu Phi quá mức mơ hồ cho nên Bùi Đông Lai không thể giải thích cho đám người Jason được. Hắn đành phải nói sang chuyện khác. Ha ha, khẩu khí của cậu thật lớn a.
Ha ha. Bốn người Jason đều cười phá lên. Thái Hổ, đem đầu của tên Oz này rửa sạch, rồi nghĩ cách giữ lạnh nó để tôi đem về Trung Quốc. Bùi Đông Lai cũng cười, sau đó nhìn về phía Thái Hổ, nghĩ nghĩ một lát rồi nói. Vâng, chủ nhân tôn quý. Mặc dù Thái Hổ muốn thoát khỏi sự khống chế của Bùi Đông Lai nhưng mà hắn biết được hắn không thể nào thay đổi tất cả chuyện này, hắn chỉ có thể yên lặng cam chịu. Bốn vị giáo quan, tôi đi nói với chú Hạ vài câu đã. Đưa đầu người giao cho Thái Hổ xong, Bùi Đông Lai liền chấm dứt cuộc nói chuyện với bốn người Jason rồi đi về phía Hạ Hà đứng cách đó không xa. Chú Hạ. Bùi Đông Lai đi đến bên cạnh Hạ Hà rồi gọi Hạ Hà bằng chú. Tiểu Bùi, Hạ bàn tử tôi đây không thích nhiều lời cho nên hai từ cảm ơn thì tôi cũng không nói nữa. Nhìn khuôn mặt dính máu của Bùi Đông Lai thì trên mặt Hạ Hà nở ra nụ cười tiêu sái. Cái mạng Hạ bàn tử này là của cậu. Sau này chỉ cần cậu nói một câu, cho dù là nước sôi lửa bỏng thì Hạ bàn tử này cũng không từ chối. Trên thế giới này có hai loại người. Có một loại người lúc nào cũng bao hoa chích chòe, nói rằng ta đây lúc nào cũng là số một. Nhưng đợi đến khi bạn mình gặp chuyện thì hắn lại không giúp đỡ, thậm chí vì lợi ích của mình mà còn có thể ném đá xuống giếng nữa. Loại người khác thì rất ít khi hứa với ai điều gì, nhưng mà một khi đã hứa rồi thì cho dù trời có sập xuống thì hắn vẫn làm cho bằng được. Nạp Lan Trường Sinh thuộc loại người trước, Hạ Hà thuộc loại sau. Trong 20 năm thì cuộc đời của Hạ Hà đã trải qua vô số biến cố, nào là làm cu li cho người khác, giết người. Nhưng mà, trong 20 năm qua, hắn chỉ hứa có một lần duy nhất. Lần đó, bởi vì xuất thân của hắn còn bần hàn, nên khi bước vào cánh của Tống gia thì hắn đã nói với ông nội của Tống Hân rằng, nếu ngài không chê thì cháu sẽ gọi ngài là một tiếng ông nội. Ông nội, người nhà của cháu đều đã mất hết, cha mẹ đều đã mất vì thiếu ăn. Năm đó, bọn hắn đã đem tất cả những thứ còn ăn được như vỏ cây, rễ cây, đưa cho cháu và em trai của mình ăn, còn bọn họ thì nằm xuống. Hiện tại, tuy rằng trong tay cháu không có cái gì nhưng mà nếu Tống Hân một mực đi theo cháu thì như vậy cháu xin hướng về ông và cô dì cam đoan rằng cháu sẽ không để cho nàng kém hơn những người khác, ngược lại cháu sẽ đem lại hạnh phúc cho nàng. Bởi vì lời thế kia, mà trong 20 năm qua, Hạ Hà giống như là một con chó điên. Dùng hết mọi cách để thượng vị. Đồng thời, cũng vì lời thề kia. Cho dù Hạ Hà có nổi bật như thế nào, có bị người đời gọi là Ngọc Thạch Chi Vương của Trung Quốc thì lúc nào, khi bước về nhà thì Tống Hân nói gì thì hắn cũng đều nghe nấy, người trong giang hồ vẫn hay gọi là sợ dợ. Điều này làm cho rất nhiều người không hiểu được Hạ Hà, bọn hắn không rõ vì sao ở bên ngoài Hạ Hà lại cuồng như thế nhưng về nhà thì vợ bảo gì thì hắn lại làm nấy. Không có ai biết. Mỗi lần khi hắn bước về nhà, nghe vợ của mình giống lên như sư tử Hà Đông, mỗi lần hắn bị vợ nắm lấy lỗ tai giáo huấn thì trong lòng Hạ Hà lại giống như ăn phải mật, hắn cười đến híp mắt. Sau 20 năm, Bùi Đông Lai chính là người thứ hai mà Hạ Hà hứa. Bùi Đông Lai cũng không biết sự tích của Hạ Hà, nhưng mà hắn có thể cảm nhận thành ý của Hạ Hà, điều này làm cho hắn vô cùng xúc động đồng thời hắn cũng cười khổ nói. Chú Hạ! Dì Tống và Ina đều đang chờ tin tức của chú. Bây giờ chú hãy gọi điện thoại báo an cho họ đi. Di động. Hạ Hà sớm đã muốn gọi điện thoại rồi nhưng mà lại không có điện thoại. Lúc này nghe Bùi Đông Lai nói vậy thì hắn giống như sắc lang, bộ dạng vô cùng gấp gáp. Trên tay cháu còn dính máu, chú tự lấy đi. Bùi Đông Lai thấy thế, giờ khóc giờ cười ý bảo Hạ Hà thò tay lấy trong túi của mình. Hạ Hà nghe vậy thì liền bỏ tay vào túi của Bùi Đông Lai, rồi rút ra một chiếc Nokia đời cũ. Ách! Thấy được Bùi Đông Lai dùng chiếc 1200 này thì Hạ Hà trừng to mắt, dường như hắn không tin lấy địa vị bây giờ của Bùi Đông Lai thì sẽ dùng chiếc điện thoại cùi bắp này. Là của Qua Tử mua. Thấy được vẻ kinh ngạc của Hạ Hà thì Bùi Đông Lai cười cười. Cái này cũng không tệ. Qua Tử là ai? Hạ Hà hỏi. Cha của cháu. Bùi Đông Lai lộ ra nụ cười ngây ngô giống như Qua Tử. Hạ Hà không phản bác được, sau đó trực tiếp bấm điện thoại của biệt thự Hạ gia. Xuân Thành, trong hoa viên khu biệt thự Hạ gia. Hạ Ina ngồi trên ghế đá nhìn lên bầu trời, suy nghĩ xuất thần. Gió nhẹ thổi qua, thổi lên mái tóc dài trên đầu của nàng làm cho người ta không thể thấy rõ được vẻ mặt của nàng. Ina, ghế đá rất lạnh, đừng nên ngồi nữa. Tống Hân đầy lo lắng đi đến bên cạnh Hạ Ina,
vốn là sửa sang lại mái tóc của Hạ Y Na sau đó mới ôn nhu nói. Không sao đâu. Hạ Y Na khẽ lắc đầu. Nhìn khuôn mặt tiều tụy của Hạ Y Na thì Tống Hân không khỏi đau lòng. Đau lòng là bởi vì nàng biết từ sau khi Bùi Đông Lai xuất ngoại thì tuy rằng nhìn bề ngoài của Hạ Y Na vẫn tỏ ra bình tĩnh nhưng mà trong lòng nàng rất lo lắng. Nó không gọi điện cho con sao? Tống Hân ngồi ở trên ghế đá, đem Hạ Y Na kéo vào trong lòng, mang theo vài phần chờ mong cùng lo lắng hỏi. Vẫn chưa? Hạ Y Na nhẹ nhàng trả lời một tiếng sau đó dí sát đầu vào lồng ngực của Tống Hân, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh Bùi Đông Lai đã khắc sâu vào tâm trí của mình. Đôi lông mi của nàng khẽ nhíu lại, trong đôi mắt hiện lên vẻ lo lắng. Mẹ, cậu ấy sẽ không có việc gì chứ? Nó tuy còn nhỏ tuổi nhưng mà mọi chuyện sóng to gió lớn trên đời này thì nó cũng đều đã trải qua, lần này tự nhiên cũng sẽ không có việc gì. Tuy rằng trong lòng Tống Hân lo lắng nhưng mà nàng vẫn cười nói an ủi Hạ Y Na. Nhưng mà lần này khác so với mấy lần trước, lần này cậu ấy đi ra nước ngoài. Hạ Y Na không có che giấu vẻ lo lắng của mình. Hơn nữa, cha còn bị người ta bắt làm con tin. Nếu nó dám đi thì tự nhiên là nó sẽ nắm chắc. Tuy nói là vậy nhưng mà trong lòng Tống Hân vẫn lo lắng cho Bùi Đông Lai, hơn nữa càng lo lắng cho an nguy của Hạ Hà. Hạ Y Na trầm mặc. Phu nhân, tiểu thư. Bỗng nhiên, một ô xin từ trong nhà chạy ra, vẻ mặt kích động hướng về phía hai người bọn họ hô to. Chị Lan, sao thế? Là, Hạ tiên sinh gọi. Cái gì? Nghe được người ô xin nói như thế thì hai người Tống Hân và Hạ Y Na liền đứng lên. Hạ tiên sinh nói để cho phu nhân và tiểu thư nghe điện thoại. Ô xin thấy thế thì cười nói. Không, không chết, Hạ bàn tử không chết. Lại nghe được người ô xin nói như thế thì Tống Hân giống như là nghe được khúc hát hay nhất trên thế giới này. Nàng kích động không gì sánh kịp. Ôm Hạ Y Na, nói năng một cách lộn xộn. Hạ bàn tử đã đáp ứng sẽ mang lại hạnh phúc cả đời cho ta, hắn còn phải thực hiện lời hứa đó, Diêm Vương cũng không dám thu hắn. Nói xong thì nàng liền rơi nước mắt. Mẹ, chúng ta đi nghe điện thoại đi. Hạ Y Na cũng vô cùng kích động, bất quá nàng không khó khóc, nàng vỗ vỗ vai Tống Hân rồi an ủi. Ừ, nghe điện thoại, lão nương cũng muốn hỏi Hạ bàn tử hắn mấy hôm nay đã chết ở nơi nào. Nếu hắn không thành thật khai báo thì chết với lão nương sẽ để hắn quỳ trên cái bàn sát. Nghe được Hạ Y Na nói thế thì Tống Hân lau nước mắt, mỉm cười. Hi hi, Hạ Y Na thấy Tống Hân lộ ra bộ dạng chân thật thì lập tức bị chọc cười. Mẹ, trong nhà có bàn sát không? Không có thì mua. Đừng có quỳ này quỳ nọ nữa, mau nghe điện thoại thôi. Hạ Y Na dở khóc dở cười, kéo cánh tay Tống Hân, một đường đi vào biệt thự. Chẳng biết tại sao, khi hai người sắp đến bên chiếc điện thoại thì nụ cười trên mặt của hai người đã biến mất, trong mắt ngân ngấn nước mắt. Hạ bàn tử. Sau đó, Tống Hân đi lên, cầm điện thoại lên rồi quát lớn một tiếng. Lão bà đại nhân xinh đẹp, có gì cần sai bảo. Đầu bên kia điện thoại, Hạ Hà cầm di động đã lâu, lúc này nghe được giọng nói của Tống Hân thì cũng không có tránh mặt Bùi Đông Lai mà là cười đùa hỏi. Nghe được lời nói của Hạ Hà nhìn vào bộ dáng cợt nhả của hắn thì Bùi Đông Lai cả kinh. Sau đó, vẻ mặt hắn tỏ ra quái dị tránh ra để Hạ Hà nghe điện thoại. Biệt thự Hạ gia. Sau khi nghe được giọng nói của Hạ Hà thì cả người Tống Hân giống như là bị chạm điện, cả người nàng run lên, nước mắt rơi như mưa. Ông là tên mập mạp chết tiệt, ông chết ở đâu mà nhiều ngày rồi cũng không gọi điện cho tôi. Tống Hân khóc lóc thảm thiết rồi nói. Báo cáo lão bà đại nhân, hai ngày trước bàn tử tôi đi lạc trong rừng, hôm nay dưới sự trợ giúp của Bùi Đông Lai thì mới có thể thoát ra được. Hạ Hà cười cười, nói dối. Lão bà đại nhân, đừng khóc mà. Nữ nhi bảo bối còn ở bên cạnh đó, để nó thấy được bà khóc thì thật là mất mặt a. Ông mới mất mặt, mập mạp chết tiệt. Tống Hân nín khóc, mỉm cười mắng một câu rồi nói. Tôi để cho Y Na nghe điện. Ừ. Trên mặt của Hạ Hà vẫn là bộ dạng cợt nhả nhưng mà hai mắt của hắn đã đỏ bừng, tay phải cầm điện thoại cũng run lên. Hạ bàn tử. Cầm điện thoại, Hạ Y Na giống như ngày thường vẫn gọi Hạ Hà là Hạ bàn tử, hơn nữa nàng còn tố cáo Tống Hân. Mẹ mới nói, xét hành động của cha nếu cha về thì mẹ sẽ để cha quỳ lên bàn sát, cha cảm thấy thế nào? Nữ nhi bảo bối,
cái này còn phải hỏi sao? Cả nhà này thì mẹ của con chính là lão đại, cha còn lựa chọn nào khác sao? Hạ Hà cười trêu ghẹo, đôi mắt có chút ướt át. Mắt Hạ Y Na rưng rưng nước, nói. Hạ bàn tử, ý của cha chính là cha chỉ nghe theo lời của mẹ còn không nghe lời của con sao? Nghe, đều nghe hết, hai người chính là chủ nhân còn cha chỉ là tiểu nhân. Hạ Hà cười a a nói rồi lau đi những giọt nước trên khóe mắt. Cha, chẳng biết tại sao nghe được những câu nói hài hước của Hạ Hà thì Hạ Y Na không có cười lên giống như những lần trước mà là nàng cảm thấy trong lòng nhói đau. Nước mắt không kìm được mà rơi xuống, nàng cắn chặt môi, nhẹ giọng hô. Ừ, một tiếng cha này làm cho cả người Hạ Hà run lên, thiếu chút nữa là làm rớt điện thoại xuống. Ông ngoại đi rồi. Hạ Y Na khóc, nói. Cha biết. Hai mắt Hạ Hà đỏ bừng. Bên ngoài nói cha đã xảy ra chuyện, con và mẹ đều lo lắng cho người. Hạ Y Na ủy khuất khóc ròng nói. Nhà đầu ngốc, đừng khóc nữa, không phải là cha không có chuyện gì rồi sao? Hạ Hà ngồi xuống đất, tùy ý để nước mắt chảy xuống. Giờ khắc này, nam nhân đã từng ăn vỏ cây để sống sót, trong 20 năm qua sống như một con chó điên để cuối cùng thượng vị, Hạ Hà đã đem hai chữ nam nhân phát huy ra. Chủ nhân, tôi đã giải thích với cảnh sát về vụ nổ súng mới vừa rồi. Mấy phút sau, không đợi Hạ Hà cúp điện thoại, sau khi nói chuyện điện thoại xong với đám cảnh sát Thái Lan thì Thái Hổ lập tức đi tới trước người Bùi Đông Lai, vẻ mặt cung kính nói. Còn về phần lợi dụng cảnh sát, quân đội đối phó với thần võng thì tôi không nói trong điện thoại. Tôi muốn đích thân đi gặp người chịu trách nhiệm để nói chuyện với hắn. Ta chỉ cần kết quả, không cần quá trình. Đối mặt với vẻ cung kính của ả Thái Hổ thì mặt Bùi Đông Lai không chút thay đổi, nói. Vâng, chủ nhân. Thái Hổ cũng biết, hắn muốn lấy được sự tín nhiệm từ Bùi Đông Lai thì so với lên trời còn khó hơn. Lùi một vạn bước mà nói thì hắn hận không thể thoát khỏi sự khống chế của Bùi Đông Lai. Tốt lắm, ông đi chuẩn bị đi. Bùi Đông Lai nghĩ nghĩ, nói. Mặt khác, đặt cho ta mấy vé máy bay. Vâng, chủ nhân. Thái Hổ cung kính lĩnh mệnh, biết điều mà rời đi. Thái Hổ rời đi không bao lâu, Hạ Hà cũng kết thúc cuộc nói chuyện. Dưới ánh mặt trời, trên mặt của Hạ Hà đã khôi phục lại vẻ bình thường, trên mặt hắn đã nở ra những nụ cười hớn hở. Tiểu Bùi. Để tỏ lòng cảm ơn của nhà chúng ta đối với cậu thì cậu đi về Xuân Thành với ta một chuyến, chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm. Bùi Đông Lai đưa điện thoại cho Bùi Đông Lai rồi cười nói. Đối mặt với lời mời của Hạ Hà thì Bùi Đông Lai cũng không trả lời ngay mà là khuôn mặt lộ ra vẻ phức tạp. Hạ Hà đã lăn lộn trong xã hội mấy chục năm, có người nào là chưa từng thấy qua. Hạ Hà liếc mắt nhìn ra Bùi Đông Lai giang do dự nên cười hỏi. Không muốn đi sao? Chú Hạ, cháu. Bùi Đông Lai thở dài, cố gắng giải thích. Bởi vì Y Na. Hạ Hà cười khổ cắt ngang lời nói của Bùi Đông Lai. Ách! Hắn không ngờ rằng Hạ Hà sẽ biết được mình không muốn đi đến Tây Nam là bởi vì Hạ Y Na. Tiểu tử, cậu thích con gái ta, đúng không? Thấy Bùi Đông Lai không nói lời nào. Sắc mặt Hạ Hà phức tạp nhìn Bùi Đông Lai, tự hỏi tự đáp. Cậu từng nói với Hạ Binh. Hạ gia từng giúp cậu hai lần cho nên cậu phí hết tâm tư để vặn ngã đối thủ của ta là Từ Vạn Sơn, hơn nữa còn bay mưu tính kế để Hạ Binh đi thu thập một ít của cải còn lại của Từ gia. Nhưng cá nhân ta cảm thấy rằng sở dĩ cậu tận tâm tận lực như vậy đều không phải là trả nợ ân tình, quan trọng là bởi vì Y Na. Hạ Hà nói xong, khe khẽ thở dài. Lùi một bước mà nói cho dù chuyện tình ở Tây Nam là cậu bởi vì muốn trả ơn nên mới làm. Nhưng mà chuyện ở nơi này đủ để chứng minh cậu yêu thích con gái của ta. Tuy rằng ta không biết cậu có cừu hận gì với thần võng nhưng mà lấy thực lực cậu thể hiện ra thì nếu cậu muốn xử lý đám người thần võng kia thì sẽ có nhiều biện pháp, thậm chí cậu không cần ra tay cũng có thể làm được. Cậu hao hết tâm tư đem người thần võng dẫn dụ đến đây là chỉ muốn cứu ta mà thôi. Nghe được Hạ Hà nói như thế thì Bùi Đông Lai cười khổ không thôi. Đúng như lời Hạ Hà nói. Nếu hắn muốn đối phó với thần võng thì hắn có thể thông qua Thái Hổ, lợi dụng đám người cảnh sát, quân đội ra tay đối phó. Đồng dạng, hắn hao hết tâm tư để cứu lấy Hạ Hà, người mà hắn chưa từng gặp qua cũng là bởi vì Hạ Y Na. Là ưa thích sao? Bùi Đông Lai tự hỏi bản thân mình, trong lòng không khỏi hiện ra hình ảnh lúc Bùi Đông Lai bị bản thân mình từ chối. Cũng hiện ra hình ảnh ngày đó mình xuất hiện ở cửa Hạ gia,
Hạ Y Na giống như là một đứa con nít, ngồi khóc giống lên. Lần đầu tiên, hắn có chút không đành lòng. Lần thứ hai, hắn cảm thấy đau lòng. Cậu thật rối rắm. Hạ Hà thấy Bùi Đông Lai trầm mặc như trước, nhất châm kiến huyết, nói. Cùng lúc, cậu thực sự yêu nha đầu của Tần gia, nếu không phải nhúc thế thì cậu cũng không nghĩ hết mọi cách để thượng vị. Hơn nữa cậu biết Hiên Kinh đối với cậu là đầm rồng hang hổ mà cậu vẫn đi đến đó, hơn nữa cuối cùng cậu lại cướp đi nha đầu ấy trong tay của Diệp đại thiếu gia. Về phương diện khác, có lẽ là tình cảm của cậu đối với con gái ta không có sâu như nha đầu Tần gia kia, nhưng mà cậu không thể phủ nhận rằng trong lòng của cậu vẫn ưa thích con gái của ta. Không biết là do Hạ Hà nói đúng vấn đề hay là khi Hạ Hà nhắc tới Tần Đông Tuyết thì khuôn mặt Bùi Đông Lai có chút nhăn lại, vẻ mặt càng trở nên phức tạp. Tiểu tử, có phải cậu cảm thấy tự trách hoặc nói đúng ra là kỳ quái, tại sao cậu làm hết tất cả mọi chuyện vì nhà đầu Tần gia kia nhưng vẫn lại thích con gái của ta? Hạ Hà cười khổ hỏi. Sắc mặt Bùi Đông Lai khó coi mà gật đầu. Điều này rất bình thường. Hạ Hà nghiêm mặt nói. Con người là một động vật có cảm tình, vô luận là nam nhân hay nữ nhân đều khó có khả năng yêu thích một người, nhưng mà mức độ thích lại khác nhau. Có thể cha của cháu chỉ yêu một người phụ nữ, đó chính là mẹ của cháu. Bùi Đông Lai nhíu mày nói. Hạ Hà bĩu môi nói. Mỗi người đều có những lựa chọn khác nhau, có người chỉ yêu một người, cũng có người chân đạp vài ba thuyền. Còn về phần cha của cậu thì có hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất chính là mẹ của cậu chính là đệ nhất mỹ nhân của kinh thành, thậm chí là của Trung Quốc. Thứ hai là cha của cậu cũng mẹ của cậu ở chung với nhau trong thời gian rất ngắn, ngắn để nổi khiến cho cha của cậu còn chưa gặp được người phụ nữ thứ hai khiến hắn có thể động tâm. Rồi sau đó, bởi vì sinh ra cậu mà mẹ của cậu đã rời bỏ thế giới này nên cha của cậu mới cảm thấy áy náy, tự trách bản thân mình. Cho nên đến bây giờ hắn vẫn chưa đi tìm người phụ nữ khác. Bùi Đông Lai nhíu mày, dường như có chút không đồng ý với lời nói này của Hạ Hà. Quên đi, chờ sau khi lớn lên, trải qua thì cậu mới có thể hiểu được những lời đấy. Hạ Hà nói xong, khe khẽ thở dài. Ta cũng không gạt cậu, sở dĩ ta để cậu đến Tây Nam là ta hy vọng cậu cùng con gái của ta có một kết thúc. Khóe mắt cùng cơ thể của Bùi Đông Lai khẽ run lên, hắn cũng không có hé răng. Kết thúc ở đây không phải là để cho cậu chọn một trong hai đứa, bởi vì ta biết được điều đó không có khả năng. Không có người nào cũng không có nữ nhân nào có thể thay thế được địa vị của nha đầu Tần gia trong lòng của cậu. Sắc mặt Hạ Hà phức tạp nói. Kết thúc ở đây chính là muốn cậu tỏ rõ thái độ trước mặt nó. Hoặc là từ chối hoặc là tiếp nhận tình yêu của nó. Chú Hạ, chú. Bùi Đông Lai mang theo vài phần giật mình nhìn vào Hạ Hà. Hắn không ngờ Hạ Hà biết hắn sẽ không có khả năng chia tay với Tần Đông Tuyết nhưng mà vẫn đồng ý để Hạ Y Na ở chung một chỗ với hắn. Tiểu tử, ta nói như vậy cũng không phải là ta hy vọng cậu cùng với con gái của ta ở chung một chỗ. Sắc mặt Hạ Hà nghiêm nghị, nói. Ngược lại, tuy rằng cậu còn xuất sắc hơn so với tưởng tượng của ta. Tuy rằng cậu có ơn với Hạ gia, tuy rằng ta tin tưởng nếu cậu tiếp nhận tình yêu của con gái ta thì nó sẽ trở nên hạnh phúc hơn, nhưng mà trong nội tâm của ta lại không hy vọng cậu cùng với con gái của ta ở chung một chỗ. Có hai nguyên nhân, thứ nhất là biểu hiện bây giờ của cậu đã quá xuất sắc nhưng mà điều này cũng có thể làm cho cậu gặp nhiều nguy hiểm, ta không muốn con gái của mình lúc nào cũng lo lắng đề phòng, càng không muốn có một ngày nó sẽ trở thành một người quả phụ. Thứ hai, cha mẹ đều là ích kỷ. Đều không muốn nhìn con gái của mình làm vợ bé cho một người đàn ông. Nghe được những lời này của Hạ Hà thì vẻ giật mình trên mặt của Bùi Đông Lai đã biến mất, thay vào đó là vẻ nghi ngờ. Cậu không cần phải nghi ngờ, đây là ta tôn trọng lựa chọn của nó mà thôi. Hạ Hà thở dài. Mỗi người đều có cuộc đời riêng của mình, mỗi người đều có quyền để tự quyết định con đường đi sau này của mình. Ta chỉ biết bản thân người làm cha như ta đây là phải cố gắng dẫn đường để con gái của ta có thể tìm được hạnh phúc chứ không phải can thiệp vào cuộc sống của nó. Cho dù nó thích một kẻ ăn mày, chỉ cần ta thấy được kẻ ăn mày kia thật sự yêu nó hơn nữa có thể đem lại hạnh phúc cho nó thì ta sẽ không để ý mà gả nó cho tên ăn mày kia. Chú là một người cha tốt. Tự đáy lòng Bùi Đông Lai nói một câu. Cha của cậu cũng vậy. Hạ Hà cười cười sau đó nói. Tiểu Bùi. Có một số việc cuối cùng cũng phải đối mặt để giải quyết cho nên cậu hãy đi về Tây Nam với ta. Nếu cậu không tiếp nhận tình cảm của nó thì như vậy hãy nói với nó rõ ràng với nó, còn nếu cậu chấp nhận nó thì ta cũng sẽ tôn trọng quyết định của hai đứa, đồng thời ta cũng chúc phúc cho hai đứa.
Bất kể cậu quyết định làm gì thì mặc kệ đối với cậu hay là Ina thì đó cũng là một chuyện tốt. Cảm ơn chú hạ. Bùi Đông Lai gật đầu, hắn cũng biết mình nên quyết đoán để xử lý mối quan hệ với Hạ Ina. Nếu không thì đối với mình, Tần Đông Tuyết và Hạ Ina cũng không tốt. Lúc trạng vạng tối, một chiếc máy bay bay thẳng từ Thái Lan đến Xuân Thành, cả máy bay to lớn như vậy mà chỉ có Bùi Đông Lai, Hạ Hà cùng đoàn người nhân viên làm việc trong máy bay. Cabin mở ra, Hạ Hà đứng dậy đồng thời ánh mắt nhìn thoáng qua Bùi Đông Lai thì thấy Bùi Đông Lai vẫn nhăn mặt. Hắn biết rõ Bùi Đông Lai vẫn chưa làm ra quyết định. Đối với việc này thì hắn cũng không có nói gì thêm. Bởi vì hắn nhận ra được Bùi Đông Lai là một người trọng tình trọng nghĩa, đối với một người trọng tình trọng nghĩa mà nói thì phải làm ra lựa chọn như vậy, đích thật cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Huống chi đây là lần đầu tiên Bùi Đông Lai trải qua chuyện như vậy. Cha! Bên ngoài sân bay, bởi vì HB cùng Hạ Ina đã được báo cho biết nên khi thấy Bùi Đông Lai cùng Hạ Hà đi ra thì Hạ Ina vốn là nhìn Bùi Đông Lai một cái, sau đó chạy nhanh về phía Hạ Hà. Nữ nhi bảo bối, để cha ôm một cái nào. Hạ Hà cười mở hai tay ra, tùy ý để Hạ Ina nhào vào lồng ngực của mình. Thật sự là, đừng có lén nhìn nữa, đi qua đi. Mắt thấy Hạ Ina nhìn trộm Bùi Đông Lai thì Hạ Hà tức giận nói. Nghe được Hạ Hà nói như thế thì khuôn mặt của Hạ Ina khẽ ửng đó, sau đó nàng làm thoát khỏi lồng ngực của Hạ Hà rồi làm với Hạ Hà một cái mặt quỷ. Bước lên vài bước, đứng ở trước mặt Bùi Đông Lai. Không có bị thương chứ? Hạ Ina âm thầm đánh giá người Bùi Đông Lai từ trên xuống dưới một phen, cuối cùng đem ánh mắt nhìn lại trên mặt Bùi Đông Lai, tuy rằng không phát hiện được trên người Bùi Đông Lai có thương tích nào nhưng mà nàng vẫn có chút lo lắng. Cậu đã thấy được tớ là một người có võ công cao cường, làm sao lại bị thương được? Bùi Đông Lai mở miệng trêu ghẹo. Cắt, cậu đừng có mà thổi ra bò. Nghe được Bùi Đông Lai nói thế thì Hạ Ina bĩu môi, trong lòng cũng hơi yên, nói. Đi thôi, mẹ tớ đã gọi điện đến giục nhiều lần. Đúng rồi, đêm nay mẹ tớ tự mình xuống bếp, cậu có lộc ăn rồi đó, tài nấu nướng của mẹ tớ cũng không tồi đâu. Ừ. Bùi Đông Lai nhìn vào khuôn mặt tái nhợt của Hạ Ina, nhịn không được mà thầm hỏi bản thân, lại phải làm tổn thương nàng một lần nữa sao? Tình kiếp hiện. Khi ánh trời chiều hoàn toàn khuất sau đỉnh núi, lúc màn đêm buông xuống thì đoàn người Bùi Đông Lai mới trở về biệt thự Hạ gia. Phu nhân, Hạ tiên sinh, bọn họ đã về. Một tên bảo tiêu thấy xe đến thì vội vàng chạy vào phòng bếp báo lại cho Tống Hân. Hả, đã về rồi sao? Tống Hân vốn là ngẩn ra, sau đó trực tiếp bỏ cái vá trong tay xuống, một bên chạy ra ngoài, một bên lo lắng dặn dò. Chị Lan, chị cứ ở lại đây, tôi ra ngoài đón bọn họ. Đã biết rồi phu nhân. Người ô xin kia cười cười, lên tiếng. Mập mạp chết tiệt, ông còn bò được về à? Ra khỏi phòng bếp, không đợi Tống Hân chạy ra khỏi cửa biệt thự thì đã thấy đoàn người Hạ Hà đi vào. Nàng liền lập tức chạy lên, giống như là cọp mẹ. Nắm lấy lỗ tai của Hạ Hà rồi giáo huấn. Ây ra, lão bà đại nhân, nhẹ, nhẹ thôi. Hạ Hà giả bộ làm ra bộ dạng thống khổ, cầu xin tha thứ nói. Mẹ, mẹ làm cái gì vậy? Vẻ mặt Hạ Ina lo lắng nói, nàng hiểu rõ tính tưởng tượng của mẹ mình nhưng mà hôm nay không giống như lúc khác, lúc này Bùi Đông Lai vẫn còn ở bên cạnh a. Lão bà đại nhân, con gái bảo bối nói đúng đó. Đông Lai ở đây. Nhiều ít thì bà cũng phải lưu lại mặt mũi cho tôi chứ. Hạ Hà cũng đem Bùi Đông Lai ra làm tấm chắn. Bộp! Tống Hân tức giận vỗ vào đầu Hạ Hà một cái, hừ hừ nói. Đều là người trong nhà cả, lưu mặt mũi cái rắm, đi, ông đi vào phòng bếp lột tỏi cho tôi. Tuân mệnh, lão bà đại nhân. Hạ Hà cười rồi chạy vào bếp. Tên mập mạp này ba ngày không đánh ổng thì ổng sẽ lì ra, Đông Lai. Cậu cũng đừng chê trách cũng không cần phải mất tự nhiên, cứ coi như đây là nhà của cậu là được. Tống Hân thấy Hạ Hà lùi vào phòng bếp, mỉm cười hạnh phúc, sau đó rồi hướng Hạ Ina, nói. Nhà đầu chết tiệt kia, còn đứng ngây ra đó làm gì? Đi pha trà cho Đông Lai đi. Hạ Ina nghe vậy thì khuôn mặt đỏ lên, trừng mắt liếc nhìn Tống Hân một cái rồi đi pha trà. Đông Lai, cậu cùng Ina nói chuyện phiếm đi, 20 phút sau sẽ dọn cơm. Tống Hân nói thêm, dì đừng vội, không cần phải quan tâm đến cháu.
Bùi Đông Lai gật đầu cười rồi đi theo Hạ Binh đến ghế sofa. Đông Lai, chú đi tới thư phòng để xem xét một ít giấy tờ, cậu cùng Ina nói chuyện với nhau đi. Thấy Bùi Đông Lai ngồi xuống thì Hạ Binh liền tìm lấy cái cớ rồi rời đi. Bùi Đông Lai cười khổ gật đầu. Cậu đừng để ý, mẹ của tớ là như vậy, suốt ngày không biết lớn nhỏ. Mấy phút sau, Hạ Ina bưng theo một ấm trà ngon đến, rót cho Bùi Đông Lai một chén, trên mặt ửng hồng, khẽ nói. Như vậy cũng rất tốt, rất có hương vị của một gia đình. Khi nói chuyện thì trong đầu Bùi Đông Lai khẽ nhớ lại lúc ở cùng với Bùi Vũ Phu trong gian nhà ở Thẩm Thành. Gian nhà đó tuy sơ sài, hắn và Bùi Vũ Phu cũng không nói nhiều với nhau nhưng mà cũng có cảm giác của một gia đình. 20 phút sau, mập mạp chết tiết, lấy rượu đi. Tống Hân tự mình bưng đồ ăn lên để trên bàn, cởi tạp dề ra rồi ra lệnh với Hạ Hà, sau đó đi ra phòng bếp, nói. Đông Lai, đồ ăn đã nấu xong rồi, cậu cùng Ina qua dùng cơm đi. Được rồi, gì? Bùi Đông Lai cùng Hạ Ina vốn là đang tán gẫu, nghe Tống Hân nói như thế thì liền đứng dậy rồi đứng lên, sau đó cùng Hạ Ina đi vào phòng ăn. Gì, Ina nói tay nghề của dì rất ngon, quả thật ra như thế. Thấy những thức ăn như thế này thì cháu quyết định ăn thêm một chén cơm nữa. Mắt thấy đồ ăn trên bàn bày ra nhiều kiểu thì Bùi Đông Lai cười nói. Đông Lai à, nếu cậu muốn ăn thì sau này cứ đến đây, dì cùng Ina sẽ làm cho cậu ăn. Tống Hân vui vẻ cười nói. Cùng lắm là dì nghỉ việc đến Đông Hải thôi. Mẹ! Hạ Ina thèn thùng kêu lên một tiếng, ánh mắt khẽ liếc nhìn qua Bùi Đông Lai, kết quả thấy được khuôn mặt Bùi Đông Lai hơi lộ ra vẻ phức tạp. Lộp bộp! Phát hiện này khiến cho trong lòng Hạ Ina chấn động, trong lòng có chút nhói đâu. Vẻ vui sướng và thẹn thùng trên mặt đã biến mất. Cậu đừng nghe mẹ tớ nói bừa, mẹ tớ chính là như vậy đó. Đau lòng rất nhiều, Hạ Ina miễn cười cười vui. Nhìn vẻ tươi cười gượng ép của Hạ Ina thì Bùi Đông Lai cũng không biết nên nói gì cho phải. Thấy một màn như vậy thì trong lòng Tống Hân vừa động, cười cười. Tới ngồi đi nào. Hạ bàn tử, ông mau nhanh lên. Nói xong, Tống Hân lại hướng về phía đại sảnh trong nhà hô lên. Hạ Hà cầm lấy bình mao đài trong tay, đem vẻ biến hóa của Bùi Đông Lai và Hạ Ina thu vào trong mắt, nhưng mà hắn cũng không nói cái gì mà là cười a a cùng với Hạ Binh đi vào phòng ăn. Đông Lai, chúng ta dùng ly lớn uống đi, ly nhỏ không có cảm giác gì. Đi vào phòng ăn, Hạ Hà lấy ra ba cái ly lớn, hỏi Bùi Đông Lai. Được. Bùi Đông Lai gật đầu. Đông Lai, để tỏ lòng cảm ơn đối với cậu thì ly thứ nhất, cả nhà chú mời cậu. Mắt thấy Tống Hân đã rót rượu ra thì Hạ Hà liền nâng chén lên. Chú Hạ nói quá rồi, hẳn phải là cháu nên mời chú mới đúng. Bùi Đông Lai bưng ly rượu rồi đứng lên. Cái gì mà mời này mời nó, nào, uống đi. Tống Hân tức giận, trừng mắt liếc nhìn Hạ Hà một cái, đề nghị nói. Tốt, uống nào. Hạ Hà cười to rồi ngẩng cổ lên, uống một hơi. Bùi Đông Lai, Hạ Binh, Hạ Ina cùng Tống Hân cũng uống theo. Từ từ thôi. Đặt ly rượu xuống, Hạ Ina ý bảo Bùi Đông Lai uống chậm thôi, sau đó hướng về phía Hạ Hà nói. Cha, mọi người uống hết cũng được nhưng mà đừng để cho Đông Lai uống nhiều như thế. Nữ nhi bảo bối, con thì biết cái gì, uống rượu chính là vì say, không say thì uống rượu làm gì. Nói xong thì Hạ Hà liền hướng về phía Bùi Đông Lai, cười cười. Đúng không, Đông Lai? Bùi Đông Lai nghe vậy thì cười cười, hắn thật là muốn uống say một phen. Bởi vì trong lòng có phiền tối, bởi vì có ý muốn say nên khi uống được 10 bình mao đài thì Bùi Đông Lai đã say. Cha, cậu ta uống không được nữa, không thể để cho cậu ta uống nữa. Hạ Ina thấy Bùi Đông Lai cầm chén rượu cũng không xong thì liền nói. Đúng rồi. Đừng nên uống nữa. Tống Hân cũng lên tiếng phụ họa. Tuy rằng hai người Hạ Hà cùng Hạ Binh liên hợp để chuốc Bùi Đông Lai uống say nhưng mà cả hai cũng đỏ bừng cả mặt. Được rồi, để cha dìu nó lên, con nấu cho cậu ta một chén nước sôi đi. Ừ. Hạ Ina lo lắng nhìn Bùi Đông Lai một cái, sau đó đi ra ngoài rót nước. Hạ Hà thì đứng dậy rồi đỡ Bùi Đông Lai lên sau đó giúp Bùi Đông Lai đi lên lầu, vào phòng dành cho khách ở trên lầu. Không phải nói với cha là đừng nên uống say sao? Cha nhìn xem cậu ta say thành cái dạng gì rồi kìa. Hạ Hà đi vào phòng,
thấy mặt Bùi Đông Lai đỏ bừng nằm trên giường, không nhúc nhích thì trừng mắt nhìn Hạ Hà một cái. Hạ Hà rất muốn nói cho Hạ Y Na biết nếu như Bùi Đông Lai không muốn say thì cho dù hắn có uống vài chục bình thì cũng tỉnh như ruồi, nhưng mà cuối cùng hắn cũng không nói ra miệng, chỉ cười khổ. Là lỗi của cha, lần sau cha sẽ không chuốc say nó nữa. Hạ Y Na tức giận nhìn Hạ Hà một cái sau đó đi vào phòng vệ sinh, chuẩn bị lấy nước nóng để lau mặt cho Bùi Đông Lai, còn Hạ Hà thì cười khổ rồi rời khỏi phòng. Hạ Bình uống cũng không ít, cậu ta đã về nghỉ rồi. Bên ngoài phòng, Tống Hân vốn là muốn đi vào xem Bùi Đông Lai ra sao, thấy Hạ Hà đi ra thì lo lắng, hỏi. Đông Lai có sao không? Chỉ uống say mà thôi, có thể có chuyện gì được. Ai nói không có chuyện gì, uống rượu rất khó chịu, ông cũng thật là, chuốc nó nhiều như vậy để làm gì? Tống Hân giáo huấn. Lão bà à, tôi có thể dùng ám kình để bức cồn ra, thực lực Đông Lai còn vượt xa tôi. Nếu nó không muốn uống say thì 10 người như tôi cũng không làm gì được nó. Hạ Hà liền không che giấu, đem mọi chuyện nói cho Tống Hân. Ông nói là, Tống Hân sửng sốt, là chính nó muốn uống say. Đang yên đang lành, tự dưng muốn uống say làm gì? Tống Hân cảm thấy khó hiểu. Tâm tình không tốt thôi. Hạ Hà ôm Tống Hân, cười khổ. Trước khi đến đây thì tôi đã nói chuyện của Ina với nó. Tôi nói rằng chỉ cần hắn chấp nhận tình yêu của Ina thì cho dù có ở chung với nha đầu Tần gia kia thì tôi cũng không phản đối. Hả? Tống Hân cả kinh, khẩn trương hỏi. Làm sao ông có thể làm vậy? Ông để cho Ina theo hắn. Hai, lấy tính khí của nó thì chỉ cần Đông Lai đồng ý, nó còn để ý đến nha đầu Tần gia kia sao? Không đợi Tống Hân nói xong, Hạ Hà cười khổ. Hơn nữa, đau dài không bằng đau ngắn, đối với bọn nó cũng tốt hơn. Tống Hân nghe vậy thì vốn là ngẩn ra, sau đó cũng biết những điều Hạ Hà nói đều là sự thật, sắc mặt trở nên phức tạp, nói. Vậy nó lựa chọn như thế nào? Nó thích con gái của chúng ta, điểm ấy không thể nghi ngờ được. Hạ Hà giận dữ nói. Bất quá, theo tôi thấy thì hơn phân nữa là nó sẽ từ chối. Hai, Tống Hân cũng thở dài, tâm tình phức tạp, sau đó cũng không nói gì nữa mà đỡ Hạ Hà xuống lầu. Bá. Trong phòng, Hạ Y Na nghe được cuối nói chuyện của Hạ Hà và Tống Hân thì cả người liền đứng ngơ ngác ngay tại chỗ, thậm chí nàng cũng không cảm nhận được chiếc khăn mặt trên tay đã rơi xuống đất. Sau đó, đợi khi tiếng bước chân của Hạ Hà và Tống Hân biến mất thì Hạ Y Na mới lấy lại tinh thần, nàng không kìm lòng được mà đem ánh mắt nhìn về phía Bùi Đông Lai đang nằm trên giường. Nhìn Bùi Đông Lai, nước mắt trong mắt nàng tràn ra. Sau đó, nàng cũng không có lau đi nước mắt trên mặt mà là khẽ cắn môi, cúi người nhặt chiếc khăn lên rồi đi vào phòng vệ sinh. Sau đó nàng đi đến bên giường, đưa tay ra, vuốt ve khuôn mặt Bùi Đông Lai, nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt của Bùi Đông Lai. Làm xong tất cả chuyện này, nàng không kìm lòng được mà cúi người xuống, đưa khuôn mặt của mình sát vào khuôn mặt Bùi Đông Lai, nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt của Bùi Đông Lai. Hôn một cái, thân thể của nàng trở nên cứng ngắc. Hôn một cái, nước mắt trên mặt nàng cũng rơi đầy mặt. Hôn xong, trong đầu nàng bỗng hiện lên một suy nghĩ điên cuồng. Ý nghĩ xuất hiện trong đầu, nàng thả chiếc khăn ra, từ từ cởi chiếc áo lên của mình ra. Đông Lai, tuy rằng đời này tớ biết tớ và cậu không có khả năng ở chung một chỗ. Nhưng mà tớ nghĩ sẽ đem thân thể của mình giao cho cậu, chỉ có như vậy thì tớ mới cảm thấy không nuối tiếc. Xin lỗi, xin cậu hãy tha thứ cho sự ích kỷ của tớ. Quần áo được cởi ra, Hạ Y Na cúi người xuống, nhẹ nhàng nói bên tai của Bùi Đông Lai một tiếng rồi sau đó mở chăn ra, từ từ cởi bỏ quần áo trên người Bùi Đông Lai ra. Bóng đêm như mực, gió đều thổi hiu hiu, thổi bay những nhánh cây trong biệt thự phát ra những tiếng xào xạc. Làm sao Y Na còn chưa xuống nhỉ? Trong đại sảnh biệt thự lầu 1, sau khi Tống Hân rót cho Hạ Hà một chén nước sôi thì ngồi ở bên cạnh Hạ Hà, mở miệng hỏi. Tiểu tử kia uống cũng không ít. Chắc là Ina đợi hắn tỉnh lại rồi mới rời đi. Hạ Hà châm một điếu thuốc lá rồi cười khổ nói. Gần đây Ina ngủ không ngon. Tống Hân có chút không đành lòng. Hạ Hà phun ra một ngụm khói thuốc, giận dữ nói. Nếu không có gì bất ngờ thì ngày mai tiểu tử kia sẽ lật bài. Đây là đêm cuối nhà đầu ngốc kia ở chung với hắn, kệ nó đi. Được rồi. Tống Hân hơi trầm ngâm rồi gật gật đầu. Cùng lúc đó. Trên phòng khách lầu 2,
Hạ Y Na nhẹ nhàng cởi chiếc áo trên người Bùi Đông Lai, sau đó là áo trong rồi tới chiếc quần tây. Bởi vì đây là lần đầu tiên nàng cởi quần áo nên tốc độ rất chậm. Bởi vì Bùi Đông Lai đã uống say mềm nên hoàn toàn không có phát giác được hành động của Hạ Y Na. Khi cởi xong chiếc quần lót của Bùi Đông Lai xuống thì Hạ Y Na thấy được cây thương của Bùi Đông Lai. Nàng khẩn trương, run run cánh tay vuốt lấy khuôn mặt Bùi Đông Lai, rồi hôn lên môi Bùi Đông Lai. Một cái, hai cái, ba cái. Hạ Y Na không biết hôn bao nhiêu lần mới có thể mở miệng của Bùi Đông Lai ra. Sau khi mở được cái miệng của Bùi Đông Lai ra thì Hạ Y Na liền vươn cái lưỡi của mình vào quấn lấy chiếc lưỡi đầy hơi rượu của Bùi Đông Lai, lúc bú lúc mút. Bàn tay trắng noãn dọc theo khuôn mặt của Bùi Đông Lai, từ trên xuống dưới, cuối cùng nắm lấy cây thương của Bùi Đông Lai. Mặc dù là Bùi Đông Lai đã uống say như chết nhưng mà trải qua Hạ Y Na hôn sâu và vuốt ve thì cây thương của hắn đã trào cờ. Thấy được điểm này thì Hạ Y Na bò lên đầu giường, ngồi chồm hổm lên, hai chân dang rộng ra, sau đó cầm lấy cây thương của Bùi Đông Lai, nhắm ngay hoa viên thần bí của mình rồi từ từ ngồi xuống. Đông Lai, tớ yêu cậu, rất, rất yêu cậu. Nói xong rồi nàng ngồi xuống. Hạ Y Na chỉ cảm thấy toàn thân mình giống như là bị xé nứt, một cơn đau đớn liền tràn ngập toàn thân của nàng khiến chi thân thể của nàng căng chặt. Nước mắt chảy xuống, một giọt máu như cánh hoa hồng. Tượng trưng cho lần đầu tiên của nữ nhân đã chảy trên da giường, thân thể Hạ Y Na từ từ thả lỏng. Bắt đầu vặn vẹo thân thể của mình, trong đầu lại hiện ra lúc mình cùng chỗ với Bùi Đông Lai. Nàng nhớ lại lần đầu tiên mình gặp Bùi Đông Lai. Ngày đó, khi Đại học Đông Hải khai giảng, Hạ Hà tự thân chở nàng đi đến trường khiến cho cả trường náo động. Nàng giống như một viên ngọc minh châu, trở thành tiêu điểm của toàn trường. Làm cho toàn bộ nam sinh trong trường lé mắt nhưng mà Bùi Đông Lai chỉ nhìn thoáng qua nàng một chút rồi biến mất trong đám người. Thật có lỗi, Bùi Đông Lai đồng học, lúc này bởi vì quá cao hứng nên đã làm phiền cậu. Để tỏ lòng xin lỗi thì tớ mời cậu ăn cơm trưa, ngoài ra tớ cam đoan Tôn Vệ Đông sẽ không đến gây phiền toái cho cậu. Cam đoan của cô không có tác dụng gì đối với tôi, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho tôi. Mặt khác, tôi không có hứng thú dùng cơm với cô. Nàng nhớ lại tình cảnh lần đầu tiên nàng nói chuyện với Bùi Đông Lai. Bởi vì lúc đó nàng lấy Bùi Đông Lai ra làm lá chắc để từ chối lời theo đuổi của Tôn Vệ Đông, kết quả là Bùi Đông Lai hơi ghét hành động của nàng. Về sau, tuy rằng nàng cùng những người bạn cùng phòng của mình mời Bùi Đông Lai ăn cơm, kết quả cũng không thay đổi được ấn tượng của mình đối với Bùi Đông Lai. Hơn nữa nàng còn thấy Bùi Đông Lai cùng với Quý Hồng người được gọi là xà mỹ nữ có quan hệ không bình thường. Thấy được điều này thì nàng càng hiếu kỳ với Bùi Đông Lai thế cho nên trong lúc huấn luyện quân sự thì nàng không ngừng lợi dụng các loại lý do để được tiếp cận với Bùi Đông Lai. Cuối cùng bằng vào tính cách thẳng thắn của nàng thì nàng mới dần thay đổi được ấn tượng của mình trong mắt Bùi Đông Lai. Đông Lai, cậu biết không? Từ lúc đưa cậu ra làm tấm lá chắn để cự tuyệt Tôn Vệ Đông thì tớ đã biết cậu, tớ muốn biết vì sao cậu có thể thi đạt được số điểm vô tiền khoáng hậu như vậy. Tớ cũng muốn biết là đối với cậu thì tớ có một chút lực hấp dẫn nào không? Trong đầu hiện ra từng ly từng tí thì Hạ Y Na mở mắt ra, vừa cười vừa khóc nói. Tên khốn kiếp này, chẳng lẽ hắn không biết nói chúc ngủ ngon rồi mới rời đi sao? Hừ, xem ra cậu vẫn không để bổn tiểu thư như tớ vào mắt. Chúng ta hãy chờ xem, bổn tiểu thư sẽ không để cậu trốn khỏi lòng bàn tay của tớ đâu. Cười. Nàng lại nghĩ đến ngày cuối cùng của đợt huấn luyện quân sự. Bởi vì cái chết của Tôn Vệ Đông nên nàng đã ra mặt giải thích cho Bùi Đông Lai, kết quả là Bùi Đông Lai chỉ đưa nàng về tới ký túc xá rồi liền rời đi. Nàng cũng nhớ lại cảnh vì muốn Bùi Đông Lai chú ý nên nàng đã ra sức biểu hiện ở buổi dạ hội trong trường. Nàng cũng nhớ lại, khi ở hàng hồ, bởi vì quá lo lắng cho an nguy của Bùi Đông Lai nên nàng đã tựa vào đầu giường, chảy nước mắt, ngây ngốc đợi tình hình. Nàng càng nhớ lại, bởi vì lo lắng cho an nguy của Bùi Đông Lai nên nàng đã cùng đám người Ngô Vũ Trạch ngồi đợi ở trước ký túc xá nàng. Sau khi thấy Bùi Đông Lai trở về thì nàng giống như đứa ngốc, nhảy lên rồi chạy nhanh về phía Bùi Đông Lai, kết quả là bị trượt chân ngã, bị Bùi Đông Lai kéo vào trong lòng. Ngày đó, đó là lần đầu tiên nàng được Bùi Đông Lai ôm vào trong lòng. Ngày đó, nàng còn chưa thổ lộ tình cảm của mình thì liền bị Bùi Đông Lai từ chối. Lúc đó, lòng của nàng đau như cắt, nhưng nàng vẫn miễn cưỡng cười vui đi về, cuối cùng là nàng trở lại phòng của mình rồi rơi lệ. Nàng không thể nào quên, mấy ngày trước,
Sau khi thấy Bùi Đông Lai xuất hiện trước biệt thự thì nàng khóc giống lên. Chấm. Từng cảnh tượng một dần dần hiện ra trong đầu của nàng, dưới ánh đèn, Hạ Y Na giống như là một người ngốc, lúc thì cười, lúc thì khóc, lúc thì thào tự nói. Từng kỷ niệm trôi qua, Hạ Y Na phát hiện được cơn đau đớn ở nửa mình dưới đã giảm bớt rất nhiều. Một cảm giác dưới thân bắt đầu lan tỏa trong con người của nàng, cả người nàng cảm thấy ngứa ngáy, bắt đầu rên rỉ. Cảm thấy ngứa ngáy nên cả thân người Hạ Y Na mềm nhũn, nàng cúi lên người Bùi Đông Lai. Hai ngọn núi trước ngực đè vào thân thể của Bùi Đông Lai, thân thể nàng không ngừng vặn vẹo, không ngừng run rẩy. Dần dần, nàng không kìm lòng được mà tăng tốc, hơi thở của nàng trở lên dồn dập, hơn nữa còn phát ra những tiếng rên, làn da trắng của nàng đã dần trở nên ửng đỏ. Không biết qua bao lâu, Hạ Y Na chỉ cảm thấy trong hoa viên thần bí của mình trào ra một dòng nước ấm làm cho nàng cảm thấy vô cùng sung sướng. Nàng hét lên một tiếng, ôm chặt lấy Bùi Đông Lai, cả người giống như là điện giật, run lên không ngừng. Cùng lúc đó, đột nhiên Bùi Đông Lai mở mắt ra. Bá! Nghe được tiếng thở dốc của Bùi Đông Lai, nhìn hai mắt nàng nhắm lại, thấy Hạ Y Na giống như là kỵ sĩ, ngồi ở trên người mình không ngừng run lên thì hai mắt Bùi Đông Lai mở to ra. Hoàn toàn trợn to mắt ra. Sao lại thế này? Khiếp sợ rất nhiều. Một câu hỏi xuất hiện trong lòng Bùi Đông Lai nhưng mà cho dù hắn vắt óc suy nghĩ thì cũng không nghĩ được chuyện gì đã xảy ra, hắn chỉ nhớ rõ là mình uống say rồi được Hạ Hà dìu lên phòng, sau đó cái gì cũng không biết nữa. Hô, 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 coi như lúc Bùi Đông Lai bị một màn này làm cho cả kinh thì thân thể Hạ Y Na cũng đã không còn run rẩy nữa, hơi thở cũng trở nên chậm lại. Dưới ánh đèn, nàng mở mắt ra. Thấy được Bùi Đông Lai đang trừng to mắt nhìn mình thì Hạ Y Na liền giật mình, há to miệng. Bởi vì trước khi dùng cơm thì nàng đã thấy Bùi Đông Lai che giấu đi vẻ phức tạp, bởi vì nghe được cuộc nói chuyện giữa Hạ Hà và Tống Hân nên Hạ Y Na biết được Bùi Đông Lai sẽ từ chối tình yêu của nàng dành cho hắn. Sau khi biết được điểm này thì nàng liền cảm thấy đau lòng. Nàng tính toán thừa dịp Bùi Đông Lai ngủ say nên đã đem lần đầu tiên của mình giao cho Bùi Đông Lai, sau đó làm như chuyện gì cũng chưa xảy ra. Chủ động biến mất trong thế giới của Bùi Đông Lai. Nàng nằm mơ cũng ngờ rằng lúc này Bùi Đông Lai lại tỉnh dậy. Thật, xin lỗi. Vài giây sau, Hạ Y Na cúi đầu, hàm chứa lệ, vẻ mặt tự trách nói. Cậu! Nghe câu giải thích của Hạ Y Na, nhìn thân thể ửng hồng của Hạ Y Na, cảm nhận được đầu thương truyền đến cảm giác ướt át thì Bùi Đông Lai cố gắng muốn nói cái gì nhưng mà không biết nên nói gì đây. Thật xin lỗi, thật sự xin lỗi. Hạ Y Na ngẩng đầu lên, nước mắt không ngừng chảy xuống, nàng nhìn vào Bùi Đông Lai rồi cắn môi, nói. Tớ biết người cậu yêu là Tần Đông Tuyết, tớ làm như vậy cũng không muốn cậu phải chịu trách nhiệm đối với tớ cũng không cần cậu chấp nhận tình yêu của tớ. Tớ chỉ muốn đưa lần đầu tiên của mình cho cậu. Cậu yên tâm, tớ sẽ không tranh đoạt gì với Tần Đông Tuyết, sau này tớ sẽ biến mất khỏi thế giới của cậu. Nói xong, Hạ Y Na cắn chặt môi. Cố nén cơn đau đớn rồi đứng dậy, cầm lấy quần áo ở trên giường, chuẩn bị mặc vào rồi rời đi. Có lẽ do quá khẩn trương nên ngay cả áo lót nàng cũng không mặc mà chỉ mặc chiếc áo len. Bên tai quanh quẩn lời nói của Hạ Y Na, nhìn thấy đóa hoa màu đỏ trên giường kia thì Bùi Đông Lai cảm thấy trong lòng bị cái gì bóp chặt. Đồ ngốc, cậu đã là nữ nhân của tớ rồi, làm sao có thể biến khỏi thế giới của tớ được? Sau đó... Không đợi Hạ Y Na mặc xong quần áo thì Bùi Đông Lai đã đứng dậy, vươn tay ra, nhẹ nhàng xoa lấy khuôn mặt của Hạ Y Na. Cả người Hạ Y Na chấn động, hai tay buông ra. Bá! Chiếc áo len của nàng rơi xuống giường, dường như Hạ Y Na hoài nghi lỗ tai của mình có vấn đề, vẻ mặt của nàng mờ mịt nhìn vào Bùi Đông Lai, tùy ý để Bùi Đông Lai lau đi những giọt nước mắt trên mặt. Giờ phút này, nàng đã quên thở, tim cũng quên cả đập. Thế nhưng nàng không quên được những kỷ niệm cũ. Tuy rằng tớ rất muốn làm nữ nhân của cậu nhưng mà tớ cũng biết, thật ra trong lòng của cậu đã làm ra lựa chọn, cậu đã chọn từ chối tớ, bởi vì cậu không muốn khinh nhờn tình cảm của cậu với Tần Đông Tuyết. Nhìn vào Bùi Đông Lai, Hạ Y Na ngừng khóc, miễn cưỡng cười vui, nói. Mới vừa rồi cậu nói như vậy chẳng qua vì cậu muốn chịu trách nhiệm với tớ mà thôi. Bùi Đông Lai âm thầm thở dài. Đúng như lời Hạ Y Na nói, sau một lúc suy nghĩ thì cuối cùng hắn đã lựa chọn từ chối Hạ Y Na.
Từ chối không phải là do hắn không động tâm với Hạ Y Na, ngược lại giống như Hạ Y Na nói, vị trí của nàng trong lòng hắn cũng không nhẹ. Từ chối là bởi vì hắn cảm thấy rằng tuy rằng hắn đã thực hiện được lời hứa hẹn với Tần Đông Tuyết, quang minh chính đại dắt tay nàng khỏi Tần gia, nhưng mà vì cái hứa hẹn đó mà Bùi Đông Lai và Tần Đông Tuyết đã trả giá rất nhiều, nhiều đến nỗi Bùi Đông Lai không đành lòng khinh nhờn phần tình cảm kia. Nhưng mà, khi hắn thấy được Hạ Y Na giống như là kỵ sĩ ngồi ở trên người mình, trên giường thấy được đóa hoa hồng tượng trưng cho lần đầu tiên, thì trong lòng Bùi Đông Lai lại dao động. Dao động là bởi vì hắn cảm thấy rằng cô gái trước mặt mình là một người dám yêu dám hận. Dao động là bởi vì hắn cảm thấy thân là một người đàn ông thì hắn cần phải có trách nhiệm. Trách nhiệm. Đây là hai chữ mà từ nhỏ Qua Tử luôn dạy hắn. Vừa đúng mà cũng không đúng. Bùi Đông Lai cười khổ, lau đi nước mắt trên mặt Hạ Y Na. Hạ Y Na vẫn cười nhưng mà so với khóc thì càng khó coi hơn. Đông Lai, thật sự cậu không cần có trách nhiệm vì đối với tớ, đây là kết quả mà tớ không muốn nghĩ tới, bởi vì căn bản tớ không nghĩ sẽ thông qua phương thức này để đạt được tình cảm của cậu, tớ chỉ nghĩ đến khi cậu hết say rồi thì cậu sẽ không biết. Nếu như tớ không có động tâm với cậu thì tớ cần gì phải hao hết tâm tư để giúp Hạ gia, để cứu cha của cậu. Bùi Đông Lai cười khổ. Ách, có lẽ nằm mơ Hạ Y Na cũng không ngờ Bùi Đông Lai sẽ nói những câu này, nàng cả kinh, miệng mở thật to. Cậu thật sự thích tớ, hoặc là nói cậu đã từng thích tớ. Theo bản năng, Hạ Y Na hỏi. Bùi Đông Lai tức giận, vỗ lên khuôn mặt Hạ Y Na. Cậu cho rằng trinh tiết của nam nhân không đáng giá một xu sao? Một giờ trước, tớ còn là Sử Nam, nếu cậu là Phượng Tỷ thì tớ sẽ làm thịt cậu liền. Hô, hô, nghe được câu nói vui đùa của Bùi Đông Lai thì Hạ Y Na kích động không thời, hơi thở của nàng trở nên dồn dập, thân thể cũng không ngừng run lên. Còn Đông Tuyết thì tính làm sao bây giờ? Kích động đi qua, Hạ Y Na không có vì vậy mà cảm thấy vui vẻ. Ngược lại, vẻ mặt của nàng lo lắng nhìn về Bùi Đông Lai, nàng không muốn vì mình mà khiến Bùi Đông Lai không vui. Tớ sẽ giải thích với cậu ta. Bùi Đông Lai cười khổ thở dài một hơi, hắn cũng không muốn tiếp tục lừa đối Tần Đông Tuyết. Hạ Y Na thấy thế thì cắn chặt răng, nói. Như vậy đi, để tớ đi giải thích với cậu ấy. Nếu như cậu ấy không chấp nhận sự xuất hiện của tớ thì tớ sẽ chủ động rời đi. Nhà đầu ngốc, cậu đi giải thích chẳng phải là vừa tô vừa đen sao? Bùi Đông Lai cười khổ. Cậu không cần quan tâm chuyện này, để đó tớ xử lý cho. Còn nữa, tớ không biết lúc nãy tiếng động trong phòng có lớn hay không. Vì không để cho cha mẹ cậu nghi ngờ, cậu nên đi xuống dưới đi. Mắt thấy Hạ Y Na còn muốn nói điều gì, Bùi Đông Lai lại nói. Như thế thì tốt hơn đấy. Hạ Y Na vốn là còn đang lo lắng phải giải thích với Tần Đông Tuyết như thế nào, lúc này nghe Bùi Đông Lai nói như thế thì trên mặt liền xuất hiện một tia thẹn thùng, khuôn mặt bất chi bất giác cũng đỏ lên. Ừ, nàng cúi đầu, đỏ mặt. Nhẹ nhàng lên tiếng sau đó liền cầm quần áo ở dưới đất lên rồi đi vào phòng vệ sinh. Ngô Vũ Trạch từng nói cho Bùi Đông Lai biết rằng nữ nhân luôn là một loài động vật kỳ quái. Mặc dù biểu hiện của các nàng tỏ ra ở trên giường vô cùng dâm đãng, nhưng mà chờ sau khi chú bắn xong thì nàng sẽ trở nên mất tự nhiên. Sẽ không cho chú xem cũng không cho chú sờ vào người của nàng. Bùi Đông Lai vốn là không tin những lời nói này, nhưng mà lúc này thấy Hạ Y Na tỏ ra bộ dáng thẹn thùng như vậy thì hắn lại chẳng những tin mà tỏ ra ngạc nhiên. Tớ đi về phòng đây. Sau khi mặc xong quần áo và sửa sang lại đầu tóc thì Hạ Y Na đi ra khỏi phòng vệ sinh. Nàng nhìn thoáng qua Bùi Đông Lai, thấy Bùi Đông Lai đang tựa đầu vào giường hút thuốc thì nàng biết kế tiếp Bùi Đông Lai sẽ giải thích với Tần Đông Tuyết, cho nên nàng liền nói đi ra. Ừ. Bùi Đông Lai gật gật đầu. Đợi sau khi Hạ Y Na ra khỏi phòng thì liền dập tàn thuốc. Sau đó lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại di động rồi đi đến sát bên cửa sổ. Lúc này đây, khi cầm điện thoại lên, thấy được ảnh chụp của Hạ Y Na trong chiếc điện thoại của mình thì Bùi Đông Lai lại có cảm giác tự trách bản thân mình. Tự trách rất nhiều, cuối cùng Bùi Đông Lai cũng không do dự nữa mà là bấm số của Tần Đông Tuyết. Bùi Đông Lai đồng học, làm phiền giấc ngủ của người khác cũng là một thói quen không tốt ha. Mười mấy giây sau, giọng nói của Tần Đông Tuyết truyền vào trong tai Bùi Đông Lai. Nghe được giọng nói quen thuộc, thân thiết và ôn nhu của Tần Đông Tuyết thì trong lòng Bùi Đông Lai lại càng cảm thấy tự trách, hắn nhìn lên bầu trời đen nhánh, nói. Thật xin lỗi.
Lộp bộp. Đầu bên kia điện thoại, Tần Đông Tuyết mặc đồ ngủ, dựa vào đầu giường nghe được ba chữ thật xin lỗi của Bùi Đông Lai thì nàng liền rung mình. Run sợ rất nhiều, Tần Đông Tuyết vén chăn lên rồi bước xuống giường, đi đến bên cạnh cửa sổ. Đang yên đang lành, tại sao lại nói xin lỗi? Vài giây sau, Tần Đông Tuyết đi đến bên cạnh cửa sổ, cố gắng điều chỉnh cảm xúc một phen, giả vờ thoải mái mà hỏi. Phù! Bùi Đông Lai thở ra một hơi, cắn răng nói. Bởi vì một ít nguyên nhân nên tớ đã tiếp nhận một cô gái. Dầm! Mặc dù Tần Đông Tuyết đã cố gắng tâm tình của mình nhưng mà lúc này nghe được câu nói của Bùi Đông Lai thì trong đầu nàng liền nổ vang một tiếng. Trong lòng nàng giống như là bị kim đâm vào, đau đến cả người run run, nhịn không được mà nhắm hai mắt lại với nhau. Tớ! Bùi Đông Lai cố gắng mở miệng, muốn nói cái gì đó. Là Hạ Y Na à? Không đợi Bùi Đông Lai nói hết thì Tần Đông Tuyết đã chậm rãi mở miệng, đôi mắt nàng hơi đỏ, khẽ cắn môi, nhẹ giọng nói. Bùi Đông Lai nghe vậy thì có chút kinh ngạc. Kinh ngạc là làm sao Tần Đông Tuyết lại biết được chuyện này. Kỳ thật thì trước khi cậu gọi điện đến cho tớ thì tớ đã đoán được rằng Hạ Y Na đã thích cậu từ lâu lắm rồi, hơn nữa vì cậu mà nàng ta cũng trả giá rất nhiều. Nếu nói nàng không có cảm tình với nàng ta thì cậu cũng đã không ra tay giúp đỡ Hạ gia để tiêu diệt tên Từ Vạn Sơn, hơn nữa cậu còn mạo hiểm tính mạng của mình xuất ngoại để cứu cha của nàng nữa. Đối với mọi chuyện này thì nàng vô tình nghe được từ mạng lưới tình báo của Tần gia. Theo bản năng của mình thì nàng cho rằng Bùi Đông Lai làm những thứ này là vì Hạ Y Na, nàng cũng không biết chuyện Bùi Đông Lai dung hợp với linh hồn của Tiêu Phi, càng không biết những lời nhắc nhở của Tiêu Phi đối với Bùi Đông Lai. Thật xin lỗi. Mặc dù Bùi Đông Lai xuất ngoại còn có nguyên nhân khác nhưng mà hắn cũng không có giải thích mà là nói xin lỗi. Hô! Lại nghe Bùi Đông Lai nói ba chữ thật xin lỗi thì Tần Đông Tuyết cắn chặt môi, cố gắng không chảy nước mắt. Nàng mở cửa sổ ra rồi hít lấy một hơi thật sâu. Đông Lai! Gió lạnh thổi vào mặt, Tần Đông Tuyết dần dần bình tĩnh trở lại. Mặc dù là cậu nói cho tớ biết rằng cậu đã tiếp nhận một cô gái khác nhưng mà tớ tin chắc. Cậu gọi điện thoại cho tớ không phải là cậu muốn nói chia tay cùng tớ. Ngược lại là cậu không muốn lừa gạt tớ, cho nên cậu muốn đem những chuyện này nói cho tớ biết. Bùi Đông Lai cũng không cảm thấy kỳ quái khi Tần Đông Tuyết có thể đoán được điều này. Đông Lai, cậu đã rất thẳng thắn với tớ nên tớ cũng nói những gì tớ nghĩ trong lòng cho cậu nghe. Cơn gió thổi qua, Tần Đông Tuyết cũng không có vén những sợi tóc ở trên trán lên mà là nhẹ giọng nói. Mỗi người đều ích kỷ. Đối với nữ nhân mà nói thì ở mặt tình cảm thì sự ích kỷ lại càng được thể hiện rõ hơn. Không có một nữ nhân nào chấp nhận cũng chia sẻ người nam nhân của mình đối với người phụ nữ khác. Ngược lại, mỗi một nữ nhân đều mong muốn, hy vọng người nam nhân của mình có thể toàn tâm toàn ý đối với mình. Bùi Đông Lai không phản bác được. Tớ là nữ nhân, tớ cũng như vậy. Nói tới đây thì trong lòng Tần Đông Tuyết lại cảm thấy đau đớn. Cho nên, khi nghe được vừa rồi cậu nói tiếp nhận một người con gái thì lòng của tớ rất đau, rất khó chịu. Nói xong, thì Tần Đông Tuyết rơi lệ. Rất khó chịu nhưng mà tớ cũng cảm thấy may mắn vì chính miệng cậu đã nói cho tớ biết chứ không phải là gạt tớ. Sau khi nước mắt chảy xuống, biểu tình Tần Đông Tuyết dần dần trở nên yên tĩnh trở lại. Đông Lai, kỳ thật thì tớ luôn chú ý đến cậu, đồng dạng cũng luôn chú ý với những người bên cạnh cậu. Sự việc ở quân huấn, sự việc ở khách sạn Hồng Tử Cáp, trong những chuyện này thì Hạ Y Na đều cố gắng lợi dụng năng lực của Hạ gia để trợ giúp cậu, điều này cũng đủ để chính mình nàng và tớ đều giống nhau, đều thích cậu. Bởi vì, chỉ có khi một người phụ nữ yêu một người nam nhân mới có không tiếc hy sinh lợi ích của gia tộc để đi giúp nam nhân kia. Cô ấy chẳng những hy sinh lợi ích một lần hơn nữa lúc nào cô ấy cũng luôn làm bạn với cậu trong những lúc cậu cảm thấy gian khổ nhất. Tần Đông Tuyết nói xong thì khẽ thở dài. Mà tớ, trừ bỏ việc thông qua mạng lưới tình báo của Tần gia chú ý đến cậu thì việc gì tớ đều không làm được. Đông Tuyết, nghe được những lời này của Tần Đông Tuyết thì trong lòng Bùi Đông Lai chấn động. Hắn biết không phải Tần Đông Tuyết không muốn giúp hắn mà là Tần Đông Tuyết biết hắn muốn tự thông qua bản thân mình, cố gắng đi vào Tần gia. Đông Lai, lúc nãy tớ đã nói qua, tớ và những nữ nhân khác đều giống nhau, đều là kẻ ích kỷ, nhất là về phương diện tình cảm. Cho nên, nếu tớ nói với cậu rằng tớ không để ý đến chuyện cậu tiếp nhận Hạ Y Na thì đó chính là nói dối cậu cũng như nói dối bản thân mình. Nhưng mà,
chính miệng cậu nói cho tớ biết bởi vì một ít nguyên nhân nên cậu mới tiếp nhận Hạ Ina, như vậy thì tớ sẽ không hỏi nguyên nhân cụ thể nữa. Tớ tôn trọng lựa chọn của cậu. Tần Đông Tuyết ngẩng đầu nhìn bầu trời, nước mắt tôn như mưa. Tôn trọng là bởi vì tớ cảm thấy được Hạ Ina trả giá cũng không ít hơn tớ, cô ấy còn làm được những chuyện mà tớ không làm được. Tôn trọng là bởi vì, có một nữ nhân gọi là Tần Đông Tuyết, đời này nàng ta chỉ làm vợ của Bùi gia, chết không hối hận. Trầm mặc. Nghe những lời ra từ trong lòng của Tần Đông Tuyết thì Bùi Đông Lai trầm mặc như trước. Hắn liền cảm thấy trong lòng mình vô cùng cảm động, làm cho hắn há miệng, nhưng không biết nên nói cái gì đó. Gia gia tớ muốn để cậu cùng Bùi Thúc đến Tần gia ăn Tết. Một hơi nói hết tiếng lòng, Tần Đông Tuyết chỉ cảm thấy phần đau đớn trong lòng đã đớn giảm bớt rất nhiều, nàng nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt, nói sang chuyện khác. Hô! Bùi Đông Lai đẩy cửa sổ ra để cho thoáng, nói. Tớ sẽ nói với Qua Tử một tiếng, hẳn là không thành vấn đề. Được. Tần Đông Tuyết nói xong, lại nhớ ra cái gì đó, trong giọng nói toát ra lo lắng thật sâu. Dựa vào tin tức mà Tần gia lấy được thì lần này cậu vì xuất ngoại cứu Hạ Hà nên đã đắc tội với tổ chức ngầm lớn nhất châu Âu là Thần Võng, đúng không? Đúng cũng không đúng. Bởi vì đã cùng Tần Đông Tuyết đặt bài xuống. Hơn nữa tiêu trừ ngăn cách trong lòng, giải khai khúc mắc, Bùi Đông Lai không giấu giếm nữa, mà là chi tiết nói. Tới đi Thái Lan một mặt là bởi vì cứu Hạ Hà, về phương diện khác cũng là hướng về phía Thần Võng đi. Vì sao? Tần Đông Tuyết khó hiểu. Cậu hắn đã nghe qua Tiêu Phi của Tiêu gia. Bùi Đông Lai không đem chuyện bản thân mình dung hợp với Tiêu Phi nói ra Tần Đông Tuyết biết, hắn đem những lời đã từng nói cho Trần Anh, lặp lại một lần nữa. Trước kia tớ cùng Tiêu Phi từng có vài lần duyên phận, hắn từng dạy ta không ít đồ vật này nọ, được cho là sư phụ của tớ. Mà theo ta được biết hơn một năm trước khi hắn đang làm một nhiệm vụ thì bị người của Thần Võng ám sát, tớ muốn vì hắn mà báo thù. Ngoài ra, tớ còn nhận được tin tức, Thần Võng muốn đem thế lực xâm nhập vào quốc nội, làm ra những chuyện tình bất lợi với quốc gia. Thì ra là thế. Đối với việc trong nửa năm Bùi Đông Lai đã trở nên có năng lực tác chiến cường đại thì Tần Đông Tuyết đã có chút nghi ngờ, lúc này nghe Bùi Đông Lai vừa nói như thế thì tỉnh ngộ, theo sau lại nhíu mày. Vậy cậu tính toán làm như thế nào? Tiêu diệt Thần Võng. Bùi Đông Lai như đinh đóng cột nói. Bá! Tuy rằng đoán được Bùi Đông Lai cần làm như vậy, chính là nghe được lời nói như đinh đóng cột của Bùi Đông Lai, cảm nhận được quyết tâm của Bùi Đông Lai thì trong lòng Tần Đông Tuyết không khỏi chấn động. Sau đó tỏ ra lo lắng, nói. Tớ biết không thể ngăn cản cậu làm chuyện này nhưng mà cậu nhất định phải cẩn thận, tớ không cho phép cậu xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn. Tớ sẽ. Bùi Đông Lai chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn. Ngữ khí lại vô cùng kiên định. Đây là lần thứ hai tớ hứa với cậu. Tục ngữ nói, làm hết khả năng, nghe thiên mệnh, có một số việc không cần bắt bản thân phải miễn cưỡng, dù sao gánh nặng này cũng quá nặng. Tớ sợ nó sẽ đè sập cậu. Mặc dù đã nghe được lời hứa hẹn của Bùi Đông Lai nhưng trong lòng của Tần Đông Tuyết vẫn còn vô cùng lo lắng. Làm hết sức, không thẹn với lương tâm thì tốt. Cảm ơn cậu Đông Tuyết. Trong lòng Bùi Đông Lai vô cùng cảm động. Cảm ơn tớ cái gì? Tần Đông Tuyết hừ nhẹ nói. Ách! Bùi Đông Lai há to mồm, không phản bác được. Nếu như là cảm ơn những chuyện vừa rồi thì không cần bởi vì tớ đã là vị hôn thê của cậu, tương lai còn có thể là vợ của cậu, chuyện của cậu chính là chuyện của tớ, tớ sẽ không cùng cậu kề vai chiến đấu nhưng luôn ở sau lưng, ủng hộ cậu. Tần Đông Tuyết ôn nhu nói xong, theo sau lại sợ lời nói này sẽ mang đến áp lực cùng tự trách cho Bùi Đông Lai, thì đột nhiên lại biến đổi, làm ra một bộ dạng trang bức. Còn nếu như muốn cảm ơn tớ đồng ý cậu nhận Hạ Ina thì miễn. Tớ bây giờ vẫn còn rất giận cậu xem nên bồi thường cho tớ thế nào đi. Bùi Đông Lai nghe vậy, chỉ cảm thấy trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, lại một chữ cũng nói không nên lời. Hai, tớ mệt rồi. Mắt thấy Bùi Đông Lai trầm mặc, Tần Đông Tuyết giả vờ ngáp một cái, sau đó nói. Tớ đi ngủ đây, cậu cũng ngủ sớm một chút. Ừ, chúc ngủ ngon. Chúc ngủ ngon. Đô, đô. Sau khi tạm biệt xong thì đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng đô. Đô. Đầu bên kia điện thoại, Tần Đông Tuyết ngồi ở trên giường, nhưng không có đi vào giấc ngủ, mà là dựa vào ở đầu giường. Dưới ánh đèn, vẻ mặt của nàng tỏ ra lo lắng khi biết Bùi Đông Lai muốn diệt trừ Thần Võng. Cùng lúc đó,
cùng lúc đó, kinh thành một tòa khác tứ hợp viện khác. Trong thư phòng tứ hợp viện, Diệp Thạch mặc đồ ngủ, ngồi ở bàn cờ trước, tay cầm cờ trắng mà Diệp Tranh Vanh thì ngồi đối diện, tay cầm cờ đen. Trên bàn cờ đã đặt không ít cờ, xem ra thì cờ trắng đã bị áp chế nhưng phòng tuyến phòng thủ lại vô cùng kiên cố, ngược lại cờ đen thì nhìn khí thế có vẻ hung mãnh nhưng lại có lưu hậu hoạn, chỉ cần hơi mất chú ý là sẽ bị cờ trắng nuốt lại, thua cả bàn cờ. Ra ra, thế cờ hôm nay của ông không đúng à? Mắt thấy hôm nay Diệp Thạch đánh cờ không giống với cách trước đây thì Diệp Tranh Vanh nhịn không được nói. Diệp Thạch mỉm cười. Như thế nào mà không đúng? Gia Gia đang để con chiếm thượng phong. Diệp Tranh Vanh cười nói một câu, theo sau thấy Diệp Thạch không có tỏ thái độ, lại nhìn thoáng qua bàn cờ, đột nhiên bừng tỉnh. Gia Gia, bàn cờ này nhìn qua thì giống như trận quyết đấu bây giờ của chúng với cha con Diệp Gia. Người cầm cờ trắng đại biểu cho Diệp Gia mà trong tay con là cờ đen đại biểu cho Bùi Gia. Nói xong, vẻ mặt Diệp Tranh Vanh tỏ ra khiếp sợ nhìn vào Diệp Thạch, ở hắn xem ra Diệp Thạch thông qua chơi ở dưới điều kiện là hắn không có phát hiện ra, để ở trên bàn cờ chế tạo ra cục diện trước mắt giữa Bùi Gia và Diệp Gia, phần cái nhìn về đại cục này đủ để cho hắn cúng bái. Cuối cùng cháu cũng không phải rất ngốc. Diệp Thạch mỉm cười rồi lại hạ cờ. Ân, cờ hạ xuống. Sắc mặt Diệp Tranh Vanh không khỏi biến đổi. Bởi vì một quân cờ này của Diệp Thạch đã làm cho thế cờ biến đổi, cờ đen khí thế như cầu vòng trong nháy mắt lâm vào tuyệt cảnh. Sát chiêu! Cháu thua rồi! Diệp Tranh Vanh cẩn thận nghiên cứu bàn cờ cả nửa ngày, phát hiện không thể phá giải sát chiêu của Diệp Thạch thì chủ động nhận thua, đồng thời liên nghĩ tới điều gì? Thử tính hỏi. Ra ra, con cờ này của người vừa rồi ở trong hiện thực chính là thần võng sao? Đúng nhưng cũng không hoàn toàn. Diệp Thạch cầm lấy chén trà, nhấp một ngụm trà, tinh quang trong mắt lóe lên. Chính xác ra con cờ này là đại biểu cho thế lực ngầm ở cảnh ngoại. Ra ra, theo cháu được biết thì 2 ngày trước vì muốn cứu Hạ Hà nên Bùi Đông Lai đã đi đến Thái Lan, mà thủ lĩnh của thần võng tại Thái Lan trong lúc này cũng đã mất mạng, hẳn là hắn gây nên, kể từ đó, thần võng chắc chắn sẽ không bỏ qua. Trừ lần đó ra, còn có nào thế lực ngầm ngoại cảnh nào muốn đối phó hắn? Tục ngữ nói, rút dây động rừng, Bùi Gia đứng cao, lấy việc không muốn nhận thua, thích hành sự nghịch thiên. Diệp Thạch cười lạnh, nói, nếu hắn dám ra tay một lần thì sẽ có lần thứ hai, còn về phần thế lực cảnh ngoại thì hắc, theo ta được biết, lúc trước cháu của gia chủ Thôi Gia SQ đã chết trong tay Bùi Đông Lai ở trận đua xe ở Đông Hải. Thôi ra tuy rằng luôn luôn không có ra tay, chẳng qua là bởi vì không có tìm được cơ hội thôi. Mà trừ bỏ thần võng cùng Thôi ra ra thì bởi vì tên tiểu tử kia đã nhúng chàm vào hắc kim, bởi vì ích lợi cho nên đã đụng đến nhiều thế lực ngầm khác ở bên cảnh ngoại. Vẫn là ra ra nhìn xa. Diệp Tranh Vanh tỉnh ngộ, một bộ dáng thụ giáo, theo sau trầm ngâm một chút, nói. Một khi Bùi Đông Lai chết ở ngoại quốc thì Bùi Vũ Phu tất sẽ ra tay. Bởi vì như vậy chẳng những cha con Bùi Gia sẽ vì quốc gia đối phó với những thế lực ngầm cảnh hoại, hơn nữa những việc làm trước đó của bọn chúng sẽ tan thành mây khói. Nói xong, Diệp Tranh Vanh không khỏi cảm thán bố cục cũng những đại nhân vật này thật sự quá sâu, làm cho lòng người sinh kính sợ. Tranh Vanh, mặc dù cháu rất xuất sắc trong những đứa bạn cùng tuổi nhưng mà cháu vẫn còn quá trẻ, chuyện trải qua còn rất ít. Diệp Thạch trầm ngâm một lát, nói. Mặt khác. Thời gian dạo chơi của cháu ở Yên Kinh cũng quá lâu rồi, thời điểm này cần phải đi xuống tôi luyện, cháu hãy chuẩn bị đi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì năm sau cháu sẽ đi xuống. Đã biết, Gia Gia. Thân là nhân vật lĩnh quân đời thứ tư của Diệp Gia thì Diệp Tranh Vanh tự nhiên biết được con đường làm quan của hắn so với người thường là hoàn toàn khác nhau, trên căn bản là sự di chuyển qua lại giữa Yên Kinh và những địa phương khác. Tốt lắm, thời gian không còn sớm, cháu trở về đi. Diệp Thạch khoát tay áo. Gia Gia, ngài cũng đi ngủ sớm một chút, chú ý thân thể. Diệp Tranh Vanh cúi đầu, rời khỏi thư phòng, cùng thư ký Diệp Thạch lên tiếng chào hỏi, sau đó một mình lái chiếc xe hơi rời khỏi Hoàng Gia Lâm Viên. Bùi Đông Lai à Bùi Đông Lai, tục ngữ nói, tâm cao ngất, mạng so với giấy bạc, tao vốn còn đợi cha của mày chết ở nước ngoài rồi sau đó khai đao với mày, hiện giờ xem ra, căn bản không cần ta động thủ à. Sau khi lái xe ra thì Diệp Tranh Vanh châm một điếu thuốc, cười lạnh nói. Cũng như lời của Gia Gia tao, tao không cần phải phân cao thấp với hạng thảo căn như mày, mày vĩnh viễn cũng không có đủ tư cách để làm đối thủ của tao.
Còn về phần Tần Đông Tuyết, một khi cha con Bùi gia chúng mày chết đi, lấy tác phong gió chiều nào xoay chiều ấy của Tần gia thì nói vậy bọn hắn sẽ tự mình đưa nàng ta đến cho tao, đến lúc đó cho dù Tần Đông Tuyết có khó, quỳ xuống cầu xin ở một chỗ với tao thì tao cũng sẽ không nhìn thẳng vào nàng, tao sẽ cho nàng biết được nàng đã hối hận khi chọn lấy mày. Nói xong, Diệp Tranh vanh mở cửa sổ ra, tàn thuốc trong tay rơi xuống, khuôn mặt của hắn lộ ra vẻ xạo quần. Giờ khắc này, hắn đã quên đi chuyện ở buổi thảo luận kinh tế. Hắn cũng đã quên đi chuyện ở khách sạn Yên Kinh, hắn bị Bùi Đông Lai tát vào mặt một cái nhưng lại không dám phản kích. Có câu chó không bỏ thói quen ăn phân, có một số người không có trí nhớ. Nạp Lan Minh Châu như thế, Diệp Tranh vanh cũng thế. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sáng sớm, khi mặt trời đỏ lộ ra khỏi đường chân trời, ánh dạng đông bắt đầu hiện lên. Trong tòa thành Siang Deli ở nước Pháp, nơi này chính là tổng bộ của thần võng ở châu Âu, chủ nhân của tòa thành này chính là Odin Wilson, chủ nhân của thần võng cũng là người nắm quyền thế giới ngầm. Trong đại điện của toàn thành, Odin Wilson tự phong cho mình là thần đang ngồi trên một chiếc khô lâu vương tọa, toàn thân mặc một chiếc hắc bào, thêm nữa là đại điện lại một mảnh tối đen, căn bản không cách nào làm cho người nào thấy rõ bộ mặt của hắn, chỉ có thể nhìn thấy được đôi mắt có chút dọa người của hắn. Tôn quý chi thần. Cách khô lâu vương tọa 10 mét, một gã nam nhân mặc áo choàng màu đen, thành kính hành lễ về phía Odin. Gen cơn, sự tình điều đã điều tra xong rồi sao? Trong đại điện tối đen vang lên lời nói của Odin, thanh âm kia không ngừng quanh quẩn trong đại sảnh, giống như là ma âm đến từ địa ngục. Bẩm tôn quý chi thần, đã điều tra xong, con trai của vũ thần Trung Quốc đã đi tới Thái Lan, lợi dụng lão đại của Thái Lan là Thái Hổ cùng dòng binh đoàn Sa Tăng, thiết kế hãm hại Ốt Thiếu gia, hơn nữa còn giết toàn bộ người chúng ta đã phái đến Đông Nam Á, làm cho kế hoạch đưa người của chúng ta vào Đông Nam Á thất bại. Thân là đoàn trưởng thần vệ cũng thủ lĩnh thị vệ của thần võng, giọng nói của Gen trầm xuống, trong giọng nói mang theo vài phần tức giận. Dân là bởi vì hắn cảm thấy được quyền uy của thần võng đã bị khiêu khích. Con trai của vũ thần Trung Quốc sao? So sánh với Gen mà nói thì Odin lại không có tỏ ra tức giận, mà là có vài phần tò mò. Tôn quý chi thần, dựa vào tin tức chúng ta nhận được thì hắn đã quay trở về Trung Quốc. Gen thỉnh chiến, bất quá chỉ cần tôn quý chi thần truyền mệnh lệnh xuống thì thuộc hạ nhất định sẽ chém đầu hắn xuống để báo thù cho Ốt thiếu gia. Ốt tuổi trẻ khí thịnh, nóng lòng biểu hiện, sớm hay muộn cũng sẽ gặp chuyện, nhưng mà lại đến hơi sớm, bất quá, dù sao thì hắn cũng là nghĩa tử của ta, phần thù này tự nhiên là sẽ báo, nhưng không phải hiện tại. Odin hơi trầm ngâm, nói. Người Trung Quốc tôn sùng ngày trăng trong, chờ đêm trăng trong ta sẽ đích thân giết chết vũ thần Trung Quốc, sau đó bóp chết con hắn cũng không muộn, Gen, truyền mệnh lệnh xuống, bảo Dracula vào ngày Tết âm lịch của Trung Quốc, lấy danh nghĩa của ta hạ chiến thư cho vũ thần Trung Quốc, thời gian là đêm trăng tròn. Vâng, tôn quý chi thần. Gen cung kính lĩnh mệnh, từ từ lui ra. Cùng lúc đó là buổi chiều ở Tokyo. Trong một trang viên dưới chân núi Phú Sĩ. Chủ nhân của trang viên này chính là gia chủ Đằng gia của Nhật Bản, hội trưởng hội tam hợp Đằng Xuyên Nguyên. Đối với người thường mà nói thì sơn khẩu tổ giống như sấm ở bên tai, được xưng là bang hội xã hội đen lớn nhất ở Nhật Bản, là một trong những tổ chức phản động toàn cầu, mà đối với một số người có thân phận trong thế giới ngầm thì bọn hắn biết rõ sơn khẩu tổ chỉ là người phát ngôn của hội tam hợp mới chính là người cầm quyền chân chính của thế giới ngầm Nhật Bản. Hội tam hợp dựa vào tài phiệt làm công cụ bảo đảm, lòng đầu của hội tam hợp cùng với những vị tài phiệt của Nhật Bản sẽ họp lại rồi nghiên cứu quyết định. Đây cũng là nói hội tam hợp chẳng những nắm trong tay thế giới ngầm ở Nhật Bản, mà lại thẩm thấu vào ba giới chính, thương, quân. Lực ảnh hưởng không thể tưởng tượng được. Tất cả chuyện này đã làm cho hội tam hợp trở thành một thế lực có sức ảnh hưởng lớn ở Nhật Bản. Thúc thúc. Trong thư phòng trang viên số 1 của biệt thự Đằng gia. Đằng Dã người được xưng là thiên tài võ học số 1 của Nhật Bản thân mặc một bộ võ sĩ phục mà trắng, quỳ trên mặt đất, vẻ mặt cung kính mở miệng. Ngồi trước hắn vài em mờ chính là một người đàn ông trung niên. Hắn không phải người khác, đúng là long đầu của hội tam hợp Đằng Xuyên Nguyên. Tóc trên đầu hắn được cắt ngắn, khuôn mặt giống như đao, góc cạnh rõ ràng, mặc trên người một bộ kimono. Ánh mắt của hắn cũng không sắc bén. Nhưng khi quét đến trên người ngươi thì giống như sử dụng thuật đọc tâm thông thường, những nhân vật có ít tiếng tăm, khi ngồi trước mặt hắn thì dường như bị hắn nhìn thấu hết tâm tư.
Tiểu Dã. Nhìn Đằng Dã quỳ ở đó thì trên mặt Đằng Xuyên Nguyên lộ ra vẻ tươi cười vui mừng. Lần này cháu xuất quan sớm hơn so với dự định, chẳng lẽ là cháu đã đạt tới bình cảnh rồi sao? Vâng, thúc thúc. Vẻ mặt Đằng Dã cung kính đáp. Nhẫn thuật của cháu đã đạt đến lục đoạn đỉnh phong, hơn nữa lại có thể bước lên thất đoạn, nhưng thủy chung lại không thể đột phá, cho nên sư phụ mới cho cháu xuất quan, muốn cháu chiến đấu để đột phá cực hạn. Chúc mừng cháu, Tiểu Dã. Đằng Xuyên Nguyên nghe vậy không khỏi vui vẻ, thân là long đầu của thế giới ngầm ở Nhật Bản thì hắn biết rõ, nhẫn thuật lục đoạn ở giới võ học Nhật Bản đã được gọi là đại sư võ học, người có thể đạt tới cảnh giới này không có mấy người, còn về phần nhẫn thuật thất đoạn thì là thực lực của tông sư võ học. Đúng rồi, thúc thúc, sư phụ cháu cũng xuất quan. Đằng Dã lại nói, tại sao hắn lại xuất quan? Nghe được tin tức này thì Đằng Xuyên Nguyên cũng ngẩn ra, sau đó trong lòng hắn vừa động. Nhẫn vì muốn báo thù cho cha của mình nên đã phong đao mấy chục năm, hiện giờ xuất quan, chẳng lẽ là muốn đi Trung Quốc khiêu chiến Bùi Vũ Phu sao? Vâng, thúc thúc. Thị huyết quang mang trong mắt Đằng Dã lóe lên. Sư phụ muốn chém giết tên đó, còn cháu muốn giết chết đứa con của hắn. Đằng Xuyên Nguyên nghe vậy, nhất thời trầm mặc. Trầm mặc là bởi vì hắn cũng không xa lạ gì với Bùi Vũ Phu. Ngược lại đối với chuyện 18 năm trước của Bùi Vũ Phu thì hắn đã nắm rõ như lòng bàn tay. Tiểu Dã, nhẫn thuật của sư phụ cháu đã đạt tới cảnh giới gì rồi? Sau khi trầm mặc một lúc thì Đằng Xuyên Nguyên lại mở miệng hỏi. Đạt tới nhẫn thuật cửu đoạn rồi sao? 10 năm trước thì người đã đạt đến nhẫn thuật cửu đoạn. Nhắc tới sư phụ của mình, ánh mắt Đằng Dã liền tỏ ra sùng bái. Hiện giờ người đã bước qua cánh cửa nhẫn thuật cửu đoạn này rồi. Đạt đến một cảnh giới mà người ta không thể tưởng tượng được. Trong 200 năm qua thì Nhật Bản chỉ có một người vượt qua được nhẫn thuật cửu đoạn, ngay cả cha của nhẫn cũng không làm được, không nghĩ tới nhẫn có thể làm được, chẳng trách hắn lại muốn xuất quan khiên chiến Bùi Vũ Phu. Lời nói của Đằng Dã khiến cho Đằng Xuyên Nguyên cả kinh, sau đó hai đấm nắm chặt lại, mơ hồ có chút kích động. 20 năm trước, Bùi Vũ Phu đem phân hội tam hợp ở Trung Quốc diệt sạch. Làm cho 20 năm qua hội tam hợp chưa thể đặt chân nửa bước vào Trung Quốc, nếu nhẫn đã vượt qua nhẫn thuật cửu đoạn, như vậy Bùi Đông Lai tất nhiên sẽ chết dưới bố đô ngự hồn của hắn, hội tam hợp cũng sẽ bước vào lãnh thổ Trung Quốc kia, làm tiên phong cho đế quốc Nhật Bản chúng ta. Vâng, thúc thúc. Đằng Dã còn vô cùng tín nhiệm nhẫn hơn Đằng Xuyên Nguyên, thậm chí có thể dùng sùng bái mù quáng để hình dung. Tiểu Dã. Tuy rằng sư phụ của cháu có thể giết chết tên Bùi Vũ Phu nhưng mà trong quân đội và dân gian của đám người Trung Quốc kia cũng không thiếu cao thủ, vì để cho hội tam hợp có thể thuận lợi cắm rễ ở Trung Quốc thì sau khi chuyện này kết thúc, cháu hãy ở lại gia tộc một năm, huấn luyện nhẫn đường cho ta. Đằng Xuyên Nguyên nghĩ nghĩ, nói. Một năm sau, nếu như cháu không muốn tiến vào cao tầng của gia tộc, một lòng theo đuổi nhẫn thuật thì thúc thúc cũng không ngăn cản cháu. Vâng thúc thúc. Đằng Dã cung kính lĩnh mệnh. Tốt lắm, cha, mẹ cùng đệ đệ của cháu đang ở nhà chờ cháu hãy trở về đi. Đằng Xuyên Nguyên nói xong, lại nói. Mặt khác, cháu hãy để đệ đệ của cháu là Đằng Tỉnh đến nơi này của ta một chuyến. Đã biết, thúc thúc. Đằng Dã cúi người chào, rời khỏi thư phòng của Đằng Xuyên Nguyên. 10 phút sau, Đằng Dã có mặt ở trang viên số 3 để gặp mặt cha mẹ cùng đệ đệ của mình. Anh, như vậy mà anh đã xuất quan. Chẳng lẽ nhẫn thuật của anh đã đạt đến bình cảnh rồi sao? Trong biệt thự, vẻ mặt Đằng Tỉnh kích động hướng Đằng Dã hỏi. Kích động là bởi vì hắn biết, người nhà hắn có thể chen chân vào trung tầng của Đằng gia, trừ việc cha của hắn là một người tài giỏi ra thì cũng có liên quan rất lớn đến Đằng Dã. Ở khu vực võ học thì Đằng Dã có thành tựu rất lớn, điều này đã làm cho người nhà bọn hắn thậm chí là cả Đằng gia có địa vị ở Nhật Bản càng thêm hiển hách. Tuy rằng Đằng Dã từ nhỏ đã theo đuổi nhẫn thuật, nhưng cũng có vài lần về thăm nhà cho nên tình cảm đối với Đằng Tỉnh cũng khá tốt. Anh, vậy lần này đối thủ khiêu chiến của anh là ai? Đằng Tỉnh hỏi. Người Trung Quốc. Đằng Dã cười lạnh. Người Trung Quốc. Đằng Tỉnh ngẩn ra. Thúc thúc có chuyện muốn tìm em đó. Đằng Dã thấy thế, không tiếp tục cùng Đằng Tỉnh nói lời vô nghĩa. Chẳng lẽ bởi vì thực lực của anh Chết A tăng lên nên thúc thúc mới an bài chức vị mới cho ta sao? Trong lòng Đằng Tỉnh vui vẻ, liền đi tới biệt thự số 1. Thúc thúc, người tìm cháu. Đi vào thư phòng biệt thự số 1, Đằng Tỉnh cung kính hành lễ đối với Đằng Xuyên Nguyên. Tương lai không lâu sau,
hội tam hợp sẽ tiến vào Trung Quốc, làm tiên phong cho đế quốc Nhật Bản. Đằng Xuyên Nguyên Hành Văn gãy gọn, nói. Nam Cảng là nơi đầu tiên, trước kia Nam Cảng có Đông Tinh và Hồng Kinh, con trai của Bùi Vũ Phu đã dùng thủ đoạn huyết tinh để chen chớ vào, tuy rằng đã uy hiếp hắc đạo Nam Cảng nhưng mà một khi Bùi Vũ Phu bị giết thì lực uy hiếp của con trai hắn sẽ biến mất. Cháu hãy chuẩn bị một chút, hai ngày nữa hãy đến Nam Cảng, lấy cớ làm hợp tác với công ty giải trí Nam Cảng để tiếp xúc, đánh dẹp cơ sở bọn chúng. Vâng thúc thúc. Vẻ mặt Đằng Tỉnh tỏ ra kích động mà trả lời, hắn biết rõ nếu hắn hoàn thành nhiệm vụ này thì hắn có thể chen chân vào trung tâm của Đằng gia. Chấm. Cùng lúc đó, thì Bùi Đông Lai từ Thái Hổ và Jason biết được tình huống ở Đông Nam Á, Thái Hổ thân là mồi, hấp dẫn thành viên khác của Thần Võng tiến vào Thái Lan, cuối cùng làm cho toàn bộ thành viên của Thần Võng bị cảnh sát, quân đội của Thái Lan cùng dòng binh đoán Sa Tăng âm thầm diệt sạch. Biệt thự Hạ gia. Biết được tất cả chuyện này, Bùi Đông Lai nghiêm mặt nói chuyện với Jason thông qua điện thoại vệ tinh. Jason giáo quan, tuy rằng các người che giấu rất khá, nhưng là ta tin tưởng lấy tình báo của Thần Võng thì muốn điều tra các vị cũng không khó. Vì đề phòng Thần Võng trả thù nên các vị hắn đến Nam Cảng để nghỉ ngơi một lát. Tiểu tử, Nam Cảng đúng là địa bàn của cậu, cậu tính toán để cho ta xây dựng căn cứ dòng binh đoàn Sa Tăng ở đó sao? Jason đoán được dụng ý của Bùi Đông Lai. Vâng. Jason giáo quan, các vị hãy lập tức khỏi hành, ta cũng sẽ đến Nam Cảng, những chuyện khác khi gặp mặt chúng ta sẽ bàn kỹ hơn. Bùi Đông Lai nghĩ nghĩ, quyết định trước đi tới Nam Cảng, dù sao hắn cũng biết dòng binh đoàn Sa Tăng có vô số tác dụng đối với hắn. Một hồi gió mưa đã bắt đầu nổi lên. Nam Cảng trở thành nơi đầu tiên của vùng lốc xoáy. Buổi sáng 9 giờ trong một phòng hội nghị của tỉnh ủy Tây Nam, các vị đại lão đang tham dự buổi họp đầu tiên trong năm. Chủ đề hội nghị cũng rất đơn giản cũng rất cũ, tổng kết công tác năm cũ, an bài công tác trong năm nay. Các đồng chí, hiện tại hội nghị đã bước vào chỗ quan trọng nhất, hiện tại đồng chúng ta hãy biểu quyết để đồng chí Cao Thế Toàn đảm nhận chức vụ phó XX tỉnh. 11 giờ, một người ngồi ở vị trí đầu tiên, mở miệng nói. Bên tai vang lên nói của người này thì toàn bộ mọi người đều nhìn về phía Cao Thế Toàn thì có thể thấy trên mặt của Cao Thế Toàn không có lấy nửa điểm vui sướng. Ngược lại tâm tình của hắn có chút mất mát. Tất cả chuyện này bởi vì hắn đã giúp Bùi Đông Lai xử lý chuyện của Từ Vạn Sơn. Nhìn thì dường như hắn được đề bạt lên cấp phó tỉnh, nhưng mà trên thực tế thì hắn lại bị người ta dùng ám chiêu, bị ném tới một nơi có vị trí cũng như không, con đường làm quan cứ như thế mà chấm dứt. Nhưng mà, đối với Cao Thế Toàn mà nói thì nếu nói việc đó hắn đứng về phía Bùi Đông Lai thì đã hoàn toàn rạch mặt với Diệp gia. Nhưng mà kết cục bây giờ của hắn cũng đã khá lắm rồi. Hiểu được điểm này thì không riêng gì Cao Thế Toàn mà những người trong này liền vỗ tay, sau đó liền nhìn thoáng qua Diệp Hạo Nhiên ngồi ở bên cạnh. Ở nhóm bọn hắn xem ra, Cao Thế Toàn vì muốn giúp Bùi Đông Lai, nên đã đối lập với Diệp Hạo Nhiên, có kết quả như thế này cũng là vô cùng may mắn rồi. Giống như nhiều cuộc họp khác, cuối cùng việc Cao Thế Toàn đảm nhiên phó chính hiệp tỉnh Tây Nam cũng được mọi người thông qua. Sau giờ ngọ, một chiếc Audi A7 cùng một chiếc Audi A8, dưới sự hộ tống của hai chiếc Mercedes-Benz S350, đi đến sân bay Xuân Thành. Sáng nay Cao Thế Toàn đã nhậm chức, trở thành phó hiệp chính tỉnh Tây Nam. Trong xe, Hạ Hà đem tin tức mình mới nhận được nói cho Bùi Đông Lai, nhưng mà trong lòng cảm thán lực uy hiếp của Bùi Đông Lai thật sự mãnh liệt đến nổi làm cho Cao Thế Toàn đứng về phía đối lập với Diệp Hạo Nhiên. Hắn đã tránh được họa. Lên như thế là đủ rồi. Bùi Đông Lai cười nhẹ, đánh giá một câu, cảm giác giống như việc này không có liên quan gì đến bản thân Bùi Đông Lai hắn vậy, mà trên thực tế đúng là như vậy, con đường làm quan của Cao Thế Toàn phát sinh biến hóa là do có sự có mắt của Bùi Đông Lai ở Tây Nam này. Tiểu tử, lấy thế lực hiện tại của cậu ở quốc nội thì không thành vấn đề gì nhưng mà ở quốc ngoại thì rất nguy hiểm. Hạ Hà biết rõ Bùi Đông Lai cùng với tổ chức Thần Võng sẽ không chết không ngừng. Cũng biết Bùi Đông Lai đã tiếp nhận Hạ Y Na, nhịn không được mà nhắc nhở. Vì muốn để giảm bớt đề phòng, ta đề nghị cậu không nên xuất ngoại, ít nhất là trước khi đạt đến hóa kính thì cậu không cần đi ra quốc ngoại. Vâng, Bùi Đông Lai cũng biết lấy trước mắt thế lực, nóng lòng đi diệt trừ Thần Võng, không khác người ngốc nói mê, chỉ có thể đi từng bước. Tiểu tử, vốn là cậu đã cứu Hạ gia chúng ta, lại trở thành con rể Hạ Hà ta. Về tình về lý thì ta hẳn là đem tập đoàn Hạ Thị giao lại cho cậu. Thấy Bùi Đông Lai gật đầu,
Hạ Hà yên lòng, cười trêu ghẹo, nói. Bất quá ta cũng biết, lấy năng lực kiếm tiền trước mắt của tập đoàn Đông Hải thì tập đoàn Hạ Thị nếu nhập vào tập đoàn Đông Hải thì cũng chỉ là dệt hoa trên gấm. Một khi đã như vậy, ta sẽ không làm điều thừa, ta tính toán đợi sau khi Ina tốt nghiệp thì để nó tới tập đoàn Hạ Thị xử lý của cải bạch đạo, cậu có ý kiến gì không? Hạ Thúc. Bùi Đông Lai cười khổ, cố gắng nói cái gì đó. Hạ Hà thật lưu manh. Cứ định như vậy. Được. Hạ Hà biết rõ tính tính của Hạ Hà cho nên cũng không nói gì thêm. 20 phút sau, 4 chiếc xe hơi đến sân bay, Hạ Hà mang theo Bùi Đông Lai đi ra, còn Tống Hân cùng Hạ Ina thì ở bên chiếc Audi A8 bên cạnh đi ra rồi vào sân bay. Tiểu tử, gặp lại Vũ Phu thì giúp ta chuyển lời cho hắn, 20 năm trước hắn đã đoạt đi nữ thần của ta, hiện tại con trai hắn đã đoạt đi nữ nhi bảo bối của ta. Thân là tình địch kiêm thông gia của hắn thì Tết này nếu có rảnh thì hãy đến Tây Nam uống rượu cùng ta. Đi vào trong, Hạ Hà cười nói. Hạ bàn tử, ai là nữ thần của ông? Hạ Hà vừa nói xong thì Tông Hân ở một bên liền bước lên, hung hăng véo lỗ tai của Hạ Hà, hỏi. Đương nhiên lão bà đại nhân rồi. Hạ Hà cợt nhả nói. Vậy sao? Tống Hân hừ hừ nói. Vừa rồi tôi nghe ông nói. 20 năm trước Bùi Vũ Phu đã đoạt đi nữ thần của ông, nếu nói như ông thì tôi hẳn là mẹ của Đông Lai chứ không phải là mẹ vợ của nó sao? Lão bà đại nhân, bà vốn là mẹ của Đông Lai à? Hạ Hà cười hắc hắc. Ách! Tống Hân nghe vậy, trong lòng vừa động, buông lỗ tai Hạ Hà ra. Coi như ông thức thời. Thấy vợ chồng Hạ Hà hoàn toàn xem thường ánh mắt xung quanh thì Hạ Ina có chút đỏ mặt. Đồng thời trộm nhìn Bùi Đông Lai thì đã thấy vẻ mặt Bùi Đông Lai tỏ ra tươi cười. Đông Lai, trở về nói cho cha cậu biết, vì muốn cảm ơn chuyện 20 năm trước cha cậu đã cướp đi mẹ cậu, khiến cho Hạ bàn tử hết hy vọng, chỉ cần hắn cùng cậu đến Tây Nam thì ta sẽ cùng hắn uống mẹ nó 3 chén. Tống Hân tùy tiện nói. Ách! Bùi Đông Lai há to mồm, theo sau dở khóc dở cười gật gật đầu. Còn nữa, mẹ biết con thích ăn gà lên mâm. Trứng chiên, lần sau con đến đây cùng cha con thì mẹ cũng sẽ làm nhiều hơn. Tống Hân cười hì hì nói xong, tự nhận mình làm mẹ của Bùi Đông Lai khiến cho Bùi Đông Lai một đầu hắc tuyến. Tống Hân, đã được chưa? Hạ Ina thấy bộ dạng quính quáng của Bùi Đông Lai thì dậm chân, vội vàng gọi thẳng tên của Tống Hân ra. Ta chỉ biết, nữ bất trung lưu, nhà đầu chết tiệt kia, có trai rồi thì quên mẹ sao? Tống Hân tức giận gõ nhẹ vào đầu Hạ Ina một cái. Hạ Hà thấy thế, giở khóc giở cười. Tốt lắm, lão bà đại nhân, để cho người trẻ tuổi chút không gian. Hạ bàn tử. Tống Hân vừa nghe, nổi giận, lại nhéo lỗ tai Hạ Hà. Tôi không trẻ sao, tôi không trẻ sao. Trẻ, trẻ. Hạ Hà hướng về phía Hạ Ina cùng Bùi Đông Lai mở chừng hai mắt, cười trả lời, đồng thời lôi kéo Tống Hân đi đến một bên. Cậu còn đến trường nữa không? Đợi sau khi vợ chồng Hạ Hà đi rồi thì Hạ Ina không dám một mình đối mặt Bùi Đông Lai, không dám nhìn thẳng Bùi Đông Lai, có chút ngượng ngùng. Có. Thật sao? Mắt nghe Bùi Đông Lai trả lời thì Hạ Ina liền nhìn vào mặt Bùi Đông Lai, vẻ mặt kích động. Nàng vốn cho rằng bằng địa vị hiện giờ của Bùi Đông Lai sẽ không cần lãng phí thời gian để đến trường, nhưng mà lúc này Bùi Đông Lai lại nói có đi, điều này có thể làm nàng không kích động sao? Tớ còn ở trường học một số đồ vật này nọ, hơn nữa cổ hiệu trưởng có ơn với tớ, tớ sẽ tiếp tục học cho đến khi tốt nghiệp. Thật tốt quá! Nghe được câu trả lời thuyết phục của Bùi Đông Lai thì Hạ Ina liền hưng phấn. Được rồi, tớ đi đây, cậu cùng thúc thúc và dì trở về đi. Bùi Đông Lai cười nói. Được! Thấy Bùi Đông Lai phải đi thì Hạ Ina bước lên giúp Bùi Đông Lai sửa sang lại áo quấn, ôn nhu nói. Thuận buồm xuôi gió! Bùi Đông Lai nhẹ nhàng vuốt ve đầu Hạ Ina, xoay người, bước đi vào bên trong. Mấy phút sau khi kiểm tra xong thì Bùi Đông Lai đứng ở trước cửa vẫy vẫy tay với Bùi Đông Lai, rồi biến mất trong tầm mắt của Hạ Ina. Nhà đầu chết tiệt, người cũng đã đi rồi, còn đứng ngây ngốc làm gì nữa? Tống Hân tiến lên, hừ hừ nói. Kệ con! Hạ Ina quyệt quyệt miệng, vẻ mặt đắc ý. Tống Hân vừa nghe, hổn hển nói. Ây da, nhà đầu chết tiệt này, cô không phải là có bạn trai thôi sao? Có gì mà phải làm như thế? Tôi đây còn chưa có chồng đâu. Tống Hân nói xong nhìn về phía Hạ Hà. Có phải hay không Hạ bàn tử?
Ina. Đối mặt với câu hỏi của Tống Hân thì Hạ Hà cũng không trả lời mà vẻ mặt nghiêm túc nhìn về Hạ Ina. Ân. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Hạ Hà thì không riêng gì Tống Hân mà ngay cả Hạ Ina cũng cảm thấy ngạc nhiên. Tuy rằng Bùi Đông Lai tiếp nhận con rồi nhưng mà con nên biết, nhân sinh của nó sẽ vô cùng khó lường. Hạ Hà đứng ở trước mặt Hạ Ina, nghiêm túc nói. Vì không để người ngoài nói con gái của Hạ Hà ta là một bình hoa, cho nên trước khi làm vợ của Bùi Đông Lai thì con cần phải cố gắng. Vâng. Nghe được Hạ Hà nói như thế, cảm nhận được vẻ quan tâm cùng lo lắng của Hạ Hà thì Hạ Ina liền gật đầu. 2 năm qua con đã học tập những lý luận ở trong trường, bắt đầu từ năm 3 thì con sẽ đến tập đoàn Hạ Thị thực tập nửa năm, bắt đầu thực tập từ nơi dưới cùng. Hạ Hà gằn từng tiếng, nói. Ở dưới đó khổ lắm. Không đợi Hạ Ina mở miệng, Tống Hân vốn là nhíu mày, có chút không đành lòng. Chỉ cần có thể cùng cậu ta ở chung một chỗ thì khổ mấy con cũng chịu được. Vẻ mặt Hạ Ina kiên định. Được, ta đã cùng với Đông Lai nói chuyện, đợi sau khi con tốt nghiệp thì sẽ đem tập đoàn Hà Thị giao lại cho con. Ta tin tưởng, con gái của ta sẽ không để cho ta thất vọng. Hạ Hà vô cùng vui mừng, nhưng trong lòng lại tràn ngập lo lắng. Vũ Phu à Vũ Phu, ta tin tưởng nữ nhi của ta sẽ không kém nha đầu của Tần Tranh. Nhưng mà ta lo lắng tiểu tử kia ở thế giới ngầm sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu, chẳng lẽ ông không lo lắng sao? Không có đáp án. 2 giờ sau, một chiếc máy bay thương vụ bay từ Tokyo đến Nam Cảng, xuống sân bay Nam Cảng, Đăng Tỉnh mang theo vài tên nhân viên công tác của trong tập đoàn giải trí Đông Hoàng Nhật Bản đi xuống. Màn che được kéo xuống. Nếu như nói công ty Hồng Kinh chính là công ty giải trí số 1 ở Nam Cảng thì công ty giải trí Đông Hoàng cũng chính là công ty giải trí lớn nhất ở Nhật Bản. Bởi vì công ty giải trí Đông Hoàng là công ty lớn của Nhật Bản vì thế trước khi Tương Cương chết hay là sau khi Tương Cương chết thì công ty giải trí Đông Hoàng vẫn qua lại, làm ăn với công ty giải trí Hồng Tinh, hơn nữa qua tới vô cùng chặt chẽ. Đối với cái này thì sau khi biết được Phó Tổng Giám đốc của công ty giải trí Đông Hoàng muốn tự mình dẫn người đến Nam Cảng để thăm công ty giải trí Hồng Tinh, để song phương hợp tác, trao đổi ý kiến thì cả cao thấp trong công ty Hồng Kinh đều tỏ ra coi trọng. Thậm chí người phụ trách của công ty là Đồng Văn Bân còn đem chuyện này báo lại cho Uông Chu. Uông Chu vốn là tự mình dẫn người đi đón, bất quá nhận được cuộc điện thoại của Bùi Đông Lai, thì liền phái Đồng Văn Bân đến xây bay nghênh đón, cũng dặn dò Đồng Văn Bân làm tốt công tác nghênh đón. Thấy nhóm người Đăng Tỉnh xuống máy bay thì Đồng Văn Bân sớm đứng đợi đó vội vàng bước lên nghênh đón. Đăng Tỉnh tiên sinh, hoan nghênh đã đến Nam Cảng. Rất nhanh, hắn liền đi tới trước mặt Đăng Tỉnh. Mỉm cười vươn tay ra. Ngài đây là Đông tiên sinh. Diệp Thạch thấy chỉ có một mình Đông Văn Bân đến thì nhíu mày, hơi tỏ ra tức giận. Như thế nào mà Uông tiên sinh không đến? Đông Văn Bân biết đựa Đăng Tỉnh chẳng những là phó tổng của công ty giải trí Đông Hoàng mà còn là thành viên có địa vị cực cao ở Đăng gia. Biết được điểm này cho nên đối mặt với việc Đăng Tỉnh tỏ ra bất nãm thì Đông Văn Bân cũng không có để ý mà là cười giải thích, nói. Đăng Tỉnh tiên sinh. Uông Tổng vốn là muốn đến đây, bất quá lại có chuyện quan trọng cần xử lý, không thể đến đây được, ngài ấy để tôi hướng về phía ngài xin lỗi. Xem ra Uông tiên sinh bề bộn nhiều việc a. Đăng Tỉnh chào phúng nhìn Đông Văn Bân liếc mắt một cái, không có nắm tay của Đông Văn Bân. Đăng Tỉnh tiên sinh, nói vậy thì mọi người cũng đã đi đường mệt mỏi, tôi đã chuẩn bị khách sạn cùng thức ăn. Vẻ tươi cười trên mặt Đông Văn Bân không giảm, thu tay về, đề nghị nói. Vẻ mặt Đăng Tỉnh kiêu căng, không có hé răng, Đông Văn Bân cũng không để ý mà là đi trước dẫn đường. Rất nhanh, đoàn người Đăng Tỉnh đã đi vào xe, từng chiếc xe khởi động, rời đi khỏi sân bay. Uông tiên sinh, tôi đã gặp đoàn người Đăng Tỉnh, lúc này đang đến khách sạn. Trong xe, Đông Văn Bân bấm số Uông Chu rồi hội báo. Chiêu đãi bọn hắn thật tốt vào. Uông Chu cùng Bảo Tiêu đang đứng ở sân bay, một bên đợi máy bay Bùi Đông Lai đáp xuống. Một bên trả lời điện thoại của Đông Văn Bân. Vâng Uông Tổng. Đông Văn Bân cung kính trả lời, sau đó có chút do dự, nói. Uông Tổng, dường đối với việc ngài không đến đón thì Đăng Tỉnh có chút bất mãn, ngài xem có nên đi gặp mặt một chút không? Hắc, một đứa con nít mà muốn để cho ta tự tới đón hắn sao, người Nhật Bản thật đúng là cuồng ngạo tự đại. Uông Chu nghe vậy, cười lạnh một tiếng. Không nói đến hắn cho dù Đằng Xuyên Nguyên tự mình đến thì ta cũng không đi đón hắn, so với Bùi Thiếu thì bọn hắn tính là cái gì?
Xin Uông Tổng yên tâm, tôi sẽ chiêu đãi tốt Đằng Tỉnh, bảo đảm việc hợp tác này sẽ thành công. Thấy Uông Chu phát hỏa, Đông Văn Bân cũng biết Bùi Thiếu trong miệng của Uông Chu quan trọng đến cỡ nào. 30 phút sau, Bùi Đông Lai ngồi từ trên máy bay ở Xuân Thành đáp xuống sân bay Nam Cảng, sau đó từ trên máy bay đi xuống. Bùi Thiếu, mắt thấy Bùi Đông Lai xuất hiện, Uông Chu vội vàng bước lên nghênh đón, vẻ mặt vô cùng cung kính. Uông Thúc, tại sao ngài lại đến đây? Cùng Đằng Tỉnh bất đồng, mặc dù được rất nhiều người xưng là hoàng đế của thế giới ngầm Trung Quốc nhưng mà Bùi Đông Lai cũng không tỏ ra tự cao tự đại trước mặt Uông Chu. Ngược lại bởi vì Uông Chu là anh em kết nghĩa với Tương Cương nên hắn tôn kính, gọi Uông Chu là Uông Thúc. Bùi Thiếu rất khó mới đến Nam Cảng một lần, tất nhiên là tôi phải tự mình ra đón rồi. Thái độ của Bùi Đông Lai cùng Đằng Tỉnh hoàn toàn bất đồng, khiến cho trong lòng Uông Chu một trận thổn thức, trên mặt nở ra nụ cười sán lạn. Bùi Thiếu, tôi đã chuẩn bị thức ăn rồi, trước tiên chúng ta đi dùng cơm chứ. Uông Thúc, tôi ở trên máy bay đã dùng rồi. Hiện giờ vẫn còn chưa đói. Bùi Đông Lai cười cười. Uông Thúc, trước tiên ngài hãy dẫn tôi đi gặp bạn bè của mình đi đã. Ngày hôm qua, Uông Chu đột nhiên nhận được điện thoại Bùi Đông Lai gọi tới. Ở trong điện thoại Bùi Đông Lai yêu cầu hắn lấy danh nghĩa Hồng Tinh đăng ký một nhà B công ty ảo vệ trị an. Hơn nữa nghĩ biện pháp đem đám người Jason chỉ dẫn đến Nam Cảng. Sau khi nhận được mệnh lệnh của Bùi Đông Lai thì Uông Chu không dám lãnh đạm, trước tiên đi làm chuyện này. Vốn Uông Chu thấy đám người Jason thì cho rằng đám người này không đơn giản, lúc này thấy Bùi Đông Lai vừa xuống máy bay thì muốn đi gặp đám người Jason thì hắn liền càng thêm khẳng định điều này, bất quá hắn cũng không có đi hỏi thân phận của đám người Jason, Uông Chu vội vàng gật đầu. Vâng Bùi Thiếu. 40 phút sau, Bùi Đông Lai gặp được đám người Jason trong một biệt thự gần biển. Bởi vì Jason dựa theo lời nói của Bùi Đông Lai, đem đại bản doanh của dòng binh đoàn Sa Tăng chuyển từ châu Âu tới Nam Cảng, cho nên ba người Ken, The Rossi cùng Fanbay đã đi chuẩn bị, chỉ có một mình Jason đi tới Nam Cảng trước. Jason giáo quan, cảm giác Nam Cảng thế nào? Bùi Đông Lai ngồi ở trên ghế salon, mỉm cười hỏi. Jason buông chén rượu xuống, châm một điếu xì gà, phun ra một ngụm khói, nói. Thật lâu ta sẽ nghĩ đến Nam Cảng nhìn một cái. Chỉ tiếc cảnh sát ở Nam Cảng khó chơi, cho nên mới không đến, đây quả là một thành phố hoàn mỹ. Có thể từ miệng ngài nói ra được hoàn mỹ thì cũng không dễ dàng a. Bùi Đông Lai cười cười, sau đó lời nói xoay chuyển, nói. Jason giáo quan, tôi đã đăng ký cho ngài một công ty bảo vệ, hơn nữa đã để người xây dựng một căn cứ bí mật ở trên một hòn đảo gần Nam Cảng. Sau này, ngài có thể cùng huynh đệ của mình giả mạo làm công ty bảo vệ. Cũng có thể huấn luyện ở trụ sở bí mật, đợi khi nào có nhiệm vụ thì sẽ rời khỏi đây. Ngài thấy thế nào? Tiểu tử, ta biết cậu làm như vậy chính là muốn giảm thương vong cho huynh đệ bọn ta. Jason nói xong, lắc lắc đầu. Nhưng mà cậu hắn nên biết, đối với chiến sĩ mà nói thì chiến trường chính là nơi tôi luyện tốt nhất, nếu không trả qua súng thật đạn thật thì công sức huấn luyện cũng uổng phí. Ý của ngài là nói. Trong lòng Bùi Đông Lai vừa động. Ta mang theo huynh đệ của ta theo cậu, giúp cậu đối phó thần võng, căn bản sẽ không có lo lắng thương vong. Jason gần từng tiếng, nói. Đại bản doanh của dòng binh đoàn Sa Tăng sẽ thiết lập tại Nam Cảng nhưng mà trừ căn cứ huấn luyện ra thì bọn ta muốn như trước đây, muốn nhận nhiệm vụ, để đảm bảo sức chiến đấu đồng thời tranh thủ đề cao. Vậy cứ làm theo lời ngài. Bùi Đông Lai đồng ý đề nghị của Jason. Dù sao ở phương diện dòng binh đoàn thì hắn cũng không thể so sánh với Jason. Nếu như không phải thế thì dòng binh đoàn Sa Tăng cũng sẽ ở ngắn ngủn trong thời gian 7 tháng mà trở thành một trong thập đại binh dòng hàng đầu thế giới. Tiểu tử, ta biết lấy thân phận bây giờ của cậu thì có nhiều chuyện cần phải xử lý. Jason bóp tắt xì gà, nói. Cậu cũng không cần lo lắng đến ta, để thu hạ của cậu đi làm là tốt rồi. Được. Bùi Đông Lai nghĩ nghĩ. Đồng ý đề nghị của Jason. Một giờ sau, Jason dẫn người đi tới một hòn đảo xung quanh Nam Cảng để lựa chọn nơi xây dựng cơ sở mới cho dòng binh đoàn Sa Tăng, Bùi Đông Lai cùng Uông Trung đi tới tập đoàn Hồng Tinh. Cùng lúc đó, Đông Văn Bân mang theo đoàn người Đằng Tỉnh đi vào tập đoàn Hồng Tinh để tham quan. Ai ui, hai bà cô của tôi, hai cô có biết MV này quan trọng thế nào trong album không? Các cô mới tập được một nửa mà đã nghỉ rồi. Trong một phòng thu trong công ty Hồng Tinh,
đạo diễn biết được Mộ Khuynh Nhan và Trang Hiểu Vân muốn ngừng quay MV thì liền nóng nảy. Vương đạo diễn, thân thể Khuynh Nhan cảm thấy không được khỏe, cần được nghỉ ngơi, đợi nàng khỏe lại rồi tiếp tục. Trang Hiểu Vân cười khổ giải thích, lý do là bởi vì nàng biết được Bùi Đông Lai đã đến Nam Cảng, Bùi Đông Lai đi cùng Uông Chu đến phân bộ của tập đoàn Đông Hải ở Nam Cảng, sau đó rồi gọi điện thoại cho Mộ Khuynh Nhan nói rằng muốn dùng cơm với hai nàng. Sau khi nhận được điện thoại của Bùi Đông Lai thì Mộ Khuynh Nhan liền vui mừng, hận không thể lập tức vò tới bên người Bùi Đông Lai, thế nào còn có tâm tư quay MV. Vậy à, chỉ có thể đợi Khuynh Nhan khỏe lên rồi làm tiếp thôi. Nghe được câu giải thích của Trang Hiểu Vân thì Vương đạo diễn không dám bất mãn hay chỉ trích gì. Bởi vì hắn chẳng những biết Mộ Khuynh Nhan là cây hái ra tiền chính của công ty giải trí Hồng Tinh, hơn nữa Mộ Khuynh Nhan còn có quan hệ chặt chẽ với lão đại sau màn của tập đoàn giải trí Hồng Tinh này. Xin lỗi Vương đạo diễn, hôm nào tôi cùng Hiểu Vân tỷ mời ngài ăn cơm bồi tội nha. Mộ Khuynh Nhan có chút ngượng ngùng mà thè lưỡi ra, sau đó có chút khẩn trương kéo Trang Hiểu Vân, nói. Hiểu Vân tỷ, chúng ta về nhà đi. Được. Trang Hiểu Vân biết rõ Mộ Khuynh Nhan là muốn trở về để trang điểm nên cười khổ gật đầu, rồi cùng Mộ Khuynh Nhan rời đi. Khuynh Nhan, bọn họ là ai à? Sau khi đi ra khỏi phòng, Trang Hiểu Vân thấy được đám người Đông Văn Bân đang đi tới nơi này thì lập tức sửng sốt, hỏi Mộ Khuynh Nhan. Công ty giải trí Đông Hoàng Nhật Bản. Mặc dù Mộ Khuynh Nhan chưa gặp qua Đằng Tỉnh nhưng mà hắn lại thấy được nhân viên công ty giải trí Đông Hoàng Nhật Bản ở bên cạnh Đằng Tỉnh. Ân. Ngay sau đó, không đợi Trang Hiểu Vân đáp lời, thì hai mắt của Đằng Tỉnh đột nhiên sáng người. Đồng tiên sinh, nói vậy thì hai người này chính là nhóm nhạc Hoàng Hậu đây sao? Nhìn vào, Đằng Tỉnh chỉ cảm thấy trong bụng có một cỗ khô nóng, mỉm cười hướng Đông Văn Bân bên cạnh hỏi. Thấy được ánh mắt Đằng Tỉnh lộ ra vẻ dâm tà khi nhìn vào hai người Mộ Khuynh Nhan và Trang Hiểu Vân thì Đông Văn Bân cả kinh, bất quá hắn cũng mỉm cười gật đầu. Vâng, Đằng Tỉnh tiên sinh. Giới thiệu một chút đi. Đằng Tỉnh cười híp mắt nhìn chằm chằm về phía đùi của Trang Hiểu Vân và Mộ Khuynh Nhan, cảm giác kia giống như hận không thể xé váy của hai nàng rồi rúc đầu vào đó để nhìn cảnh bên trong. Khuynh Nhan, Hiểu Vân. Tuy rằng Đông Văn Bân đã nhận ra Đằng Tỉnh có ý gì đó. Hơn nữa hắn cũng biết Mộ Khuynh Nhan và Trang Hiểu Vân có quan hệ chặt chẽ với Bùi Đông Lai, nhưng mà nghĩ đến việc mình phải đón tiếp Đằng Tỉnh chu đáo cho nên hắn hướng về phía Mộ Khuynh Nhan và Trang Hiểu Vân vẫy vẫy tay. Mộ Khuynh Nhan cùng Trang Hiểu Vân thấy thế, do dự một chút, vẫn là đã đi tới. Khuynh Nhan, Hiểu Vân, tôi giới thiệu vị này cho hai cô, vị này chính là phó giám đốc của công ty giải trí Đông Hoàng Nhật Bản. Đông Văn Bân giới thiệu nói. Mộ tiểu thư. Trang tiểu thư, đã sớm nghe nói nhóm nhạc Hoàng hậu là một đôi mỹ nhân, hôm nay vừa thấy, quả nhiên như thế. Đông Văn Bân vừa nói xong thì Đằng Tỉnh cười híp mắt, chủ động giơ tay. Rất hân hạnh được biết hai cô. Đối mặt với vẻ mặt dâm tà của Đằng Tỉnh thì Mộ Khuynh Nhan trở nên bất mãn, mà một bên Trang Hiểu Vân thấy vậy thì lo lắng việc này sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với công ty nên chủ động bắt tay với Đằng Tỉnh. Nếu tôi nhớ không lầm thì hai cô chưa qua Nhật Bản diễn lần nào. Đằng Tỉnh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Trang Hiểu Vân không buông. Nếu như hai cô muốn thì có thể tìm tôi cam đoan hai cô sẽ trở thành một trong những ngôi sao có sức hút tại Nhật Bản. Cảm ơn. Sắc mặt Trang Hiểu Vân khẽ biến đổi, cố gắng rút tay ra. Mộ tiểu thư, Trang tiểu thư, lần này tôi đại diện công ty giải trí Đông Hoàng đến đây để đàm phán việc làm ăn với công ty giải trí Hồng Tinh. Tối nay Đông Tiên Sinh đã tiệc, tôi nghĩ muốn mời hai cô tham gia. Đằng Tỉnh nhìn chằm chằm vào Mộ Khuynh Nhan, hỏi. Thật chúng lỗi, chúng tôi đã có hẹn rồi. Mộ Khuynh Nhan chán ghét chừng mắt nhìn Đằng Tỉnh liếc mắt một cái, sau đó đối Đông Văn Bân, nói. Đông Tổng, chúng tôi có việc đi trước. Nói xong, Mộ Khuynh Nhan giống như là né ruồi bỏ vậy, kéo Trang Hiểu Vân rồi đi. Bá! Thái độ của Mộ Khuynh Nhan làm cho sắc mặt Đằng Tỉnh biến đổi, theo sau có chút không vui nhìn Đông Văn Bân, nói. Đông tiên sinh, ông hẳn là có biện pháp để các nàng tham gia vào buổi tiệc tối nay của chúng ta. Thật có lỗi Đằng Tỉnh tiên sinh, địa vị của hai người này có chút đặc thù trong công ty, nên tôi không thể yêu cầu các nàng tham gia vào buổi tiệc tối này được. Lúc này đây, thái độ của Đông Văn Bân vô cùng kiên quyết. Ân, có lẽ không ngờ Đông Văn Bân sẽ cự tuyệt, Đằng Tỉnh vốn là ngẩn ra, sau đó có chút căm tức. Đông tiên sinh, ông xác định.
Xác định. Nói đùa, lấy mối quan hệ giữa Bùi Đông Lai với hai người Mộ Khuynh Nhan, Trang Hiểu Vân thì hắn có thể dám bắt ép hai người bọn họ tham gia vào buổi tiệc tối nay sao? Hắn còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Lại nghe được lời nói kiên định của Đông Văn Bân thì chân mày đằng tỉnh nhíu lại, giận mà không nói. Bất quá. Nghĩ đến việc phân phó của Đằng Xuyên Nguyên thì Đằng Tỉnh lại áp chết cơn giận trong lòng, không có phát tác ra đối với Đông Văn Bân, mà là nhìn chằm chằm vào bóng lưng mê người của Trang Hiểu Vân và Mộ Khuynh Nhan, trong lòng thầm nảy sinh ác độc, mẹ nó, ở Nhật Bản thì không có con điếm nào dám không ngủ với ông, đợi cho hội tam hợp hoàn toàn đứng vững gót chân ở Nam Cảng thì tao sẽ hai con nữ nhân ngu ngốc chúng mày phải quỳ dưới quần tao mà cầu xin tha thứ. Không biết sống chết. Dường như đã xem thấu tâm tư của Đằng Tỉnh. Đông Văn Bân bi ai nhìn Đằng Tỉnh liếc mắt một cái. Trong một nhà hàng 5 sao, lúc này Mộ Khuynh Nhan và Trang Hiểu Vân hai người đang ngồi chỗ này để đợi Bùi Đông Lai đến. Đêm nay, hai người Trang Hiểu Vân và Mộ Khuynh Nhan đều ăn mặc một cách tinh tế. Mộ Khuynh Nhan thì mặc một bộ lễ phục dạ hội màu đen bó sát người, đem toàn bộ khí chất và vóc người hoàn mỹ của nàng trưng bày ra. Trang Hiểu Vân thì mặc một bộ lễ phục dạ hội màu hồng, bộ dạ phục này hơi ngắn. Vì thế đã đem cặp đùi của nàng đưa ra, dưới chân là một đôi giày cao gót màu hồng. Có lẽ là do danh khí của nhóm nhạc hoàng hậu, cũng có lẽ là do vóc dáng quá sexy của hai người, mà mọi người trong nhà hàng đều nhìn mắt về phía hai nàng. Trong đó ánh mắt của nam nhân thì lộ ra vẻ thưởng thức, còn nữ nhân thì tràn ngập ghen tị. Hiểu Vân tỷ, nếu không thì gọi điện cho Đông Lai đi. Không có để ý đến ánh mắt xung quanh. Mộ Khuynh Nhan giống như là muốn thấy Bùi Đông Lai ngay lập tức nên nhịn không được mà hướng Mộ Khuynh Nhan đề nghị, nói. Trang Hiểu Vân biết rõ Mộ Khuynh Nhan một lòng say mê Bùi Đông Lai cho nên cười khổ nói. Khuynh Nhan chờ một chút đi hẳn là đến thôi. Được rồi. Miệng Mộ Khuynh Nhan vểnh lên. Trang Hiểu Vân muốn an ủi Mộ Khuynh Nhan, kết quả ánh mắt nhìn về phía cửa thì sắc mặt liền hơi đổi. Từ ánh mắt của Trang Hiểu Vân có thể thấy được mấy người xuất hiện ở cửa chính là người của công ty giải trí Đông Hoàng. Vốn là Đông Văn Bân muốn mở tiệc chiêu đãi Đằng Tỉnh, bất quá đối với việc hai người Mộ Khuynh Nhan và Trang Hiểu Vân không thể tới dự tiệc cho nên Đằng Tỉnh đã tức giận, hắn từ chối lời mời của Đông Văn Bân mà dẫn thủ hạ của mình đến đây dùng cơm. Kêu quản lý chuẩn bị cho chúng ta một phòng. Đi vào nhà hàng, Đằng Tỉnh nhíu mày ra lệnh đối với tên thủ hạ bên cạnh. Tiên sinh tôn quý. Thật là có lỗi, nhà hàng của chúng tôi đã hết phòng riêng rồi, mọi người có thể ngồi bên ngoài mà dùng cơm. Quản lý liền xuất hiện ở trước mặt Đằng Tỉnh, xin lỗi giải thích nói. Vốn tâm tình của Đằng Tỉnh đã không được tốt, nghe được quản lý nói như vậy thì hắn liền lạnh lùng nói. Ta không tin đã hê phòng. Tiên sinh tôn quý, tuy rằng có mấy gian phòng chưa có ai ngồi nhưng mà những phòng đó đều đã được đặt trước rồi. Quản lý nở ra nụ cười. Kỳ thật thì hoàn cảnh ở bên ngoài này cũng không tệ, ngài có thể thông cảm mà ngồi đây dùng cơm, lần sau đến đây tôi sẽ để cho ngài một gian phòng tốt. Ân. Ngay sau đó, Đằng Tỉnh thấy được Mộ Khuynh Nhan và Trang Hiểu Vân đang ngồi ở góc Tây Nam. Hắn liền nở ra nụ cười vui vẻ. Được rồi, chúng ta sẽ ngồi ngoài này dùng cơm. Tiên sinh tôn quý, cảm ơn ngài đã thông cảm. Quản lý nhà hàng thầm thở ra một hơi dài. Đằng Tỉnh không để ý đến lời vô nghĩa của quản lý mà dưới sự dẫn đường của một tên bồi bàn, đi tới một chỗ không có ai ngồi. Lúc đi thì ánh mắt của hắn vẫn nhìn chằm chằm vào hai người Trang Hiểu Vân và Mộ Khuynh Nhan, giống như là thợ săn đang nhìn vào con mồi vậy. Bá! Mắt thấy Đằng Tỉnh đang hướng về phía mình mà Mộ Khuynh Nhan đi tới, nhận thấy được ý xấu trong ánh mắt Đằng Tỉnh thì mặt Trang Hiểu Vân hơi đổi, chân mày nhíu lại. Hiểu Vân tỷ, tỷ làm sao thế? Thấy được vẻ khác thường của Trang Hiểu Vân thì Mộ Khuynh Nhan hỏi. Nói xong thì theo ánh mắt của Trang Hiểu Vân nhìn qua thì nàng thấy được Đằng Tỉnh đang đi tới chỗ hai người bọn nàng. Tại sao lại gặp được tên gia hỏa đáng giận này? Nhìn thấy ánh mắt xâm tà của Đằng Tỉnh thì tâm tình của Mộ Khuynh Nhan có chút khó chịu, nhíu mày nói một câu. Trang Hiểu Vân thu hồi ánh mắt, nói. Chúng ta không để ý tới hắn thì tốt hơn. Tuy là nói rằng như vậy nhưng mà chân mày của Trang Hiểu Vân cũng hơi nhíu lại. Nhiều khi một người không thích nhìn thấy người kia, nhưng mà người kia lại giống như ruồi bọ, không ngừng vo ve bên cạnh. Lúc này Đằng Tỉnh chính là như thế, thấy được bộ dạng bất mãn của hai người Trang Hiểu Vân và Mộ Khuynh Nhan thì Đằng Tỉnh không cảm thấy tức giận mà chủ động bước lên. Mộ tiểu thư, Trang tiểu thư,
thật không ngờ là có thể gặp được hai cô ở chỗ này. Thật có lỗi, chúng tôi không biết ông. Mộ Khuynh Nhan nhíu mày, nói, ý tứ rất rõ ràng, chúng ta không biết ông không cần phải giống như ruồi bọ mà bu quanh, có được không? Bá, nghe được Mộ Khuynh Nhan nói như thế thì sắc mặt Đằng Tỉnh biến đổi, ánh mắt nhìn vào hai người Mộ Khuynh Nhan, Trang Hiểu Vân giống như thần linh nhìn vào con kiến, cười lạnh nói. Tên hỗn đản Đông Văn Bân nói rằng hai cô không thể đi ăn cùng ta là bởi vì danh khí của hai cô lớn, hai cô là cây hái ra tiền của tập đoàn giải trí Hồng Tinh, bởi vì cô được tên Uông Chu kia chiếu cố. Nghe được Đằng Tỉnh nói như vậy thì sắc mặt Mộ Khuynh Nhan cùng Trang Hiểu Vân biết đổi, mà không ít thực khách ngồi trong nhà hàng đều nhìn sang. Thấy sắc mặt Mộ Khuynh Nhan và Trang Hiểu Vân trở nên khó coi thì Đằng Tỉnh nghĩ đến đã uy hiếp được hai người, vẻ mặt càng trở nên đắc ý, cuồng ngạo. Ta nhắc nhở các cô một câu, thế giới này thứ gì cũng có cái giá của nó, cho dù nghĩa phụ của Mộ tiểu thư sống dậy, chỉ cần ta ra một cái giá thì ông ta cũng sẽ bán đi thân thể của cô. Huống chi bây giờ nghĩa phụ của cô đã chết rồi, các cô cho rằng lão gia Uông Chu kia sẽ bảo vệ các cô sao? Ông, mắt thấy càng ngày Đằng Tỉnh càng ăn nói lỗ mãng, hơn nữa còn nói đến nghĩa phụ của mình thì Mộ Khuynh Nhan liền tức giận, chỉ vào mặt Đằng Tỉnh, sau đó cố gắng khống chế tâm tình của mình, nói với tên bồi bàn bên cạnh. Hắn đã làm ảnh hưởng đến tâm tình dùng cơm của tôi hy vọng các người có thể đừng để hắn đến gần tôi. Nàng! Đằng Tỉnh khinh miệt nhìn vào tên bồi bài. Ta chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là cô ta thất nghiệt, cô ta lấy cái gì mà ngăn ta. Bồi Vàn nghe vậy thì vô cùng tức giận nhưng mà nàng cũng biết bản thân nàng là người ở tầng dưới chót xã hội, mà Đằng Tỉnh là loại người mà nàng không thể đắc tội được. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của nàng giống như tờ giấy trắng. Kêu bảo vệ đến đây. Bồi Vàn nghe vậy thì liền như ở trong mộng lại. Vội vàng quay đầu lại nhìn thì thầy quản lý đã đi tới nơi này, phía sau nàng ta còn có một người. Bất quá nàng phát hiện người kia không phải là người của nhà hàng. Phát hiện này làm cho nàng hơi nghi hoặc. Hai người Mộ Khuynh Nhan và Trang Hiểu Vân không có nghi hoặc bởi vì các nàng biết được người đó. Bùi Đông Lai. Đột nhiên nghe được ba chữ Bùi Đông Lai thì cả Mộ Khuynh Nhan và Trang Hiểu Vân liền ngẩn ra, sau đó cả hai người liền không cùng hẹn mà khuôn mặt liền tràn ra vẻ kích động. Chiều nay thì Bùi Đông Lai cùng với Uông Chu đi kiểm tra những công ty con của tập đoàn Đông Hải ở Nam Cảng này, hơn nữa hắn còn cùng với Uông Chu còn tổ chức một cuộc gặp mặt hội nghị cao cấp. Cuộc họp kéo dài nhiều giờ hơn nữa lúc hắn đến đây thì có bị kẹt xe nên đến muộn. Sau khi bước vào khách sạn thì hắn đã thấy hai người Trang Hiểu Vân và Mộ Khuynh Nhan đã xảy ra xung đột với Đằng Tỉnh. Phát hiện được điểm này đã khiến cho Bùi Đông Lai hơi trao mày nên hắn đã bước nhanh đến bên cạnh Mộ Khuynh Nhan và Trang Hiểu Vân, sau đó liền liếc mắt nhìn thoáng qua Đằng Tỉnh ở bên cạnh một cái rồi hỏi Mộ Khuynh Nhan và Trang Hiểu Vân. Có chuyện gì thế? Mặc dù Đằng Tỉnh là thành viên trực hệ Đằng gia hơn nữa còn là đảm nhiệm chức vụ phó tổng cùng với đồng sự trưởng của công ty giải trí Đông Hoàng nhưng mà hắn cũng không phải là thành viên trung tâm của hội tam hợp cho nên hắn cũng chỉ là một tên hữu danh vô thực. Ngoài việc ăn chơi, đàn điếm ra thì hắn chỉ là một tên cùi bắp. Lần này hắn được Đằng Xuyên Nguyên cho đến Nam Cảng để xử lý công việc hoàn toàn là bởi vì cha của hắn có thân phận hiển hách trong hội tam hợp, thêm vào đó thì anh trai của hắn là Đằng Dã có thiên phú về võ học nên hắn mới được thơm lây. Lần này Đằng Tỉnh đến Nam Cảng tuy rằng bên cạnh hắn có không ít tài liệu nhưng mà hắn là một tên lười biếng, rốt nát cho nên hắn đã không có để thời gian phân tích những tư liệu kia. Hắn chỉ biết được hiện giờ hắc đạo của Nam Cảng cũng không còn phải là của Hồng Tinh hay Đông Tinh nữa mà là do một người trẻ tuổi tên là Bùi Đông Lai đứng đầu. Hơn nữa hắn còn biết Bùi Đông Lai là đối tượng để anh trai hắn chém đầu cho nên từ đầu đến cuối hắn cũng không biết Bùi Đông Lai trông như thế nào. Bởi vì ở hắn xem ra Bùi Đông Lai đã bị tuyên án tội chết rồi. Hắn có cần phải tốn thời gian để coi một tên chết không? Thế giới này có một số việc không phải loại người như mày có thể quản được. Biết điều thì câm miệng rồi cút ra xa một chút. Lúc này thấy Bùi Đông Lai xuất hiện thì theo bản năng Đằng Tỉnh cho rằng Bùi Đông Lai là bảo vệ của cửa hàng đến để giải quyết vấn đề cho nên vẻ mặt hắn đã khinh thường nhìn vào Bùi Đông Lai giống như nhìn một con chó Trung Quốc. Tuy rằng quản lý của nhà hàng này không biết Bùi Đông Lai là thành thánh hơn nào hơn nữa vì sao phải can dự vào việc này, lúc này nghe được những lời nói cuồng vọng như thế của Đằng Tỉnh thì sắc mặt của nàng không khỏi biến đổi. Mộ tiểu thư, Trang tiểu thư. Tiên sinh, xin hỏi mọi người có phải là có hiểu lầm gì không? Quản lý của nhà hàng cũng là một nữ nhân thành thục,
vì không muốn để phát sinh xung đột nên nàng đã cố gắng ra mặt để làm người hòa giải. Rốt cuộc là có chuyện gì? Bùi Đông Lai cũng không để ý đến Đằng Tỉnh, cũng không có nhìn vào quản lý nhà hàng, ánh mắt của hắn hơi nheo lại rồi nhìn về phía Trang Hiểu Vân và Mộ Khuynh Nhan hỏi. Tên gia hỏa này chiều nay ở công ty đã cố tình ăn đậu hũ của chị Hiểu Vân, hơn nữa còn muốn bọn tớ cùng đi ăn tối với hắn, bọn tớ đã từ chối, không nghĩ rằng đến nơi này lại gặp hắn, kết quả là hắn chủ động đến gây chuyện với bọn tớ. Hắn là phó tổng của công ty giải trí Đông Hoàng, đến nơi này để nói chuyện hợp tác làm ăn. Trang Hiểu Vân liền nói thêm thân phận của Đằng Tỉnh. Ách, nghe được Mộ Khuynh Nhan và Trang Hiểu Vân nói như thế thì nữ quản lý nhà hàng không biết thân phận của Bùi Đông Lai thì liền mang theo vài phần khinh thường nhìn vào Bùi Đông Lai, cười lạnh nói. Đây là chuyện của công ty giải trí Đông Hoàng cùng với công ty Hồng Tinh, cũng không phải là chuyện của cậu nên tôi khuyên cậu đừng nên xen vào việc của người khác. Thật có lỗi quá, để bày tỏ lòng xin lỗi của nhà hàng đối với mọi người. Đêm nay nhà hàng sẽ miễn phí toàn bộ hóa đơn của các vị. Nữ quản lý nhà hàng liền quay về phía mọi người đang nhìn sang bên này nói. Nghe được Mộ Khuynh Nhan và Trang Hiểu Vân giải thích thì Bùi Đông Lai đã hiểu được mọi chuyện. Lúc này hắn cũng không nhìn vào Đằng Tỉnh mà nhìn thẳng vào nữ quản lý kia, híp mắt, nói. Cô thích nghỉ làm à? Ách! Nghe được Bùi Đông Lai nói như thế thì nữ quản lý liền đưa ra. Tao nhớ được lúc này có người nói muốn tao phải cút ra xa, có đúng không? Mắt thấy nữ quản lý kia không mở miệng nói thì Bùi Đông Lai lại nhìn vào Đằng Tỉnh. Tâm tình của Đằng Tỉnh vốn đã không tốt, lúc này nghe được Bùi Đông Lai nói như thế thì hừ lạnh,